Chương 76, bí mật của Diệp Thiên Tâm, Diệp Thiên Tâm rũ đầu xuống có vẻ vô cùng uể oải, vì bị nhốt trong động quá lâu toàn thân nàng rơi vào trạng thái mê man, gần như đã hoàn toàn hôn mê tuy rằng tu vi nàng bị sư phụ phế bỏ, nhưng nội tình vẫn còn, động diện bích dù có rét lạnh, cũng không đến mức khiến nàng mất đi tính mạng minh thế nhân. Hồ Nghi bước về phía Diệp Thiên Tâm vừa đỡ Diệp Thiên Tâm dậy, hắn đã giật nảy mình, suýt nữa đẩy nàng ra bởi vì hắn phát hiện làn da Diệp Thiên Tâm cực kỳ trắng, trắng toát như là bạch ngọc. Mái tóc cũng bạc hơn nhiều kể từ lần trước hắn đến thăm. Không có tu vi, cơ năng thân thể sẽ suy yếu, nhưng không thể suy yếu tới mức độ này. Chuyện gì đã xảy ra? Minh Thế Nhân co mày bất kể thế nào thì chuyện này cũng tuyệt đối không hề bình thường. Triêu Nguyệt hỏi, tứ sư huynh, Thiên Tâm sư muội sao rồi? Không rõ lắm. Ta chưa bao giờ nhìn thấy tình huống như vậy muội ấy không giống như là bị thương, cũng không phải là di chứng của việc bị phế tu vi. Muội nhìn xem. Minh Thế Nhân né ra cho Triêu Nguyệt quan sát làn da Diệp Thiên Tâm không hề xuất hiện nếp nhăn, vẫn rất căng mịn trơn láng, chỉ là vẫn cứ trắng toát như bạch ngọc. Còn việc vì sao nàng ta hôn mê thì hắn cũng không biết rõ, Triêu Nguyệt sư muội, muội chăm sóc con bé nhé, ta đi cầu tình với sư phụ sư huynh. Thiên Tâm sư muội phạm phải đại sai lầm, lỡ như sư phụ cạn tình không thèm ngó ngàng đến nàng nữa thì phải làm sao đây? Triêu Nguyệt lo lắng nàng cảm thấy tình trạng của Diệp Thiên Tâm không giống như là chỉ bị phế tu vi tình hình nguy cấp minh thế nhân đành tự mình rời khỏi động diện bích hối lỗi hắn thấy nữ tu diễn nguyệt cung đang bận rộn ngoài kia liền gọi lại chuẩn bị một bộ cáng cứu thương tứ tứ tiên sinh ngài cần cáng cứu thương làm gì làm theo đi sao phải hỏi nhiều vậy minh thế nhân cũng không có thời gian giải thích với bọn họ tiếng quát khẽ của hắn khiến các vị nữ tu có chút căng thẳng khoảng thời gian này nữ tu diễn nguyệt cung trừ việc hàng ngày dọn dẹp tu sửa các kiến trúc của kim đình sơn thì đều ở tại tây các tuy tính tình của mấy vị ma đầu ma thiên cát đều kỳ quái nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều là bị mất mạng minh thế nhân phân phó bọn họ đương nhiên nghe lời không bao lâu sau minh thế nhân đã đến đại điện ma thiên cắt thấy sư phụ và tiểu diên nhi vẫn còn ở đó hắn liền tăng tốc độ đi vào lục châu nhướng mày lão tứ này quả nhiên là không phục minh thế nhân không nghĩ nhiều trực tiếp quỳ xuống đất nói sư phụ thiên tâm sư muội không ổn rồi trừ câu này ra hắn không nói gì thêm cũng không cầu xin hay nói xấu gì nàng chỉ ngoan ngoãn quỳ ở đó Chờ sư phụ đáp lại Minh Thế Nhân không biết rốt cuộc trong lòng sư phụ nghĩ gì. Người muốn tra tấn nàng, để nàng sống không bằng chết, hay chỉ muốn mượn cơ hội này để trọng phạt. Nếu là vế trước, cho dù hắn cầu tình như thế nào thì cũng chẳng có kết quả gì còn nếu là, vế sau thì nàng sẽ còn hy vọng sống sót khi chưa rõ ràng thái độ của sư phụ. Minh Thế Nhân không dám tùy tiện cầu tình. Lục Châu vuốt dầu nói, khoảng thời gian này nó có nghĩ thông suốt chưa? Chuyện này, trong lòng Minh Thế Nhân vô cùng xoắn suýt hắn thường xuyên đến động diện bích, để thăm Diệp Thiên Tâm, nhưng nàng cố chấp vượt ngoài dự kiến của hắn cái gì mà nghĩ thông suốt hay không, nàng căn bản không hề nghĩ tới chuyện quay đầu tiểu Diên Nhi, chỉ đứng một bên nhìn, không dám nói gì thêm Lục Châu, lắc đầu hắn lại lần nữa lục tìm trong ký ức não hải những chuyện liên quan, đến Diệp Thiên Tâm chỉ, tiếc vẫn không thu hoạch được gì, Lục Châu không lập tức hạ quyết định, mà chắp tay rời khỏi Ma Thiên các minh thế nhân thấy thế vô cùng mừng rỡ, vội vàng bò dậy đi theo sau lúc đến hậu sơn Lục Châu, thấy các nữ tu diễn nguyệt cung đã tụ tập lại cùng một chỗ cùng với một cái băng cứu thương bọn họ thấy hắn liền đồng thời quỳ xuống lục châu không hề để ý tới bước thẳng về phía động diện bích những người khác đành phải đứng dậy đi theo sau hắn nữ tu diễn nguyệt cung thấy quả nhiên lục châu đến động diện bích lại quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ không đợi lục châu lên tiếng minh thế nhân đã trầm giọng nói đừng gây thêm phiền nữa ba bốn người lưu lại đây còn lại những người khác nên làm gì thì làm nấy đi vốn hắn định bảo họ cút đi nhưng sư phụ đang ở đây nên hắn cũng không dám gây sự lục châu bước vào động tiểu diên nhi theo sát phía sau đổi nhi bái kiến sư phụ chiêu nguyệt cố chịu đựng cơn lạnh lẽo quỳ xuống hành lễ lục châu phất phất tay ra hiệu miễn quỳ sau đó bước về phía góc động diệp thiên tâm tự người vào vách tường đá lạnh băng đầu nghiêng sang một bên mái tóc bạc che khuất gương mặt nàng không nhìn thấy sắc mặt nhưng lục châu vẫn có thể nhìn ra vấn đề từ bờ vai nàng làn da trắng như bạch ngọc lục châu đẩy tóc nàng ra khi nhìn thấy ngũ quan trên mặt nàng hắn nhíu mày tiểu diên nhi thì kinh hãi che miệng lùi lại một bước nàng chưa bao giờ trông thấy gương mặt như vậy. Sư tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu, Diên Nhi giật mình hỏi Lục Châu chỉ nhíu mày, chứ không giật mình về mặt hắn rất bình tĩnh, như thể đã sớm biết sẽ có ngày này trên thực tế. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Tâm, Lục Châu còn kinh ngạc hơn bây giờ chỉ là, thời điểm lúc đó hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều khi mới gặp Diệp Thiên Tâm, hắn chỉ cảm thấy nàng thanh khiết như hoa sen mọc trong đầm lầy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhưng điều quan trọng hơn là, Thông tin của hệ thống về nàng hoàn toàn không giống với của những người khác. Tính danh, Diệp Thiên Tâm chủng tộc, Bạch dân tu vi, nguyên thần cảnh độ thù hận, 40% độ thù hận đã hạ xuống không ít có điều. Trọng điểm không phải chỗ này, mà là ở phần chủng tộc từ lần đầu tiên gặp mặt, Lục Châu đã nhìn ra bí mật của Diệp Thiên Tâm, Bạch dân bạch thân, tóc trắng bạc, da trắng như bạch ngọc, đây chính là đặc điểm của Bạch dân quốc Lục Châu đã sớm biết thân phận của nàng, chỉ là phần ký ức bị thiếu kia khiến hắn không thu được thông tin gì về thân thế của nàng nên đành phải tạm thời nhốt nàng vào động diện Bích Hối lỗi sư phụ. Minh Thế Nhân lại chắp tay lục châu tỏ ra đạm mạc đưa nó đi nghỉ ngơi vâng. Minh Thế Nhân đại hỉ, vội vàng gọi hai nữ tu Diễn Nguyệt cung dìu Diệp Thiên Tâm ra ngoài, trong động chỉ còn lại một mình Chiêu Nguyệt ánh mắt lục châu đảo qua mi tâm nàng, thấy đóa kim liên vẫn còn, bèn gọi, "Chiêu Nguyệt có đồ nhi nơi này là Ma Thiên Các, cũng là nơi duy nhất ngươi có thể sống được vu thuật cấm chế này, không chỉ phong bế tu vi của ngươi, còn có thể làm bại lộ vị trí của ngươi lục châu." nói đồ nhi thỉnh cầu sư phụ khai ân, giải khai cấm chế của vu thuật chiêu nguyệt, quỳ xuống đất nói ngươi cảm thấy vi sư có thể giải được cấm chế này. Lục Châu hỏi cái này, chiêu nguyệt nghĩ ngợi rồi nói, đồ nhi không biết khi nào nghĩ rõ ràng, thì hãy nhắc lại chuyện vu thuật Lục Châu, vắt tay áo rời đi hắn thấy độ trung thành của chiêu nguyệt. Chỉ có khoảng 30% điều này hiển nhiên còn lâu mới đủ điều kiện trung thành và lại. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Châu tiếp xúc với cái thứ gọi là vu thuật nếu là giết người thì dễ hơn nhiều. Hắn dùng một tấm thẻ một kích trí mạng, là đủ còn muốn giải khai vu thuật thì thẻ đạo cụ cũng bó tay tâm tư chiêu nguyệt chưa ổn định tạm thời nhốt nàng vào động diện bích hối lỗi là phương pháp tốt nhất rời khỏi động lục châu đi về phía nam cát đó là nơi ở trước đây của chín tên đồ đệ tiểu diên nhi và minh thế nhân vội vàng đi theo sư phụ thiên tâm sư tỷ sao lại biến thành như thế nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha lục châu không trả lời câu hỏi của tiểu diên nhi mà chỉ phất phất tay đơn độc đi vào phòng những người khác không dám tiến vào chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài bốn năm tên nữ tu diễn nguyệt cung quy gối ở cửa ra vào trên mặt tràn đầy lo lắng đoan mộc sinh phan trọng và chu kỳ phong nghe tin vội vàng chạy đến đoan mộc sinh kéo theo xiềng xích nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ của hắn thương thế trên người có vẻ đã khôi phục gần như toàn bộ minh thế nhân lắc đầu nói không khả quan lắm đoan mộc sinh cao mày lão tứ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đám người nhìn về phía minh thế nhân minh thế nhân thở dài nói ta chỉ biết lục sư muội được sư phụ đưa về từ ngư long thôn ở phía nam sông Độ Thiên Giang, từ nhỏ đã sống trên núi những việc liên quan đến sư phụ. Minh Thế Nhân cũng không dám nói nhiều, lỡ như đắc tội sư phụ, thì hậu quả khó mà lường được lúc này Phan Trọng mới nói xen vào, phía nam sông Độ Thiên Giang của Đại Viêm. Chính là địa bàn của Vân Thiên La Tam Tông nhắc tới Vân Thiên La Tam Tông, vẻ mặt của mọi người có vẻ không được tự nhiên tiểu diên nhi, không cố kỵ nhiều như vậy, nàng nghe không hiểu bèn hỏi nhỏ, tứ sư huynh, sư tỷ, ta nghe mà không hiểu gì cả. Minh Thế Nhân nói khẽ, thiên hạ đều là đất của vua, trước kia độ thiên giang có dị tộc xuất hiện, tu hành giả thường đến đó gây hấn không ngừng khi sư phụ đem sư muội về đây, không lâu sau đó ngư long thôn đã biến mất đoan mộc sinh nhíu mày, chẳng lẽ là sư phụ đã ra tay. Thế cho nên, suỵt, minh thế nhân giật này mình vừa mới nói xong trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp. Nói đủ chưa? Đoan mộc sinh và minh thế nhân, dụng tim ra ngoài xong đời và miệng nhau 30 cái. Rồi vào động diện bích hối lỗi ba ngày thanh âm lục châu vang lên không nặng không nhẹ hai người khóc không ra nước mắt minh thế nhân liên tục trừng mắt với đoan mộc sinh những người khác đương nhiên không dám hé răng ngay cả thở mạnh cũng không dám không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo hai người đành phải không người đau khổ nói đồ nhi lãnh phạt chu kỷ phong và phan trọng trước kia đều là thanh niên kiệt ngạo từ ngày gia nhập kim đình sơn lại bị biến thành người khiêm tốn biết nghe lời muốn bà tám thì phải trả giá đại giới nha bên trong phòng diệp thiên tâm rời khỏi động diện bích ý thức dần dần khôi phục lại một chút nhưng từ khi nàng bị phế tu vi đến nay vẫn chưa trị liệu thân thể nàng còn gắng ngượng được đến bây giờ đã là rất khó diệp thiên tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra khi nàng nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt đã thấy sư phụ đang đứng trước mặt mình nàng theo bản năng rụt người lại nội tâm lục châu không biết nói gì hơn chín tên đồ đệ trừ tiểu diên nhi ra đứa nào cũng sợ mình như sợ cọp sư sư phụ diệp thiên tâm không dám tin sư phụ sẽ cho người mang nàng về phòng lục châu vẫn giữ thái độ đạm mạc lắc đầu nói bản tọa không có loại đồ đệ như ngươi diệp thiên tâm hô một tiếng sư phụ là theo bản năng nàng ý thức được mình nói sai vội vàng ngẩng đầu cố chấp nói có kết cục như ngày hôm nay đều là đáng đời ta đáng đời ngươi lục châu nói diệp thiên tâm bị nghẹn nói không nên lời nàng không dám dùng từ ngữ chỉ trích nặng nề để đáp lại hắn vì nàng sợ làm liên lụy đến các tỷ muội của diễn nguyệt cung trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động một lúc lâu sau diệp thiên tâm nhớ đến lời tứ sư huynh nói trong động diện bích nàng dối rắm một lát cuối cùng cũng mở miệng nói lão nhân ra người đã có thể giết sạch toàn bộ người của ngư long thôn. Tại sao lại không giết luôn cả ta? Trong giọng nói mang theo vẻ châm chọc nghe thế, Lục Châu cảm thấy kỳ quái bởi vì trong ký ức của hắn hoàn toàn không có chuyện nào là giết sạch người ở ngư long thôn hắn nhìn thấy khi Diệp Thiên Tâm nói ra câu này. Độ thù hận vốn chỉ có 40% lại theo cảm xúc mà có xu hướng tăng lên có thể thấy được. Nguyên nhân dẫn tới thù hận ngày hôm nay chính là chuyện mà nàng vừa nói Lục Châu cũng không dám xác nhận trước kia mình có làm chuyện đó hay không. Nhưng dựa vào ký ức trong não Hải, Cơ Thiên Đạo tuy là ma đầu cường đại nhất thế gian, đã từng làm rất nhiều chuyện khoa trương, lại thường hay nặng nề trách móc xử phạt đồ đệ, nhưng hắn không đến mức lạm sát người vô tội vẫn là vấn đề kia. Một phần ký ức quan trọng đã bị thiếu. Vì sao lại thiếu mất? Đây là di chứng sau khi xuyên không à? Giờ có nói những lời này cũng vô dụng, Lục Châu chỉ có thể đi từng bước để tìm ra đáp án, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, người tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Tâm hơi sừng sốt, vẻ mặt có chút mắt tự nhiên nhưng vẫn cắn răng nói. So với việc tận mắt nhìn thấy thì cũng không khác là bao lục châu lắc đầu nói. Dưới gầm trời này, người hiểu rõ bản tọa nhất chính là, chín người các ngươi bản tọa làm việc có bao giờ phải che che giấu giấu không? Diệp Thiên Tâm cứng họng không trả lời được người trước mắt bị thế nhân gọi, là ma đầu tổ sư gia cường đại nhất thiên hạ, là người đứng đầu trong hắc bảng. Hắn có cần thiết phải che giấu một hai chuyện ác mình đã từng làm không? Diệp Thiên Tâm Lục Châu lại lần nữa nhẹ nhàng gọi tên nàng khiến trong lòng Diệp Thiên Tâm run lên nếu bản tọa cha ra là ngươi cố ý hát nước bẩn lên người bản tọa. Những lời còn lại hắn không nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lục Châu bây giờ đã không còn là cơ thiên đạo, trước kia tùy hắn không thể xóa đi những việc ác trước đây, cơ thiên đạo từng làm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để yên cho người khác đổ vấy tội danh lên đầu hắn tinh. Quản giáo Diệp Thiên Tâm thu hoạch được 100 điểm công đức Lục Châu, phất tay áo bước ra khỏi phòng hắn không nhắc tới thân phận bạch dân của nàng cũng không hỏi thêm gì nữa diệp thiên tâm nhất thời sửng sốt nàng nghe thấy tiếng các tỷ muội diễn nguyệt cung đang cầu xin cho nàng ở ngoài kia đáng tiếc lục châu không mảy may dao động trở về ma thiên cát trên đường đi tiểu diên nhi nơm nớp lo sợ không dám nói lấy nửa câu mãi cho đến khi về tới ma thiên cát tiểu diên nhi vừa rót trả cho sư phụ vừa nói lấy lòng sư phụ người ngàn vạn lần đừng nóng giận nếu không chịu được đồ nhi thay người giết tên phản đồ kia tiểu diên nhi Nói Lục Châu không hề tức giận mà ngược lại, tâm tình hắn rất bình tĩnh, còn sáng tỏ được nhiều điều ít nhất hắn đã biết được chút tin tức cơ bản Diên Nhi, gửi phi thư cho rằng ái kiếm tiểu Diên Nhi gật đầu nói, Đồ Nhi đi lấy giấy bút bảo hắn hỗ trợ điều tra sự tình của Ngư Long, thôn ở độ Thiên Giang, nhanh chóng tra rồi gửi phi thư về ra lệnh xong, Lục Châu đứng dậy bước vào mật thất lúc đầu hắn định tiếp tục xem thiên thư, nhưng chợt nhớ tới tình cảnh khi mở phạn Hải Cảnh bát mạch, hắn có hơi dối rắm Lục Châu, không ngờ tu vi của hắn lại bị trói buộc bởi pháp thân. Trước đó còn tưởng có thể trực tiếp dùng điểm công đức mua pháp thân là chuyện tốt, sẽ không gặp phải bình cảnh. Có rất nhiều tu hành giả cả đời đều dừng lại ở bình cảnh không thể đột phá bây giờ, thì hay rồi, điểm công đức của hắn không đủ xài 210 điểm bấy nhiêu điểm thì làm được gì. Rút thưởng tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được lồng giam trói buộc x3 lồng giam trói buộc, khi sử dụng có 30% xác suất giam cầm được mục tiêu hai mắt lục châu, tỏa sáng cuối cùng hệ thống cũng có lương tâm, mặt mò của hắn rốt cuộc may mắn một lần rút thưởng tinh tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi, điểm may mắn cộng một quả nhiên loại, cảm giác không tốt này lại tới rồi liên tục ba lần rút thưởng đều là, cảm ơn đã tham gia trò chơi, điểm công đức của hắn cũng chỉ còn lại 10 điểm, điểm may mắn được 3 điểm. Vậy cũng tốt, không cần rút nữa, Lục Châu đặt mọi sự chú ý lên thẻ đạo cụ mới, lồng giam trói buộc xác suất 30%, có phải hơi thấp không nhỉ? Đệ nhất ma đầu trong thiên hạ, ra tay lại hụt thì mất mặt tới cỡ nào? truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lục châu mở giao diện thiên thư lên chuẩn bị vào trạng thái lĩnh hội tuy lục châu đã là phạn hải cảnh đả thông bát mạch nhưng trên thực tế hắn không có tu vi đó có chăng cũng chỉ là có khe rãnh mà không có nguồn nước pháp thân tứ tượng tung hoành giới hạn lượng nguyên khí thu nạp vào cơ thể mà hắn lại không có phương thức thu hoạch điểm công đức nhanh hơn nên giờ chỉ còn cách không ngừng lĩnh hội thiên thư sư phụ con đã gửi phi thư cho giang ái kiếm bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu diên nhi lục châu không trả lời nàng có răng ai kiếm phụ trách điều tra chuyện này thì vấn đề không lớn chợt nhớ tới việc phải cho tiểu tử này một thanh kiếm hắn khẽ lắc đầu một thanh kiếm tốt không thua gì thư hùng song kiếm nào có dễ tìm như vậy lục châu nhìn chung quanh ánh mắt hắn rơi vào thanh đại đao lần trước hắn dùng vị danh chém vào hà khe nứt lúc này hắn mới chú ý thấy khe nứt trên thanh đao trong lòng âm thầm kinh ngạc đây là do vị danh làm ra hắn lấy cây đao ra khỏi kệ vũ khí kiểm tra một chút phẩm chất của thanh đại đao vẫn còn dù sao thanh đao này vẫn là hàng chất lượng không thể chỉ vì nứt một đường mà không còn dùng được nữa vị danh kiếm lợi hại như vậy sao lục châu không tin tưởng lắm muốn biết thực hư cứ thử là được tay phải nhấc lên trong lòng bàn tay hắn xuất hiện vị danh kiếm lục châu không hề nghĩ ngợi tiện tay vung kiếm lên keng vị danh kiếm và đại đao lại lần nữa xảy ra va chạm hắn kiểm tra vị danh kiếm vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại lại kiểm tra thanh đại đao lục châu chú ý thấy nơi bị vị danh kiếm xẹt qua đã xuất hiện một khe nứt nhỏ đây hắn cảm thấy vị danh kiếm không phải giác phẩm nhưng cũng không thể lợi hại tới mức này bảo đao hoàn mỹ như vậy mà chỉ xoẹt một cái đã bị nứt ra lục châu rất hài lòng thì ra đồ vật này không phải hàng phế phẩm hắn vung tay lên vị danh kiếm biến mất có lẽ là do vừa đột phá tu vi nên uy lực của vị danh kiếm cũng tăng lên phạn hải cảnh bát mạch dù yếu nhưng vẫn mạnh hơn ngưng thức cảnh nhiều lục châu tiếp tục tìm kiếm vũ khí đủ thứ vũ khí được bày biện trên kệ do bị cất giữ quá lâu mà phủ đầy bụi bặm hắn phất tay nguyên khí thổi tới phủi sạch cho bụi đây là một cây thương có tạo hình kỳ lạ dài khoảng một trượng ba thước mũi thương và cán thương đều được làm từ thép nguyên chất trên cán thương dài có khắc hình một con rồng bay lượn trông rất đẹp lục châu cầm thương lên nó nặng vô cùng phải đến trăm cân cũng may tu hành giả đã tu thối thể đều có thể sử dụng vũ khí nặng trăm cân như thế này tinh thu hồi vũ khí bá vương thương đề nghị mục tiêu nhận chủ đoan mộc sinh lục châu hồ nghi nói đoan mộc sinh Cây bá vương thương này có đầu thương to, trọng lượng lớn, sử dụng vũ khí này, trông rất uy phong lão giả như Lục Châu chỉ thích hợp dùng tay chỉ điểm Giang Sơn, hoàn toàn không thích hợp sử dụng loại vũ khí như thế này, mà bản thân hắn lại thích vị danh kiếm hơn vị danh kiếm, còn có thể biến ảo thành các loại vũ khí khác, chức năng và tác dụng tốt hơn nhiều Lục Châu, chợt nhìn thấy trong góc còn có một thanh kiếm dựng, trên mặt đất thông thường những thứ bị quên lãng không gây chú ý đều là, bảo bối hắn nhặt kiếm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hảo kiếm vừa mới khen xong răng rắc, thanh kiếm gãy làm đôi khụ khụ. Mặt Mo Lục Châu đỏ ửng, hắn tức giận ném bảo kiếm xuống đất giòn như giấy, đụng một cái đã gãy, cái thứ rác rưởi này sao lại đem cất trong mật thất cơ chứ? Lục Châu lập tức mất hết hứng thú, với đống vũ khí còn lại trong phòng về phần Giang Ái kiếm thì để sau này tính, dù sao hắn cũng không hứa hẹn thời gian giao kiếm hắn, cũng không có thời gian tìm tìm kiếm kiếm, hôm nào gọi mấy đứa nhiệt đồ vào sửa sang lại nơi này một chút mới được. Sau đó hắn quay về chỗ cũ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện sáng hôm sau tiểu diên nhi nhảy chân sáo vào ma thiên các sư phụ cái tên không biết xấu hổ đã hồi âm rồi lục châu lạnh nhạt nhìn nàng đọc tiểu diên nhi hắng giọng bắt trước theo kiểu nói chuyện thầm thì của giang ai kiếm thứ nhất tu hành giới tạm thời không tra được sự tình ngư long thôn ở độ thiên giang bị đổ sát nhưng hồ sơ vụ án trong cung có một chút manh mối theo kết quả điều tra kẻ cầm đầu vụ này là cơ thiên đạo cũng chính là ngày đó thứ hai sơ bộ điều tra xác nhận được tập hồ sơ đã bị người ta động tay động chân hiện tại kẻ có hiểm nghi lớn nhất chính là thủ lĩnh hắc kỵ phạm tu văn hắc kỵ sĩ do hoàng đế trực tiếp trưởng quản là thế lực ám bộ của cấm vệ quân ngoài ra ta còn tặng thêm cho ngày hai tin tức sau một là nữ nam thành triệu sóc đã khai ra thân phận chân thật của người nhưng không ai tin hai là lão tiền bối đừng quên kiếm của ta nha ha ha phần trước xem như là có quy củ nhưng đến phần sau tiếng cười của nữ hài tử chưa trưởng thành tiểu diên nhi khiến hắn cảm thấy quai quái mà thôi việc đó không quan trọng rằng ai kiếm quả là một nhân tài nhanh như vậy đã có thể tra ra được thông tin hắc kỵ phạm tu văn lục châu thì thào nhắc lại cái tên này sư phụ có phải người này rất lợi hại không lục châu không trả lời câu hỏi của tiểu diên nhi trong trí nhớ của hắn tựa hồ cũng không có một nhân vật nào như vậy hẳn là một kẻ không mấy tiếng tăm gọi lão tứ tới đây dạ tiểu diên nhi mơ hồ đi vào động diện bích tìm sư huynh không lâu sau minh thế nhân chạy tới vẻ mặt nịnh nọt sư phụ gọi hắn làm gì cũng là chuyện tốt cái động diện bích hối lỗi ấy hắn không muốn ở thêm một phút nào nữa. Sư phụ vạn an. Minh Thế Nhân hành đại lễ lục châu lạnh nhạt nói. Vi sư có một nhiệm vụ giao cho người Minh Thế Nhân nghe vậy liền đại hỉ. Cất cao giọng nói. Xin sư phụ phân phó. Lục châu hỏi. Ngươi có biết thủ lĩnh hắc kỵ, phạm tu văn? Không quá rành. Người này hình như là quan gia. Không có bao nhiêu quan hệ với tu hành giới ngươi đi nói với người này. Vi sư muốn gặp hắn thanh âm lục châu rất nhẹ rất nhạt đổi nhi tuân mệnh minh thế nhân cung cung kính kính lĩnh mệnh cả người sảng khoái hai mắt tỏa sáng nhiệm vụ này ta thích minh thế nhân lập tức lao vụt ra khỏi kim đình sơn như một mũi tên hắn vừa mới đi tiểu diên nhi lại nhìn thấy trên bầu trời ma thiên các xuất hiện chim truyền tin phi thư tiểu diên nhi vẫy tay chim truyền tin nhanh chóng nhà thư xuống rồi lách mình biến mất vào không trung sư phụ lại là phi thư của giang ái kiếm đọc thật xin lỗi vừa rồi hết giấy ta xin bù thêm một tin tức Phạm Tu Văn tên thật là Lãnh La, ngoại hiệu Lãnh Diện Diêm La. 300 năm trước là người đứng đầu trên hắc bảng lão tiền bối, hẳn là người hiểu rõ người này hơn ta, vãn bối sẽ không dài dòng giới thiệu. Sau khi đọc thư xong tiểu diên nhi hầm hừ mấy tiếng, ghét bỏ vo tròn phong thư lại, nắm tay nhỏ nắm chặt, tờ thư truyền tin kia lập tức hóa thành bột mịn. Giọng điệu của Giang Ai Kiếm, luôn làm cho nàng bực mình chuyện của 300 năm trước sao nàng biết được, bây giờ nàng còn chưa đủ 16 tuổi đâu. Nói thế nào đi nữa thì kẻ có thể sống lâu như vậy, lại còn làm thủ lĩnh hắc kỵ, tu vi hẳn là không thấp lãnh la. Trong não Hải Lục Châu xuất hiện ký ức về người này là hắn. Sư phụ, người này là ai vậy? Lời của Giang Ai Kiếm không đáng tin đâu. Lục Châu lắc đầu những chuyện này vốn không ảnh hưởng gì đến lợi ích của Giang Ai Kiếm. Hắn không cần thiết phải nói láo lão từ bây giờ đang ở đâu. Với tốc độ của sư huynh thì chắc đã rời khỏi bình chướng. Lục Châu bút dâu, khẽ gật đầu 300 năm trước lãnh la là đại ma đầu làm đủ chuyện ác được xem là một trong những kẻ rào hoạt nhất trong tu hành giới. Suốt ngày cướp bóc đốt nhà đoạt bảo khắp nơi chỉ là người này, trước nay đều chỉ độc lai độc vãng, cho tới giờ chưa từng cấu kết với người khác. Với năng lực của một mình hắn đã khiến cả tu hành giới gà bay chó chạy, từng bị mấy ngàn tu hành giả vây công mà vẫn chạy thoát được, rốt cuộc ngồi vững ở vị trí đứng đầu hắc bảng cơ thiên đạo, cũng từng giao thủ với người này hai người đánh ngang tay lúc đó cơ thiên đạo, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Sau khi tu vi đạt tới đỉnh phong, cơ thiên đạo bắt đầu điên cuồng thu đồ đệ kim đình sơn ma thiên cát trở nên danh chấn thiên hạ cơ thiên đạo thuận thế trở thành người đứng đầu hắc bảng sau đó lãnh la mai danh ẩn tích hắn trường kỳ ẩn nấp suốt mấy trăm năm dần dần bị người quên lãng rồi biến mất khỏi hắc bảng trong tu hành giới người có thể sống hơn 300 tuổi đều là cao thủ tu hành vì thế rất nhiều người trẻ tuổi đều chưa từng nghe tới cái tên lãnh la này 300 năm trước hắn là nguyên thần cảnh có pháp thân bách kiếp động minh lục diệp kim liên đến nay đã trôi qua 300 năm tu vi hiện tại của hắn là gì. Cho dù lãnh la dậm chân tại chỗ, chỉ trệ mãi không tiến bộ thì cũng không phải loại người mới vừa đột phá nguyên thần. Cảnh như Minh Thế Nhân có thể địch lại gửi phi thư cho Lão Tứ, nói là người này cực kỳ nguy hiểm, phải cẩn thận ứng đối lục châu lạnh nhạt nói cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Diên Nhi nghe vậy liền mở to mắt, sư phụ, có cần gọi tứ sư huynh trở về không? Lục Châu lắc đầu không cần dù sao Minh Thế Nhân cũng là cường giả nguyên thần cảnh, lại bị cơ thiên đạo tra tấn nhiều năm như vậy, tính cách hắn giờ trơn tuột như cá trạch, không sợ bị người nắm được lần trước khi cao thủ chính nhất đạo và thiên kiếm môn, vây công kim đỉnh sơn, đến cả tam đổ đệ đoan mộc sinh cũng bị bắt nhưng minh thế nhân vẫn thoát được, huống chi bây giờ nhiệm vụ của hắn chỉ là, đi báo tin cho lãnh la cho dù kẻ đó có đặt sẵn bẫy từ trước, thì muốn bắt dạng người như minh thế nhân cũng rất khó khăn nếu lục châu không có khả năng uy hiếp và thẻ đạo cụ thì đúng là, cũng không thể làm gì được hắn. Mà lãnh la, làm sao có thể mạnh hơn lục châu? Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là sau 300 năm, lãnh la bây giờ là phạm tu văn có đột phá tu vi hay chưa ngày hôm sau tại đông đô còn có một cái tên khác là thượng nguyên thành một đội kỵ binh cưỡi ngựa chiến trên người mặc hắc sắc khôi giáp trên mặt đeo ám sắc mặt nạ chậm rãi đi trên đường lớn một số bách tính nhìn thấy đều tự mình tránh đi không dám cản đường bọn họ còn tu hành giả cũng chỉ dám đứng từ một nơi rất xa nhìn thoáng qua bọn họ đến nhìn chằm chằm cũng không có dũng khí không ai dám trêu chọc đội hắc kỵ này nhóm hắc kỵ vừa đi đến cổng thượng nguyên thành thì dừng lại dẫn đầu đội ngũ là ba hắc kỵ khác, rõ ràng trông không giống bình thường. Ba người này cũng là người của hắc kỵ, cả ba đều nằm trong nhóm bốn người mạnh nhất, được người khác đặt ngoại hiệu là hắc Ấm tứ kỵ cả bốn người đều có sở trường riêng, tu vi cao thâm, còn việc họ mạnh đến đâu thì không ai biết lão tam còn bao lâu. Tên hắc kỵ đứng đầu hỏi tiễn thuật của lão tam thiên hạ vô song, mục tiêu đã bị hắn để mắt tới thì không còn hy vọng sống. Giao cho hắn nhiệm vụ chu sát phản tạc thượng nguyên, thành thì không gặp phải khó khăn gì đôi nhiệm vụ của thượng nguyên thành coi như đã hoàn thành chờ trở về tới thần đô bốn huynh đệ chúng ta cùng uống thống khoái một trận chỉ mong là thủ lĩnh hài lòng vừa nói đến đây một tiếng mũi tên xuyên phá không gian truyền tới vù phốc một tiếng mũi tên kia ghim chặt vào cổng thành trên thân mũi tên có cắm một cái đầu lâu ba tên hắc kỵ hoàn toàn không thấy sợ hãi hay bất ngờ bọn họ hài lòng gật đầu lão tam quả nhiên lợi hại tiễn thuật như thế đúng là thiên hạ vô song đội ngũ hắc kỵ nhìn về phía cuối ngã tư đường nơi đó có một tên hắc kỵ lưng đeo cung tiễn đang dục ngựa chạy tới hắn chính là kẻ am hiểu về cung tiễn thuật trong nhóm hắc ám tứ kỵ lão đại của nhóm tứ kỵ trầm giọng nói về thần đô phục mệnh vâng toàn bộ đội ngũ hắc kỵ rầm rập phi ra khỏi cổng thành tiếng vó ngựa rồn rập và cát bụi mịt mù tiến về phía thần đô ngay lúc đội ngũ này đi ngang qua một rừng cây đột nhiên có tiếng cười rảo hoạt âm u vang lên khà 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 lão đại trong nhóm tứ kỵ lập tức gìm dây cương giơ tay ra hiệu dừng lại đội ngũ hắc kỵ được huấn luyện nghiêm chỉnh nên dừng lại ngay tức khắc nhóm bọn họ có trình độ ăn ý rất cao vừa nghe thấy tiếng cười kia lão tam am hiểu cung tiễn thuật đã tung người nhảy lên không trung rút mũi tên sau lưng nhanh chóng lắp vào cung ánh mắt đảo quanh một vòng một khi phát hiện ra mục tiêu mũi tên này sẽ tiễn kẻ đó về tây thiên ngay lập tức thế nhưng tiếng cười kia đã ngừng lại chung quanh trở nên yên tĩnh mà thân ảnh kẻ đó vẫn không xuất hiện người nào dám can đảm cản đường lão đại hát kỵ trầm giọng hỏi không biết tại sao bọn hắn vốn dĩ là người đã quen sống trong bóng tối, tay dính đầy máu tươi, nhưng lại bị tiếng cười quỷ dị làm cho tinh thần không thoải mái khà khà. Khà khà, tiếng cười lại truyền đến lần nữa lão tam. Tóm được rồi, nghe tiếng động tình được vị trí vù. Mũi tên trong tay lão tam nhóm tứ kỵ phá không mà đi, bắn về phía phát ra âm thanh, đâm xuyên qua hết ngọn cây này đến ngọn cây khác mũi tên được bao phủ, bởi cường đại nguyên khí. Sau đó biến mất trong rừng rậm không còn tiếng động nào nữa có chúng không lão đại hỏi lão tam chỉ có người bắn tên mới biết được tên của hắn có trúng đích hay không lão tam nhíu mày im lặng trong chốc lát rồi đáp không trúng cao thủ chỉ cần dựa vào cảm giác đã có thể xác nhận đối phương hẳn là cao thủ nguyên thần cảnh đội ngũ hắc kỵ sau lưng tứ kỵ khẽ chuyển động thay đổi trận hình khà 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 tiếng cười kia lại lần nữa chuyển đến đồng thời một giọng nói đầy vẻ châm chọc và đùa cợt cất lên tiễn thuật không tệ hắc kỵ quát các hạ là người phương nào thanh âm kia tiếp tục vang lên Ta chính là đệ tử Ma Thiên Cát trên Kim Đỉnh Sơn. Thủ lĩnh Hắc Kỵ Phạm Tu Văn đang ở đâu? Nhóm tứ kỵ đưa mắt nhìn nhau, tuy mang mặt nạ nhưng bọn họ cũng có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau dưới gầm trời này. Nào có người không biết tới Ma Thiên Cát? Thì ra là bằng hữu Ma Thiên Cát. Bằng hữu. Ha ha. Ha ha. Thanh âm kia càng lúc càng cuồng ngạo. Lúc bên trái, lúc bên phải, cây cối xung quanh bắt đầu sinh trưởng với tốc độ cực kỳ quỷ dị. Phạm Tu Văn đang ở đâu? chủ nhân của thanh âm này chính là tứ đồ đệ minh thế nhân của ma thiên các minh thế nhân đâu chỉ thông minh hắn còn vô cùng giảo hoạt nơi đây là rừng cây hắn có thể phát huy toàn bộ uy lực của thanh mục tâm pháp ngay cả một tên nguyên thần cảnh có pháp thân lục diệp cũng chưa chắc bắt được hắn ở nơi này hắn chính là vương thủ lĩnh ở tận thần đô xa xôi các hạ tìm thủ lĩnh có chuyện gì minh thế nhân cực kỳ không thoải mái hắn nghe ngóng tin tức biết được hắc kỵ sẽ đến đông đô chấp hành nhiệm vụ nên đã ở đây đợi cả ngày không ngờ chỉ chờ được tứ kỵ và một đám tiểu lâu la. Nghe nói, ta cho các ngươi thời gian ba ngày ma thiên các muốn gặp Phạm Tu Văn. Nếu không gặp được, sẽ giống như cái cây này. Một cây xanh cao lớn dập trời bỗng nhiên nghiêng ngả, rồi đập về phía đội ngũ hắc kỵ hắc kỵ là đội quân tinh nhuệ, lập tức tản về phía sau tứ kỵ cũng phát ra cương khí toàn thân ẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cây đại thụ che trời kia cứ thế ầm ầm sụp đổ trước mặt nhóm hắc kỵ sau đó vỡ vụn ra lão đại cầm đầu hắc kỵ nhìn tràng cảnh trước mắt sau đó khẽ lướt mắt về phía lão tam đang lơ lửng trong rừng cây lão tam hạ xuống lưng ngựa lời của các hạ ta sẽ truyền đặt lại cho thủ lĩnh thanh âm quanh quẩn trong rừng rậm nhóm hắc kỵ đi theo đường nhỏ phóng như bay về phía thần đô không bao lâu sau rừng cây lại khôi phục yên tĩnh minh thế nhân bước ra từ sau một cây đại thụ hắn đưa mắt nhìn theo bóng đám hắc kỵ đang càng lúc càng xa bốn người này đã có thực lực mạnh như vậy phạm tu văn sao có thể là kẻ yếu sư phụ ơi là sư phụ người lại chọc vào ổ trộm cướp nào thế này tu vi của bốn người này đều đã tiếp cận nguyên thần cảnh những hắc kỵ khác cũng có tu vi thần đình cảnh nếu không tính đại đồ đệ và nhị đồ đệ ma thiên cát vào thì đám hắc kỵ này gần như có thể so sánh với ma thiên cát rồi thực lực và tu vi như vậy không có đạo lý lại là kẻ vô danh trong tu hành giới phạm tu văn người rốt cuộc là thần thánh phương nào minh thế nhân bỗng nổi lòng hiếu kỳ một chân hắn dẫm nhẹ xuống đất cả người tung lên như chim yến vọt vào trong rừng cây thanh mục tâm pháp mạnh nhất khi ở trong thiên nhiên, thân hình minh thế nhân như điện, ngự không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết hắc kỵ sĩ về đến thần đô, lại không hề vào trong đô thành, mà là đi vòng qua thành chạy tiếp về phía bắc đô thành có cấm vệ quân thủ hộ, hắc kỵ chỉ vụng trộm chấp hành nhiệm vụ, nên không thể quang minh chính đại trở về hang ổ bọn họ, cũng không ở trong đô thành, chỉ có rất ít đại nhân vật trong cung biết vị trí cụ thể của bọn họ tại tổng bộ của hắc kỵ tứ đại cao thủ cùng nhau tiến vào trong điện đại nhân thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã dẫn theo hắc kỵ trừng trị phản đồ thượng nguyên, thành ba người còn lại cũng quỳ một gối xuống, tay ôm quyền phục mệnh trước mặt bọn họ là một cái bàn rất dài màu nâu, trên bàn trống không chẳng có thứ gì một nam tử mặc hắc sắc khôi giáp, dáng người khôi ngô đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ, rất tốt thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo nói trên, đừng trở về, thuộc hạ gặp phải ma đầu của ma thiên cát. Ma thiên cát nhờ thuộc hạ nhắn lại cho ngài tứ đại hắc kỵ nhìn nhau, lão đại ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ma thiên các yêu cầu gặp mặt ngài, trong vòng ba ngày hắn diễn đạt lại lời minh thế nhân một cách ôn hòa hơn, sợ đắc tội thủ lĩnh phạm tu văn, không hề vì vậy mà tức giận hắn chậm rãi xoay người đến bên cạnh bàn, ngồi xếp bằng xuống hắn cũng đeo mặt nạ, ngay cả đầu cũng được bọc lại kín kẽ, không rõ mặt mũi thế nào. Yên lặng một lát, phạm tu văn trầm thấp nói, trong mệnh của bản tọa đã chú định sẽ gặp phải một kiếp này đại nhân. Số danh của ma thiên các truyền khắp giới tu hành, trong mấy trăm năm qua đã bồi dưỡng được cửu đại ác đồ danh chấn thiên hạ ma, đạo tổ sư gia cơ thiên đạo tu vi cao thâm mặt chắc, thuộc hạ nghĩ, hay là đại nhân tránh mặt ma thiên các thì hơn. Phạm Tu Văn chậm rãi đưa tay lên bản tọa nhận được mật lệnh trong cung. Ma thiên các đã quấy nhiễu kế hoạch của người trong cung nghe nói như vậy, bốn vị hắc kỵ đều giật mình nếu không phải mặt nạ đã che lại nét mặt của bọn hắn thì đoán chừng giờ phút này trên mặt cả bốn người đều là vẻ kinh ngạc đại nhân. Ngài muốn làm kẻ địch của Ma Thiên Các, Phạm Tu Văn lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Năm đó bản tọa đứng đầu hắc bảng, còn chưa có cái gọi là ma thiên các đâu. Nghe đồn ma thiên các cơ thiên đạo có pháp thân bát diệp kim liên, với thực lực đó thì đánh nuôi thập đại cao thủ, cũng không có gì lạ bốn tên thuộc hạ cúi đầu xuống lẳng lặng lắng nghe trầm ngâm chỉ. Trong chốc lát Phạm Tu Văn nói, bản tọa không có ý đối địch với ma thiên các. Cường địch như thế, nếu tránh được thì đương nhiên phải tránh. Trong lòng tứ đại hắc kỵ, cũng buông lòng bọn hắn chỉ sợ thủ lĩnh nhất thời nóng này. Tuy nói thực lực tổng thể của Hắc Kỵ rất mạnh, nhưng nếu phải đối đầu với Cơ Thiên Đạo, thì tất phải lưỡng bại câu thương và lại bọn họ cần gì phải nhất thời nóng lòng, chỉ cần đợi đại nạn của Cơ Thiên Đạo tới thì muốn diệt Ma Thiên Các chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao. Nhưng mà, lời của Phạm Tu Văn xoay chuyển, thản nhiên nói tiếp, nhưng trong cung đã có lệnh, không thể kháng chỉ. Nếu Ma Thiên Các muốn gặp bản tọa thì cứ gặp thôi chuyện này. Bốn người kinh ngạc kêu lên không thể tưởng tượng nổi người, trong cung lại hạ lệnh cho Hắc Kỵ đi thương lượng với Ma Thiên Các. Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao? Bọn hắn là tâm phúc của Phạm Tu Văn, đương nhiên cũng biết thân phận thật sự của hắn Phạm Tu Văn nhỏ tuổi hơn Cơ Thiên Đạo, lại là kỳ tài trong giới tu hành, khi hắn đứng đầu trên hắc bảng, Ma Thiên Các còn chưa có xuất hiện hai người đã từng đánh ngang tay với nhau, sau này không hiểu tại sao tu vi Cơ Thiên Đạo lại tiến bộ cực nhanh, thành lập nên Ma Thiên Các bọn hắn không biết tu vi Phạm Tu Văn sâu bao nhiêu, nhưng có thể xác nhận một điều là không vượt qua bát diệp. Đại nhân, với tuổi tác của Cơ Thiên Đạo thì nhiều lắm là 10 năm nữa hắn sẽ chết già đâu cần ngài phải đi gặp bây giờ. Thuộc Hạ Tán Thành, thuộc Hạ Tán Thành, thuộc Hạ Tán Thành. Bốn người đồng thời chắp tay ánh mắt Phạm Tu Văn, nhìn về phía bốn người nhưng hắn không nổi nóng. Đây là bốn tên bộ hạ hắn tín nhiệm nhất, cũng là bốn người kính phục hắn nhất, trầm mặc một lát Phạm Tu Văn trầm giọng nói, bản tọa có thể chờ, Hắc Kỵ có thể chờ, thậm chí hoàng đế cũng có thể chờ. Nhưng mà, Đại Viêm chờ không được bốn người nghi hoặc không hiểu thấy bọn họ còn định nói gì đó. Phạm Tu Văn khoát tay nói, ba ngày sau, các ngươi cùng bản tọa tới ma thiên các chuyện này không cần bàn lại nữa tinh. Minh Thế Nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 300 điểm công đức khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống Lục Châu, không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn rất hài lòng. Trừ những tên ác đồ đã rời khỏi ma thiên các thì những đứa còn lại cũng đều là người thông minh điều duy nhất còn thiếu chính là bọn họ bị cơ thiên đạo, áp chế quá lâu nên tu vi khó lòng tiến bộ nhưng mà. Tình huống này rồi sẽ mau chóng được cải biến Lục Châu cảm giác được, ngoại giới kiên kỵ tu vi cường đại của cơ thiên đạo nên không dám tùy tiện làm ra hành động gì với ma thiên các nhưng khi thời gian trôi qua những kẻ đi ném đá thăm dò như mấy lần vừa rồi sẽ không ngừng gia tăng đại kiếp nạn thọ mệnh trong giới tu hành đây được xem là chân lý mà ai cũng tin tưởng lúc lục châu đang suy tư thanh âm của tiểu diên nhi chợt truyền đến sư phụ cả ngày rồi vẫn chưa thấy tứ sư huynh hồi âm có phải là huynh ấy chưa nhận được phi thư của con không nhỉ tiểu diên nhi vừa đi đến trước mặt lục châu vừa nói líu lo không ngừng không sao minh thế nhân đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần hắn không tìm đường chết đi gây chuyện thị phi khắp nơi thì sẽ có thể bình yên trở về tiểu diên nhi lại nói sư phụ sư huynh liệu có chết không vừa rồi con hỏi tên đại ngốc hắn nói thủ lĩnh hắc kỵ phạm tu văn là người cực kỳ nguy hiểm không ai biết thân phận thật sự của hắn tên đại ngốc phan trọng đó mà hắn nói tứ sư huynh sẽ chết con liền giáo huấn hắn hai câu tiểu diên nhi nói giáo huấn hai câu lục châu còn nhớ rõ lần trước hắn nhìn thấy mặt mũi phan trọng bầm dập thấy mà thương tiểu Diên Nhi, thấp giọng nói, con chỉ giáo huấn có tí xíu thôi hà." Lục Châu lắc đầu, cái tật hở chút là đánh người của nàng chừng nào mới bỏ được đây. Hắn giơ tay cốc đầu nàng một cái, càng ngày càng không có quy củ đồ nhi sai rồi ầm. Ngay lúc hai người đang thảo luận phía hậu sơn đột nhiên truyền tới tiếng nổ vang. Lục Châu nhíu mày Kim đỉnh sơn có bình chướng thủ hộ, ai dám đến đây quấy rối? Hắn đang còn nghi hoặc thì đã thấy Phan Trọng nhanh chóng chạy tới còn chưa đến trước mặt Lục Châu, Phan Trọng đã chắp tay nói: tam tam tiên sinh đột phá. Đoan mộc sinh đột phá tới nguyên thần cảnh rồi. Tuy ngoài mặt lục châu không thể hiện thái độ, nhưng trong lòng lại rất hài lòng tên đồ đệ đoan mộc sinh này. Tuy không thông minh bằng minh thế nhân nhưng tâm lại ngay thẳng, từ khi hắn bức lui thập đại cao thủ, độ trung thành của đoan mộc sinh vẫn luôn ổn định, chưa từng có lúc dao động so với ác đồ như minh thế nhân và chiêu Nguyệt, thì Lục Châu lại càng thưởng thức Đoan Mộc Sinh hơn so sánh về Tu Vi thì Đoan Mộc Sinh thắng cả Minh Thế Nhân, nhưng trong trận chiến lúc trước ở Kim Đình Sơn, Minh thế nhân nhân họa đắc phúc nên đột phá thanh mục tâm pháp, tuy đoan mục sinh đột phá cảnh giới muộn hơn, nhưng cũng là hợp tình hợp lý thật tốt quá. Tiểu Diên Nhi vỗ tay Lục Châu ngẩng đầu lườm Tiểu Diên Nhi, thấp giọng khiển trách, chỉ có con là thoải mái. Còn không biết cố gắng để đuổi kịp các sư huynh. Tiểu Diên Nhi le lưỡi nói, con biết rồi thật ra hắn cũng không quá lo lắng chuyện tu vi của Tiểu Diên Nhi. Nàng là người nhập môn trễ nhất, tu vi lại tiến bộ nhanh nhất, ngay cả đại đệ tử Chu Kỳ Phong của Thiên Kiếm Môn, cũng tự thẹn không bằng không bao lâu sau đoan mộc sinh tinh thần phấn chấn bước vào điện trên người hắn vẫn mang theo dây xích không ngừng phát ra âm thanh lanh canh đi ở đằng sau còn có chu kỳ phong đầy mặt sùng bái và áo ước phan trọng cũng hệt như thế từ lúc hai người gia nhập kim đình sơn tuy thường bị mấy tên đồ để ức hiếp nhưng về tổng thể thì bọn họ rất thỏa mãn với trạng thái hiện tại ít nhất mỗi ngày bọn họ đều có thể chuyên tâm tu luyện không bận tâm mấy chuyện tranh quyền đoạt thế mục đích ban đầu khi bước vào con đường tu hành không phải là để trở nên mạnh mẽ hay sao Đoan Mộc Sinh bước vào đại điện Ma Thiên cát, cung cung kính kính quỳ xuống, Đồ Nhi may mắn đột phá tới nguyên thần cảnh, thành công ngưng tụ pháp thân bách kiếp động minh. Lục Châu lộ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng vuốt râu, gật đầu nói, đột phá là chuyện tốt con đường tu hành còn dài, cần phải thắng không kiêu, bại không nản ngươi phải cố gắng nhiều hơn. Những lời này hoàn toàn mang theo phong thái của một nhà giáo chân chính, của một vị trưởng giả điều này đã phá vỡ nhận thức của Phan Trọng và Chu Kỳ Phong, về vị đại ma đầu đệ nhất thiên hạ này đa tạ sư phụ dạy bảo. Đồ Nhi ghi tạc trong lòng Đoan Mộc Sinh thành khẩn dập đầu độ trung thành, của hắn tăng thêm một phần trăm có thể thấy càng về sau, độ trung thành càng khó tăng lên thêm lục châu chợt nhớ tới thanh bá vương thương kia. Chủ nhân chỉ định của nó chính là Đoan Mộc Sinh nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu được, Đoan Mộc Sinh tu luyện thiên nhất quyết, bao gồm cả kiếm pháp và thương pháp tính cách của hắn chính trực cương mãnh, càng thích hợp với bá vương thương, hơn là một thanh kiếm khí thương và kiếm đều có hiệu quả như nhau. Trăm sông đổ về một biển nếu tu vi đoan mộc sinh có thể mạnh mẽ hơn, thì đối với hắn cũng là một sự trợ giúp lớn nghĩ đến đây Lục Châu đứng lên nói, người ở đây chờ, vi sư đi một chút sẽ quay lại đổi nhi tuân mệnh Lục Châu, quay về mật thất tiện tay nhắc lên thanh bá vương thương, xoay tròn trên không rồi ngoan ngoãn hạ, xuống lòng bàn tay hắn họa tiết bàn long trên thân thương càng khiến bá vương thương, trông uy phong lẫm liệt hơn Lục Châu ra khỏi mật thất, một lần nữa trở lại đại điện ma thiên các còn chưa đi đến nơi, hắn đã ném bá vương thương trong tay ra vù. Đám người cả kinh cứ ngỡ là Lục Châu xuất thủ trừng trị đồ đệ, không ai dám ngăn cản đoan mộc sinh cũng giật nảy mình giơ cánh tay đầy xiềng xích lên chắn và chạm tóe lửa ầm tia lửa văng ra khắp nơi bá vương thương chấn động bay ngược ra đoan mộc sinh thấy thế liền nhấc tay chụp lấy cán thương chỉ nhìn một cái hắn đã sinh lòng thán phục đúng là một vũ khí tốt vi sư ban thưởng bá vương thương cho ngươi sử dụng cho tốt đừng cô phụ kỳ vọng của vi sư đoan mộc sinh nghe vậy mừng rỡ như điên hắn cẩn thận đặt bá vương thương xuống cung kính dập đầu với lục châu đa tạ sư phụ ban thưởng vũ khí tiểu diên nhi chu kỳ phong và phan trọng lúc này mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra hâm mộ đến đỏ mắt tinh bá vương thương nhận chủ thành công kích hoạt phẩm giai thiên giai ban thưởng một điểm công đức lục châu minh bạch thì ra vũ khí phải tìm được chủ nhân thích hợp mới có thể hoàn toàn kích hoạt phẩm cấp của nó nếu người khác mạnh mẽ cướp đoạt để sử dụng thì sẽ không đạt được hiệu quả cao như vậy bá vương thương đạt tới thiên giai thì đống xiềng xích bằng hàn thiết này đoan mộc sinh có thể tự mình phá vỡ đã vậy lục châu còn được ban thưởng rất phong phú không biết sau khi cơ thiên đạo chết, những vũ khí chưa biến mất kia còn lại được bao nhiêu dù sao thì hắn, cũng có khá nhiều đồ đệ, phải chia cho thật đều. Quả nhiên, sư phụ, con cũng muốn. Tiểu Diên Nhi lập tức chạy tới cũng may Lục Châu đã sớm nghĩ ra cách đối phó nàng, tu vi con còn thấp. Không được hổ nháo thất phu vô tội, hoài bích có tội tu hành giả thần đình, cảnh sao có thể bảo vệ vũ khí của mình được. Tuy nói rất khó có thể luyện hóa vũ khí thiên giai, nhưng điều đó cũng không làm bớt đi sự tham lam của những tu hành giả cường đại khác loại chuyện cướp bóc này rất phổ biến, trong giới tu hành giả biết. Tiểu Diên Nhi có chút miễn cưỡng gật đầu đoan mộc sinh có được vũ khí tốt, yêu thích đến mức không nỡ rời tay, càng nhìn càng thích hắn liếc mắt nhìn xung quanh muốn tìm người luận bàn một chút. Chắc chắn không thể tìm sư phụ rồi, vậy cũng chỉ còn lại Phan Trọng và Chu Kỷ Phong hai người. Tam tiên sinh có gì phân phó? Luyện thương với ta một chút ơ. Hai người mặt mày ngơ ngác ta chở các ngươi ở hậu sơn đoan mộc sinh, lại chắp tay với Lục Châu, sư phụ, đồ nhi đi luyện tập với vũ khí cho thành thạo, xin được cáo lui trước đi đi lục châu, phất phất tay mặt Phan Trọng và Chu Kỳ Phong, dài như quả mướp đắng bọn họ cực kỳ không tình nguyện bước từng bước gian nan tiến, về phía hậu sơn, của Ma Thiên Các sau khi ba người rời đi chim truyền tin bay vào, trong đại điện Tiểu Diên Nhi lập tức đón nhận phi thư, do chim mang tới sư phụ, là phi thư của tứ sư huynh để con đọc người nghe. Tiểu Diên Nhi mở thư ra đọc nhỏ, sư phụ, đồ nhi đã nói với Hắc Kỵ, ít hôm nữa hắc kỵ sẽ khởi hành đến ma thiên các đồ nhi sẽ đi cùng đường quan sát nhất cử nhất động của bọn họ sau khi đọc xong tiểu diên nhi hơi kinh ngạc nói tên phạm tu văn này thật sự dám đến sư phụ đến lúc đó người đừng nương tay dùng một tay chụp chết hắn luôn chụp chết hắn rồi lấy ai giải khai chân tướng chuyện ngư long thôn bị đồ sát cho ta đây lục châu ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nghi ngờ phạm tu văn cũng chính là lãnh la luôn là kẻ giào hoạt sợ chết có chút tương tự với giang ái kiếm chỉ là răng ái kiếm tính tình hoạt bát còn phạm tu văn thì nhiều tâm cơ loại người như vậy sao có thể dễ dàng bị khích tướng mà đâm đầu tới ma thiên cát vả lại tu vi phạm tu văn không có khả năng vượt qua bát diệp hắn dựa vào cái gì mà có dũng khí như thế ngay cả lục châu muốn đột phá lên pháp thân cửu diệp cũng phải sử dụng thẻ trạng thái đỉnh phong mà truyền ra ngoài cũng chẳng có ai tin tưởng hắn đạt tới cửu diệp diên nhi có đồ nhi hai ngày nay diệp thiên tâm như thế nào rồi làn da vẫn trắng tới mức dọa người còn lại không có gì đáng ngại tiểu diên nhi trả lời lục châu gật gật đầu chậm rãi đứng dậy rồi xoay người đi vào mật thất cung tiễn sư phụ trước khi phạm tu văn đến đây lục châu nhất định phải có đầy đủ con át chủ bài để áp chế người này chuyện này liên quan đến chân tướng việc ngư long thôn bị đổ sát đồng thời rất có thể có liên quan đến phần ký ức bị mất của hắn vào mật thất lục châu mở giao diện hệ thống tổng cộng có một ba điểm công đức hắn đã mất đi hứng thú với thẻ nghịch chuyển trong tình hình trước mắt hắn càng quan tâm đến việc tạo ra chỗ đứng trong tu hành giới hơn chỉ có cách rút thưởng tinh. Đồ đệ minh thế nhân trên đường trở về đã giết hai tên hắc kỵ, thu hoạch được 200 điểm công đức tinh, đánh giết hai tên hắc kỵ, thu hoạch được 200 điểm công đức truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Trong lòng Lục Châu khẽ động cái tên minh thế nhân này, thật không khiến người ta bớt lo nếu đã thông chi xong rồi thì ngoan ngoãn trở về, là được hắn lại còn dám tranh chấp với người của Phạm Tu Văn, nếu chọc giận người này mà mất mạng, thì chẳng thể trách được người khác minh thế nhân lại đang ở cách ma thiên các khá xa cho dù Lục Châu còn thể trạng thái đỉnh phong muốn đi cứu viện hắn, có không ngừng sử dụng đại thần thông thuật, cũng phải mất một khoảng thời gian mới chạy tới nơi tu hành giới vốn là nơi hiểm ác, nếu Minh Thế Nhân có thể chạy thoát khỏi sự vây bắt của Hắc Kỵ thì sau này trong đại viêm thế giới, ít nhất hắn cũng có đủ khả năng tự bảo vệ mình Lục Châu, vẫn không hy vọng hắn xảy ra chuyện đồ đệ tuy không có quy củ, nhưng chỉ cần cố gắng dạy dỗ, nhất định rồi sẽ thành công Lục Châu hắn còn phải trông cậy và bọn đồ để hỗ trợ thu hoạch điểm công đức đấy trong giao diện hệ thống, điểm công đức đã tích lũy được 1710 điểm hiện tại hắn còn hai tấm thẻ một kích trí mạng, cũng đủ dài rồi lồng giam trói buộc. Xác suất hơi thấp, phải bổ sung thêm hai tấm lục châu mở giao diện đạo cụ ra, phát hiện quả nhiên đạo cụ lồng giam trói buộc đang sáng lên, có giá 200 điểm công đức một tấm, hắn liền mua luôn 3 tấm tổng cộng 6 tấm thẻ lồng giam trói buộc, hẳn là sẽ không có vấn đề nữa sau đó thì. Rút thưởng vậy nếu rút chúng pháp thân thì lời to rồi chỉ rút hai lần, tuyệt đối không rút nhiều hơn 2 ngày sau lục châu tỉnh lại từ trạng thái lĩnh hội thiên thư sau một thời gian dài không ngừng nghiên cứu thiên thư lục châu hình như đã phát hiện được manh mối mỗi lần lĩnh hội thiên thư trang thái tinh thần của hắn đều sẽ trở nên tốt hơn nhiều mà sau khi xảy ra những tình huống đặc biệt trạng thái này sẽ biến mất ví dụ như hai lần vừa rồi một lần là lúc hắn đối mặt với phản âm nhập mộng của phật môn một lần là khi tứ đồ đệ minh thế nhân đến gần mật thất bị hắn quát một tiếng lực lượng đặc thù có thể tiêu trừ phản âm cũng có thể đánh lui minh thế nhân chẳng lẽ trong quá trình lĩnh hội thiên thư có thể tích lũy được lực lượng phi phàm. Trước mắt đây là đáp án có logic nhất, Lục Châu đóng lại giao diện thiên thư, hai ngày nay liên tục lĩnh hội khiến hắn có hơi mê mẩn sư phụ, tứ sư huynh trở về thanh âm tiểu Diên Nhi truyền đến đã biết Lục Châu, rời khỏi mật thất đi vào trong đại điện hắn thấy minh thế nhân đang quỳ gối trong điện, cả người đầy bụi đất trông vô cùng chật vật, cũng may độ trung thành của hắn không hề giảm xuống, tốt hơn nhiều so với trước đây. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Minh thế nhân cố ý cao giọng nói đứng lên rồi nói Lục Châu, chắp tay đi tới Hắc Kỵ đến đâu rồi? Lục Châu hỏi Hắc Kỵ đã xuất phát từ sớm hiện còn cách Kim Đình Sơn, chưa đến 10 dặm, không bao lâu sau sẽ đến nơi Minh Thế Nhân đáp Tiểu Diên Nhi kinh ngạc, nhanh như vậy à? Minh Thế Nhân xấu hổ cười Lục Châu vuốt dâu đi đến trước mặt hắn, dò xét một chút rồi thuận miệng nói, đúng là cả gan làm loạn nghe được mấy chữ này, Minh Thế Nhân lại quỳ xuống theo bản năng song đời, sư phụ sắp nổi giận, vỗ mông ngựa cũng không có tác dụng gì nha. Thực lực của Phạm Tu Văn rất khó lường, ngươi chỉ vừa bước vào nguyên thần cảnh đã có dũng khí trêu chọc hắn chán sống rồi sao giọng lục châu trầm thấp răn dạy đồ nhi không dám đồ nhi sợ hắn không chịu đến nên mới ra tay với mấy người bọn hắn đồ nhi không định giết người nhưng đám hắc kỵ kia cứ đuổi theo không tha con không thể làm gì khác hơn là trốn vào rừng cây giải quyết bọn họ minh thế nhân giải thích ngu xuẩn lục châu rất bình tĩnh đánh giá hành động của hắn nếu phạm tu văn thật sự muốn ra tay với ngươi thì một mình hắn là đủ rồi làm gì còn cho ngươi cơ hội bỏ chạy minh thế nhân nghe vậy lúc này mới biết sợ hãi hắn thấp giọng hỏi phạm tu văn lợi hại như vậy sao tiểu diên nhi nói xen vào hắn vốn tên là lãnh la sư phụ gửi phi thư cho huynh huynh không nhận được sao minh thế nhân ngồi dưới mặt đất vẻ mặt ngơ ngác cái tên phạm tu văn hắn chưa từng nghe qua nhưng danh hào lãnh la này thì đương nhiên có biết tới năm đó lãnh la cực kỳ nổi tiếng nếu không phải sư phụ đột nhiên ngang trời xuất thế khiến người người kinh hãi lại thêm chín tên đệ tử danh chấn thiên hạ sợ là cái tên lãnh la vẫn sẽ đứng hạng nhất trên hắc bảng. Rất lâu đó là một tên cường giả tu vi cao thâm lại nhiều tâm cơ hắn, vậy mà lại dưới mí mắt cường giả như thế, giết hắc kỵ. Minh thế nhân sao có thể không sợ hãi? Tại sao Phạm Tu Văn không tự mình ra tay? Trong lúc hắn còn đang suy tư một nữ tu diễn nguyệt cung bước vào khom người nói, các chủ, có Phạm Tu Văn bên ngoài Kim Đình Sơn, cầu kiến đến rồi Lục Châu nhìn ra bên ngoài ma thiên các minh thế nhân bỏ dậy, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn sư phụ hay là để con đuổi hắn đi, lần sau lại gặp mặt. Minh Thế Nhân rẻ dặt hỏi sư phụ dẫu sao cũng đã lớn tuổi, cho dù tu vi người có áp chế được Phạm Tu Văn, thì cũng không muốn phải ngày ngày đối mặt với cao thủ như vậy Lục Châu khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, để hắn lên đây đổ nhi đi tiếp ứng ừ, Minh Thế Nhân, cũng không kịp chỉnh trang lại bộ dạng chật vật của mình. Cứ thế bước ra ngoài ma thiên các tiểu diên nhi cười nói, sư phụ con cũng đi. Lục Châu không cản nàng Phạm Tu Văn đã tới chân núi hắn là người thông minh, sẽ không lỗ mãng tới mức hạ thủ với đồ đệ của mình. Bên ngoài bình chướng Kim Đình Sơn hơn 10 tên hắc, kỵ uy phong lẫm liệt đứng thành một hàng đứng phía trước đội ngũ là Phạm Tu Văn, sau đó là tứ đại hắc kỵ, cũng chính là thủ hạ tâm phúc của hắn Phạm Tu Văn. Nhìn về phía bình chướng Kim Đình Sơn đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt, thanh âm khàn khàn nói, không ngờ Kim Đình Sơn lại có trận pháp mạnh như thế này. Một hắc kỵ đứng sau lưng nói, nghe nói bình chướng Kim Đình Sơn ngay cả thập đại cao thủ nguyên thần cảnh liên hợp công phá, cũng không thể đánh tan được trận pháp này đúng là mạnh đến mức khiến cho người ta phải than thở phạm tu văn nhẹ nhàng gật đầu lạnh nhạt nói lát nữa bốn người các ngươi theo bản tọa cùng nhau lên núi những người còn lại đứng tại chỗ chờ thuộc hạ tuân mệnh đúng lúc này một thân ảnh từ trên cầu thang bọt tới cực nhanh tốc độ như thiểm điện người đến chính là minh thế nhân minh thế nhân đến trước bình chướng một đoạn nhỏ thì dừng lại ánh mắt đảo qua đúng là bọn hắc kỵ lần trước hắn gặp trong rừng cây người đi đầu mặc hắc sắc khôi giáp đeo hắc sắc mặt nạ hình mặt hổ dáng người khôi ngô chính là lãnh la trong truyền thuyết đó sao quá dọa người Minh Thế Nhân không dám khinh thường, chắp tay nói với hắn, gia sư cho mời Phạm Tu Văn nhìn hắn, chậm rãi đáp lời, tứ đệ tử Ma Thiên Cát, Minh Thế Nhân, nể tình tôn sư của ngươi, bản tọa sẽ không tính toán chuyện ngươi giết bốn hắc kỵ, của bản tọa tiền bối lòng dạ rộng lớn thật khiến ta xấu hổ, nhưng ta cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình, là do bọn hắn cứ đuổi theo ta mãi không tha. Minh Thế Nhân nói một tên hắc kỵ đứng sau lưng Phạm Tu Văn lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn không phải tại ngươi lèn vào hắc kỵ doanh trước hay sao? ta sợ các ngươi chậm trễ việc thông chi. Đến lúc đó gia sư trách tội, ta đảm nhận không nổi. Gia sư là nhân vật bậc nào, chắc không cần ta phải nhiều lời giới thiệu nha. Minh Thế Nhân mở miệng ra là nhắc tới gia sư, khiến bọn hắn cũng không dám nói gì hơn Phạm Tu Văn. Nhắc tay ra hiệu cho thuộc hạ không cần nói chen vào, rồi lạnh nhạt nói, tôn sư mời bản tọa. Bản tọa sao có thể không đáp ứng dẫn đường đi kiểu xưng hô này đúng là, của người có thực lực nhưng mà Minh Thế Nhân vẫn thích dạng người như tả tâm thiền hơn ít nhất tả tâm thiền mở miệng ra đều gọi hắn là tứ tiên sinh nghe rất dễ chịu đáng tiếc tả tâm thiền đã chết mất rồi gia sư đã dặn các ngươi tự mình đi minh thế nhân đến bên cạnh bình chướng nhẹ nhàng phát tay một cái trên bình chướng xuất hiện một lỗ hổng thú vị phạm tu văn gật đầu phạm tu văn dẫn đầu bước vào trong tứ đại hắc kỵ cũng theo sau đến lượt tên cuối cùng trong tứ kỵ bước vào khi đi ngang minh thế nhân hắn bỗng dừng lại và nói tứ đệ tử ma thiên các nếu có cơ hội mời chỉ giáo vài chiêu gia sư đã dặn không được tùy tiện đánh nhau với người ta. Minh Thế Nhân mặt không đỏ tim không đập nói ra tên hắc kỵ kia không nói gì, bước vào trong bình chứng năm người đều đeo mặt nạ, nên nhìn không thấy biểu tình trên mặt bọn họ để hắc mã dưới chân núi, rồi bước trên bậc thang dẫn lên ma thiên các đi được nửa đường. Phạm Tu Văn đột nhiên dừng bước, thản nhiên nói, kẻ nào lén lén lút lút ở đây. Một bóng áo xanh vụt qua giữa các tàng cây tiểu diên nhi đứng trên một cành cây to nói, xấu quá nàng nói là xấu chứ không phải đáng sợ đại nhân. Ma thiên các này quá thiếu tôn trọng chúng ta. Có cần? Phạm Tu Văn đưa tay ngắt lời hắn. Sau đó, bọn họ tiếp tục leo núi. Hắn có thể khoan nhượng việc Minh Thế Nhân giết bốn tên Hắc Kỵ. Nếu chỉ vì một người nói lời nhục mạ mà nổi trận lôi đình, thì hắn làm sao có thể đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh Hắc Kỵ năm đó? Khi còn đứng đầu trên Hắc bảng, số người nhục mạ hắn nhiều không đếm xuể. Những lời nhục mạ đó có khó nghe cỡ nào hắn cũng không để ở trong lòng. Nhiều năm ma luyện đã khiến hắn sớm nhìn thấu hết Thầy Tiểu Diên Nhi xem xong liền le lưỡi làm mặt quỷ với minh thế nhân rồi bay lên đỉnh núi có thể thoải mái bay tới bay lui từ chân núi tới đỉnh núi mà không bị ước thúc chắc cũng chỉ có mình nàng ai bảo sư phụ sùng ái nàng nhất kia chứ minh thế nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói tiểu sư muội của ta vẫn luôn như vậy các vị đừng tức giận phạm tu văn lạnh nhạt nói không sao một lát sau mọi người lên tới ma thiên cát chậm rãi bước vào đại điện minh thế nhân nhìn bao quát một lượt phát hiện ra chiêu nguyệt và diệp thiên tâm cũng có mặt ở đây chỉ là bọn họ có vẻ mệt mỏi ngồi trên ghế ngoài ra còn có chu kỳ phong phan trọng và đoan mộc sinh đứng bên trái phạm tu văn một tay để sau lưng sống lưng thẳng tắp bốn tên thuộc hạ đứng thành hai hàng sau lưng hắn trong đại điện trở nên yên tĩnh ánh mắt mọi người tập trung về phía năm người này phạm tu văn nhìn lão già đang ngồi trên ghế chủ tọa ánh mắt chạm nhau trong phút chốc phạm tu văn sinh lòng nghi hoặc có tin đồn đại kiếp nạn về thọ mệnh của cơ thiên đạo sắp tới tu hành giả chỉ có ngàn năm tuổi thọ chỉ vài năm nữa thôi lão sẽ tan biến giữa thiên địa phạm tu văn có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh mạnh hơn người khác nhiều. Lão nhân danh chấn thiên hạ trước mắt đúng là chỉ còn có khoảng 10 năm tuổi thọ còn tu vi của lão, thì hắn không cảm nhận được. Nếu cố cưỡng ép tìm hiểu sẽ bị xem là khiêu khích đối phương phạm tu văn, tham kiến cơ lão tiền bối phạm tu văn mở lời trước, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không nhanh không chậm bốn tên thuộc hạ đồng thời chắp tay Lục Châu, không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, mà gương mặt Lục Châu cũng rất bình tĩnh không nhìn ra hỉ nộ ban tọa hai, từ này có dụng ý rất rõ ràng là từ người trên nói với người dưới từ trên cao nhìn xuống phạm tu văn ngồi xuống chắp tay nói nghe nói cơ lão tiền bối muốn gặp ta ta không dám thất lễ tự mình dẫn theo hắc kỵ cấp tốc phi ngựa đến ma thiên các không biết cơ lão tiền bối có gì chỉ giáo lục châu bút dâu, chỉ tay về phía diệp thiên tâm ngươi có nhận ra người này không phạm tu văn xuyên qua mặt nạ nhìn về phía diệp thiên tâm sắc mặt trắng bệch đang ngồi trên ghế hắn khẽ lắc đầu không biết trả lời rất thẳng thắn tiểu diên nhi thấy thế liền cười hì hì nói đây là lục đệ tử của sư phụ ta sư tỷ diệp thiên tâm á phi phi là phản đồ thì ra là lục đệ tử của ma thiên cát thất kính thất kính phạm tu văn nói khẽ lục châu gật đầu bình tĩnh nói ngươi có còn nhớ ngư long thôn phạm tu văn ngồi im bất động khôi giáp nặng nề và chiếc mặt nạ hắc ám che đậy toàn bộ diện mục của hắn khiến người ta nhìn không thấu hắn đang nghĩ gì phạm tu văn lắc đầu tỏ ra không có ấn tượng ngư long thôn quá mức nhỏ bé hắn thân là thủ lĩnh đội hắc kỵ sao có thể nhớ kỹ một thôn xóm bé xíu như thế? Lão tiền bối tại sao lại hỏi về ngư long thôn? Phạm Tu Văn hỏi Diệp Thiên Tâm Lục Châu uy nghiêm gọi tên Diệp Thiên Tâm Diệp Thiên Tâm, trong lòng khẽ run, nàng miễn cưỡng ngồi thẳng người, thản nhiên nói, ngư long thôn, toàn thôn, có 354 nhân khẩu 150 năm trước bị người ta đổ sát nàng, chỉ nói đến đó sau khi Diệp Thiên Tâm rời khỏi Kim Đình Sơn đã đi điều tra việc này, trải qua bao nhiêu trắc trở, kết quả lại tra ra được chuyện này có liên quan đến sư phụ nàng cũng chính là cơ thiên đạo, chủ nhân ma thiên các danh chấn thiên hạ Phạm Tu Văn khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, ta cũng rất lấy làm tiếc vì chuyện ngư long thôn bị đổ sát có điều. Hắn nhìn về phía Lục Châu, đây chính là nguyên nhân lão tiền bối gọi ta đến. Không sai Lục Châu bình thản nói có liên can gì đến ta. Hồ sơ vụ án lưu giữ trong cung có ghi, người đổ sát ở Ngư Long, thôn chính là bản tọa tuy không thấy được vẻ mặt Phạm Tu Văn nhưng, thân thể hắn vẫn có một chút động tĩnh không rõ là do kinh ngạc hay là, khẩn trương lại có chuyện này. Phạm Tu Văn tỏ ra rất ngạc nhiên khi Lục Châu nói tới chính mình mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, vẻ mặt Diệp Thiên Tâm có hơi mất tự nhiên hắc kỵ là thế lực ám bộ của hoàng thất đại viêm, hồ sơ vụ án trong cung đương nhiên sẽ không ghi lại tên của hắc kỵ, Lục Châu bình tĩnh nói Phạm Tu Văn, chắp tay nói, "Chỉ tiếc là hiện nay trong tu hành giới, người người đều biết hắc kỵ là ám bộ của hoàng thất, hắc kỵ chưa từng đến độ thiên giang sao?" Lục Châu hỏi lại Phạm Tu Văn đã biết, trước hắn sẽ hỏi như thế hắn là người thông minh từ lúc nhắc tới chuyện của Diệp thiên tâm hắn đã minh bạch lục châu muốn nói điều gì phạm tu văn nở nụ cười thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền khắp ma thiên các chuyện của ngư long thôn tạm thời để qua một bên ta đến ma thiên các còn có một chuyện muốn thương lượng với lão tiền bối nói trong cung chuyển lời thái độ của phạm tu văn đã biến thành cung kính các hành vi trước đây của ma thiên các trong cung sẽ không so đo bao gồm cả chuyện minh thế nhân đánh giết bốn tên hắc kỵ đều có thể xóa bỏ chỉ có một điều kiện là hắn ngừng lại một chút ngẩng đầu lên nhìn bốn phía rồi nói đó là từ nay về sau, trong vòng 10 năm ma thiên cát, không được can thiệp vào chuyện của hoàng thất đại viêm bên. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh mấy tên đồ đệ đưa mắt nhìn nhau kể cả bốn tên, thuộc hạ tâm phúc của Phạm Tu Văn, đến giờ cũng mới biết được nhiệm vụ của thủ lĩnh trong chuyến đi này, cũng may nội dung nhiệm vụ lần này là như thế. Tu hành giả trong đại viêm thiên hạ đông đảo, cường giả như mây một số cường giả kiêng kỵ thế lực trong cung, nên sẽ không dễ dàng nhúng tay vào mâu thuẫn bên trong hoàng cung, một số còn lại thì được chiêu mộ vào cung, trở thành thế lực của một đại nhân vật nào đó phạm tu văn dừng lại một lát rồi nói bổ sung hắc kỵ không muốn đối địch với ma thiên cát cũng không có tư cách và thực lực làm vậy lời nói này hoàn toàn là thỉnh cầu của hắc kỵ mong lão tiền bối thanh toàn nói xong câu này hắn cũng không tiếp tục nói gì nữa mọi người đều nhìn về phía lục châu chờ hắn mở miệng nhưng mà minh thế nhân lại là người trước tiên cười ha ha kẻ lúc trước đứng ở chỗ này ăn nói bừa bãi đã cưỡi hạc về tây sao hả người cũng muốn học theo hắn phạm tu văn chắp tay không dám lục châu vuốt dầu nói, lãnh la hai tiếng này vừa nói ra, trong lòng Phạm Tu Văn khẽ động, cả người hơi cứng lại người đang uy hiếp bản tọa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy ngữ khí của Phạm Tu Văn rất hạ thấp, thái độ cũng khá cung kính. Nhưng câu nói vừa rồi của hắn, người nào có một chút đầu óc đều có thể nghe ra ý vị uy hiếp trong đó. Thực lực của Ma Thiên Các hoàn toàn chính xác làm người ta kiêng kỵ, cho dù là bản thân Lục Châu hay cửu đại đệ tử, tính cả Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung, Bất kỳ một thế lực nào cũng không dám khinh thường Ma Thiên Các Phạm Tu Văn, dựa vào đâu mà dám nói ra những lời này? Bảo Ma Thiên Các không can thiệp vào chuyện của Hoàng Thất. Lời này là có ý gì? Phạm Tu Văn đứng dậy, chắp tay nói, "Lão Tiền Bối nếu đã biết thân phận của ta thì cần gì phải khó xử vãn bối nữa? Cái tên lãnh la này đã biến mất từ 300 năm trước rồi, những ân oán ngày xưa cũng theo đó mà tan. Lão Tiền Bối lớn tuổi hơn ta, ta vốn nên gọi người một tiếng huynh trưởng tên tuổi trên hắc bảng không đáng khoe khoang." mà ngược lại đã trở thành vết bẩn cả đời này ta không thể xóa nhòa những lời này hiên ngang lẫm liệt nghĩa chính ngôn từ biết bao khiến người ta nghe mà tê cả ra đầu người từng đứng đầu hắc bảng làm biết bao nhiêu là chuyện ác đột nhiên muốn cắt đứt với quá khứ không khôi hay sao phạm tu văn tiếp tục nói còn người bảo đó là uy hiếp hắc kỵ tuyệt đối không dám làm thế hắc kỵ chỉ phục tùng mệnh lệnh trong cung truyền lời lại cho tiền bối nếu tiền bối cự tuyệt tại hạ cũng đành chịu đại điện lại lâm và yên tĩnh minh thế nhân hử nhẹ một tiếng đã biết sẽ bị cự tuyệt vậy còn nói ra làm gì cho tốn công." Đoan Mộc Sinh ngay thẳng nói, "Ngươi bảo Ma Thiên Các không can thiệp vào chuyện của hoàng thất. Nói theo logic này thì nếu chúng ta đáp ứng ngươi, sau này người trong cung chém ta một đao, ta vẫn phải chịu đựng không được lên tiếng hay sao? Ngũ sư muội Chiêu Nguyệt bị người trong cung phong bế tu vi, lại bị đưa đến thánh đàn để gả cho người ta, chúng ta phải tìm ai tính sổ? Chuyện Ngư Long thôn bị đổ sát, ai sẽ đứng ra giải thích đây?" mọi người lé mắt nhìn đoan mộc sinh không ngờ đoan mộc sinh bình thường chẳng biết ăn nói, mà lúc này lại có thể nói, ra những lời lẽ hùng hồn đến vậy quả thực khiến mọi người lấy làm kinh hãi lục châu. Vuốt dâu nói, lãnh la nghe rõ ràng rồi chứ. Ý nói, hắn công nhận những lời của đồ đệ là đúng ý mình điều này, cũng khiến cho lòng tin của mấy tên đồ đệ tăng cao lên nhiều phải biết là, trong quá khứ gần như không thể nào xảy ra chuyện này, chỉ cần trước mặt sư phụ nói không đúng một câu đã có thể rước họa, vào thân phạm tu văn chắp tay nói, ý chỉ của người trong cung, ta cũng không thể làm trái. Lão tiền bối, người đừng chấp nhặt với người trong cung nữa không, người nghe không hiểu lục châu đứng lên, chắp tay sau lưng bước xuống bậc thang động tác đơn giản của hắn khiến Phạm Tu Văn, đột ngột đứng lên bốn tên thuộc hạ khác, cũng không yên lòng nghe đồn ma đầu cơ thiên đạo tính tình nóng nảy, hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền ra tay đánh người là chuyện rất có khả năng ngư long, thôn bị đổ sát, có phải là hành vi do hắc kỵ làm ra? Lục Châu rốt cuộc, cũng hỏi thẳng vấn đề ánh mắt già nua mà thâm thúy của hắn nhìn thẳng vào phạm tu văn tay hắn cầm thẻ đạo cụ yên lặng chờ đáp án câu hỏi này vang vọng toàn bộ đại điện diệp thiên tâm tinh thần uể oải thân thể hư nhược vừa nghe thấy câu này liền mở to hai mắt không dám tin nhìn sư phụ và phạm tu văn đứng đối diện chuyện của ngư long thôn thật sự có ẩn tình khác không biết vì cái gì trái tim diệp thiên tâm đập rộn lên không khí trong đại điện trở nên khô khốc phạm tu văn không trả lời thẳng câu hỏi của lục châu mà chỉ nói Đại Viêm Thiên Hạ há có thể để cho dị tộc chú ngụ. Độ Thiên Giang có quá nhiều dị tộc rồi, nói xong lời này, hắn vô thức nhìn Diệp Thiên Tâm một cái lời này, cũng gián tiếp là lời thừa nhận hắn là người thông minh, hiểu rõ ràng trong trường hợp này có tranh luận thật giả đúng sai hay phủ nhận chân tướng thì cũng không có ý nghĩa gì nếu không có đầy đủ chứng cứ, Ma Thiên Các sẽ không gọi hắn đến đây. Đáp án của hắn khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau hồ sơ vụ án trong cung là do người động tay động chân. Là ta Phạm Tu Văn không có phủ nhận mà tiếp tục nói số người có thể tìm đọc hồ sơ vụ án trong cung cũng không nhiều. lão tiền bối có tai mắt trong cung sao? lục châu bỗng nhiên xoay người, không thèm để ý đến câu hỏi của hắn. cho nên, ngươi chính là kẻ đổ tội lên đầu bản tọa. cả đời cơ thiên đạo làm rất nhiều chuyện ác, tiếng xấu do cửu đại đệ tử gây ra, cũng bị tu hành giới quy kết ở trên người hắn dần dần, danh tiếng càng lúc càng tệ. một số kẻ tâm cơ liền nhân cơ hội này, để ra họa cho cơ thiên đạo, thêm một chuyện ác cũng không coi là nhiều kiếu đi một chuyện ác cũng không coi là ít vì thế hắn cũng lười đi giải thích, nhưng mà Lục Châu thì không như thế Phạm Tu Văn nghe vậy, lớn tiếng nói, Hắc Kỵ chỉ hành sự theo mệnh lệnh chứ không phải là chủ mưu. Huống hồ theo như ta biết, Lục đệ tử Ma Thiên Các là một phản đồ. Lão tiền bối đâu cần vì một tên phản đồ mà đối nghịch với người trong cung như vậy. Hắn vừa nói xong Diệp Thiên Tâm cố gắng đứng lên, tu vi nàng đã mất, nàng dùng thân thể của người bình thường tóm lấy trường kiếm trong tay một nữ tu diễn nguyệt cung vù một đạo hàn mang sẹt qua lưỡi kiếm diệp thiên tâm giơ kiếm đâm về phía phạm tu văn ẩm phạm tu văn không nhúc nhích hai tay hắn chắp sau lưng đứng vững vàng như một tượng đá trường kiếm kêu răng rắc một tiếng rồi vỡ ra rơi xuống đất mọi người đều cả kinh hai mắt diệp thiên tâm đỏ ngầu không cam lòng nói chủ mưu là ai rốt cuộc là ai vụt toàn thân phạm tu văn tản ra một đạo cương khí yếu ớt đẩy ngược diệp thiên tâm về chỗ ngồi cơ lão tiền bối hắc kỵ không muốn đối địch với ma thiên các điều ngài muốn hỏi ta đều đã trả lời còn người chủ mưu thứ cho ta không thể nói được ta đã truyền lời của người trong cung lão tiền bối hãy tự mình lựa chọn nói xong hắn liền xoay người bước ra khỏi ma thiên các bốn tên hắc kỵ còn lại cũng đứng dậy chắp tay rồi đi theo sau đi được hai bước phạm tu văn dừng lại nói khẽ có điều với tư cách là một vãn bối ta khuyên lão tiền bối hai điều một là người tốt nhất đừng đối nghịch với người trong cung mười năm sẽ trôi qua trong chớp mắt mà thôi hai là hắc kỵ tuy không bằng ma thiên các nhưng cũng không phải là quả hồng mềm để mặc người khác tùy ý bóp đâu cáo từ từ lúc vừa mới lên núi. Hắc kỵ đã bị ma thiên các chèn ép, bọn họ chưa từng bị người ta đối xử như thế tôn nghiêm, mặt mũi, thái độ đều có thể không cần tới phạm tu văn. Gần như đã hạ thấp tư thái hết mức có thể mà mấy câu cuối cùng này, lại khiến bốn tên thuộc hạ thần thanh khí sảng cơn tức giận tích tụ, trong lồng ngực dường như, đều đã tiêu tán toàn bộ câu nói này rất đúng, ma thiên các tuy rất cường đại, nhưng hắc kỵ cũng không phải là quả hồng mềm. Nhưng mà, ngay lúc năm người bọn họ còn chưa rời khỏi đại điện lục châu vuốt dâu nói bản tọa có cho phép các ngươi rời đi sao hà phạm tu văn dừng bước trong lòng lộp bộp một tiếng bản tọa gọi các ngươi tới không có ý định để các ngươi rời đi lục châu phất phất tay đoan mộc sinh và minh thế nhân đã sớm ngứa mắt với đám người này vốn cho rằng sư phụ sẽ tránh sinh sự vì dù sao hắc kỵ cũng đến từ trong cung chứ không như tên tả tâm thiền không biết trời cao rất rộng nhưng không ngờ sư phụ lão nhân ra người lại vẫn kiên cường như thế soạt soạt Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh, tung người bay ra ngoài đại điện Phạm Tu Văn chậm rãi xoay người lại. Vì một tên phản đồ, thật sự phải làm vậy sao? Lục Châu hờ hững nói, phản đồ bản tọa sẽ tự trừng trị, không đến lượt người khoa tay muối chân nói ra kẻ chủ mưu sau lưng, bản tọa, sẽ cho người được toàn thay Phạm Tu Văn Minh Bạch hắn dứt khoát quay trở lại đại điện trở, về vị trí cũ hắc ám tứ kỵ có thuộc hạ, nếu ma thiên các đã muốn xem bản lãnh của hắc kỵ, thì thỏa ước nguyện cho bọn họ vù. Vù, bốn tiếng vù vù vang lên bốn tòa pháp thân kim liên xuất hiện hai tam diệp và hai nhị diệp những tòa pháp thân cao ba bốn trượng đứng sừng sững giữa trời khí tức hùng hậu tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bốn tòa pháp thân kia lục châu không hề thấy bất ngờ đường đường là thủ lĩnh hắc kỵ người đứng đầu hắc bảng trong quá khứ sao có thể không có chút bản lĩnh hắn có dũng khí đứng ở chỗ này đương nhiên phải có đủ tự tin và can đảm cả bốn tên hắc kỵ đều là cao thủ nguyên thần cảnh phạm tu văn chắp tay nói vãn bối vẫn nói một câu kia không muốn đối địch với ma thiên các lời này nghe vô cùng chói tai rõ ràng là đang lấy lùi làm tiến luôn miệng nói không muốn đối địch với ma thiên các nhưng lại khắp nơi nhắm vào ngay cả phản đồ ma thiên các như diệp thiên tâm cũng phải nổi giận lục châu đang suy nghĩ nên ứng phó ra sao bốn tây nguyên thần cảnh tiểu diên nhi không thể đánh nổi đoan mộc sinh và minh thế nhân mỗi người đối phó một tên còn thừa lại hai người cộng thêm thủ lĩnh hắc kỵ có tu vi sâu không lường được hắn đương nhiên có thể lựa chọn dùng thẻ một kích trí mạng để lấy mạng phạm tu văn nhưng vấn đề là kẻ chủ mưu phía sau việc ngư long thôn bị đổ sát còn chưa hỏi rõ ràng cho dù có giết hắn số lượng thẻ đạo cụ còn lại cũng không thể xử lý hết được tứ đại hắc kỵ ngay lúc hắn còn đang suy tư người giết hắc kỵ chúng ta ta muốn lĩnh giáo ngươi vài chiêu một trong tứ đại hắc kỵ đột nhiên đánh về phía minh thế nhân minh thế nhân dù sao cũng chỉ mới bước vào nguyên thần cảnh lập tức trở tay không kịp, liên tiếp lui về sau mũi chân đạp xuống đất. Duệt, cả người bay vào không trung đừng lên hỗ trợ. Hắc Kỵ khinh thường ỷ đông hiếp yếu. Hắn vô cùng tự tin, thề phải một mình đánh bại Minh Thế Nhân đây, chính là kết quả tứ đại Hắc Kỵ cầu còn, không được hai người kịch chiến bên ngoài đại điện, càng lúc càng ra xa như vậy cũng tốt pháp thân của Minh Thế Nhân, tuy còn chưa khai diệp, nhưng trước đó hắn đã áp chế cảnh giới nguyên thần, cảnh quá lâu nên sau khi để thăng tu vi thì sẽ bộc phát năng lực, cũng như đoan mộc sinh thực chiến có thể khiến bọn hắn nhanh chóng trưởng thành với tính tình giảo hoạt của minh thế nhân cho dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy không cần lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đoan mộc sinh thì lại khác hắn trầm giọng nói một người không đủ hai người cùng lên đi bá vương thương trong tay vũ động tiếng xích sắt văng lên lanh keng phạm tu văn hơi nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía đoan mộc sinh vũ khí thiên giai vũ khí thiên giai bá vương thương trong tay đoan mộc sinh vô cùng uy phong lẫm liệt hình bàn long uốn lượn được khắc từ đầu đến đuôi thương cực kỳ rung động lực lượng nguyên khí cường đại xuyên thấu qua bá vương thương chuyển hóa thành cương khí đáng sợ phát tán ra ngoài không cho đối phương cơ hội lựa chọn đoan mộc sinh tấn công về phía một người trong số đó tên hắc kỵ kia khống chế pháp thân cùng hắn kịch chiến nhưng có vũ khí thiên giai và không có vũ khí thiên giai hoàn toàn tranh lệch cấp độ không thể so sánh được đây là thường thức cơ bản trong tu hành giới vũ khí thiên giai có thể tạo ra cương phong mạnh mẽ gần như phóng đại uy lực và phạm vi đả kích của đoan mộc sinh lên mấy lần nếu vũ khí thiên giai nằm trong tay một người am hiểu vũ khí, thậm chí có thể dùng nó để phá vỡ pháp thân của đối thủ một khi pháp thân bị mất, thì tranh lệch tu vi giữa các cường giả nguyên thần cảnh sẽ bị tiêu trừ ầm. Ầm. Bá Vương thương tốc độ lăng lệ, thương gia như long hoàn toàn áp chế đối thủ. Đoan Mộc Sinh càng đánh càng hăng, chỉ trong giây lát hai người đã chiến đấu ra tới bên ngoài đại điện ta nữa. Một tên hắc kỵ khác thấy không ổn, lập tức gia nhập vào cuộc chiến của Đoan Mộc Sinh, lấy hai địch một. Đoan Mộc Sinh dựa vào vũ khí thiên giai lấy một địch hai một tên pháp thân nhị diệp một tên pháp thân tam diệp vốn đang tấn công mạnh mẽ áp chế đối thủ nay xuất hiện thêm một địch nhân áp lực bỗng gia tăng hai tên hắc kỵ liên thủ một đạo cương khí hùng hồn đánh tới đoan mộc sinh dơ bá vương thương lên chắn ngang trước mặt xiềng xích vây quanh ầm um. đoan mộc sinh nhanh chóng lui lại hai chân trượt dài trên mặt đất hắn được cương khí bao bọc trên mặt đất xuất hiện hai vết nứt hẹp dài mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này đây nào phải là người vừa bước chân vào nguyên thần cảnh trông hắn chẳng khác gì một cường giả nguyên thần cảnh đã ở cảnh giới này từ lâu. Bá vương thương đánh đến xuất thần nhập hóa tia lửa tung tóe, làn sóng xung kích trùng điệp, mỗi khi đánh ra đều sẽ biến thành cả trăm đạo thương ảnh đây, chính là điểm đáng sợ của vũ khí thiên giai. Cũng là nguyên nhân vô số tu hành giả luôn truy cầu vũ khí thiên giai. Phạm Tu Văn không khỏi vỗ tay tán thưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin nổi đệ tử ma thiên cát chưa khai diệp đã có thể lấy một địch hai bên cạnh hắn còn lại một tên hắc kỵ, gã thấp giọng nói, thủ lĩnh, thuộc hạ thỉnh cầu tham chiến Phạm Tu Văn giơ tay lên ngăn lại, không đáp ứng hắn, rồi xoay người nhìn về phía Lục Châu, vẫn lạnh nhạt đứng đấy tứ đại hắc kỵ đều là nguyên thần cảnh, bình thường rất ít khi hiển lộ tài năng. Người luận bài với Minh Thế Nhân là lão, đại trần trung hạc người, luận bàn với Đoan Mộc Sinh là lão nhị nhạc trùng và lão tứ đoạn diên hồng người, chưa ra tay là lão Tam Lý Khánh. Một tay cung thủ thiện xạ hắn nhấn mạnh lão tam là xạ thủ rõ ràng có ý nói, lão tam không chơi cận chiến nên tùy thời đều có thể tham gia chiến đấu vũ khí thiên giai vô cùng hiếm thấy lý khánh không có phúc khí chỉ có thể sử dụng thần xạ cung địa giai nhưng mà có cung này trong tay chỉ cần bị hắn nhắm vào thì bách phát bách chúng phạm tu văn nói thần xạ cung sau lưng lý khánh phát ra tiếng cộng minh với pháp thân lơ lửng bay lên rồi đáp vào lòng bàn tay hắn phạm tu văn chắp tay nói với lục châu vẫn là câu nói kia lời còn chưa dứt bên ngoài đại điện đã truyền tới tiếng cộng hưởng nguyên khí đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh. Chu Kỳ Phong ngạc nhiên nói, pháp thân khai diệp. Khi khai diệp, pháp thân sẽ lập tức bành trướng, gia tăng chiều cao và chiều rộng, khí tức và nguyên khí sẽ ồ ạt đổ vào tam tiên sinh thiên phú thật kinh người, lại có thể khai diệp trong lúc chiến đấu. Khai diệp đồng nghĩa với tu vi đột nhiên tăng vọt. Cũng chính lúc này bọn hắn nhìn thấy Đoan Mộc Sinh quát lên một tiếng, Bá Vương Thương xoay chuyển áo bào trên người Đoan Mộc Sinh vỡ vụn, lộ ra dáng người khôi ngô cường tráng hai cánh tay kéo căng ra, Cương khí toàn thân phát tiết tứ phía, đây là tình huống bạo phát uy lực khi khai diệp lão nhị, và lão tứ Hắc Kỵ không thể không lùi lại. Bá Vương thương chém mạnh xuống, đầu thương chặt qua xiềng xích. Choang! Xiềng xích đứt ra. Đoan Mộc Sinh như mãnh thú hồng thủy, tay nắm chặt Bá Vương thương xem sự lợi hại của lão tử đây. Ba người lại lao vào chiến đấu, tình hình càng lúc càng kịch liệt lục châu, không ngờ Đoan Mộc Sinh cũng có thể đột phá tu vi, hắn hài lòng gật đầu bàn tay phạm tu văn vẫy một cái, ý tứ rất rõ ràng tuân lệnh. Lão Tam thần xạ thủ Lý Khánh nhắc tay lên, kéo căng thần xạ cung duyệt duyệt Nguyên khí và cương khí rung động thật mạnh lục châu lạnh nhạt vuốt dâu nói, bản tọa hận nhất là loại người đánh lén. Tay phải nâng lên cánh tay vươn ra, trong lòng bàn tay hắn cầm một tấm thẻ đạo cụ đã vỡ vụn và xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ tạo thành vòng xoáy nhỏ vù. Nguyên khí chung quanh trong giây lát đã bị vòng xoáy này hấp thu. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, đánh ra một trường mục tiêu, thần xạ thủ Lý Khánh mau tránh phạm tu văn quá sợ hãi hắn không ngờ được lục châu sẽ ra tay vào lúc này hắn còn tưởng là lục châu sẽ tiếp tục quan sát tình hình cuộc chiến một thủ ấn cực đại bay về phía trước đại vô uy ấn đại vô uy ấn một khi xuất thế chúng sinh an tâm không còn sợ hãi phạm tu văn ngay lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của trường ấn hắn vội vàng đẩy mạnh lý khánh ra ngoài lý khánh nắm chặt cung tiễn nhanh chóng bay ra khỏi đại điện đại vô uy ấn tiếp tục bay về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh phạm tu vân dùng cương khí mạnh mẽ thử chặn lại ẩm um, phí công lục châu lắc đầu mọi người nhìn chân chân không nói nên lời đại vô uy ấn vẫn tiếp tục bay về phía lý khánh tình cảnh này cực giống lúc lục châu dùng một tay chụp chết hòa thượng không huyền ở quảng trường thánh đàn nhưng vẫn có điểm khác biệt chụp chết không huyền là đại kim cương luân thủ ấn từ nhỏ biến thành lớn tốc độ bộc phát bất ngờ còn đại vô uy ấn không chỉ to cực đại mà còn cực kỳ nhanh lý khánh đang lăng không bỗng đình trệ tay trái hắn nắm chặt thần xạ cung tay phải kéo căng dây cung, dùng cương khí hình thành mũi tên. Động tác của hắn nhanh chóng như nước chảy mây trôi, thể hiện thực lực cường đại đáng tiếc. Đại vô uy ấn không cách nào dung chuyển được truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Cung tiễn chạm vào thủ ấn chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ bé, rồi tan biến đi trong vô hình, tựa như đã bị thủ ấn dung hợp sao có thể như thế. Lý Khánh trừng to hai mắt ánh mắt đó vốn đang tràn đầy tự tin, chỉ trong giây lát đã biến thành sợ hãi và tuyệt vọng năng lượng cường đại, như dung nham núi lửa đập lên người Lý Khánh không ai nhìn thấy rõ ràng Lý Khánh, bị đánh bại như thế nào. Sau khi đại vụ uy ấn bay ra ngoài, thủ ấn quá lớn đã ngăn trở tầm nhìn của mọi người, đứng từ phía sau mọi người chỉ kịp nhìn thấy đại vụ uy ấn nhào vào người Lý Khánh, rồi biến mất nơi Lý Khánh từng lăng, không đứng đã trống rỗng chẳng còn gì thời gian dường như đã bị ngưng trệ phạm tu văn, còn chưa kịp thi triển pháp thân để cứu viện, thì tên thuộc hạ trung thành và đắc lực nhất của hắn đã cứ thế tan thành cho bụi vừa rồi hắn phát tán cương khí chẳng đem lại bất kỳ tác dụng gì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thủ ấn bổ nhào tới trong lòng hắn trào lên một cảm giác bất lực loại cảm giác bất lực này khiến hắn kinh hãi không thôi chủ nhân ma thiên các cơ thiên đạo hình như không hề đơn giản như hắn từng nghĩ phạm tu văn suy nghĩ đến xuất thần trong mắt vẫn tràn đầy vẻ không thể tin nổi ngoài điện không ngừng truyền đến âm thanh đoan mộc sinh chiến đấu với hai cao thủ hắc kỵ đây chính là thực lực chân chính của ma thiên các sao cái gì mà đại nạn về thọ mệnh cái gì mà tu vi giảm mạnh một chiêu đã giải quyết thần xạ thủ lý khánh nguyên thần cảnh thực lực của cơ thiên đạo vẫn ở trạng thái đỉnh phong hệt như lúc trước sư phụ thần uy cái thế tiểu diên nhi thán phục vỗ tay phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong đại điện nàng chỉ tay vào phạm tu văn nói sư phụ còn hắn kìa chu kỳ phong và phan trọng chỉ cảm thấy tán thưởng chứ không quá kinh ngạc như phạm tu văn bởi vì bọn họ đã từng thấy qua những cảnh tượng còn khoa trương hơn thế này nhiều khi lục châu ở trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo Tràng cảnh hắn không ngừng sử dụng đại thần thông thuật dây giết đối thủ, vẫn đáng sợ hơn một chiêu đại vô uy ấn nhiều diệp thiên tâm, lui lại một bước, thân thể yếu ớt khiến nàng rất khó đứng thẳng, bèn ngồi phịch xuống ghế nếu không phải còn có thuộc hạ diễn nguyệt cung nâng đỡ. Sợ là không ai nguyện ý tới gần nàng hắc sắc mặt nạ của Phạm Tu Văn, không cho thấy biểu lộ trên mặt hắn, nhưng dáng vẻ trầm mặc và sống lưng thẳng tắp có vẻ như đang thể hiện rằng, hắn cực kỳ tức giận và không phục ngươi giết những hắc kỵ khác, ta không thèm so đo nhưng kẻ nào dám động vào tứ đại hắc kỵ chính là đang đối địch với ta phạm tu văn gần từng chữ mọi người cũng đã nhận ra khí thế trên người phạm tu văn thay đổi hắn gọi lục châu là ngươi rõ ràng là đang vô cùng tức giận lục châu hời hợt nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu ngoài điện đoan mộc sinh càng đánh càng hăng theo quá trình chiến đấu ngày càng tăng độ ăn ý giữa hắn và bá vương thương cũng ngày càng nhiều vốn lúc đầu hai tên hắc kỵ chiếm thế thượng phong nhưng hiện tại đã đánh ngang tay với đoan mộc sinh không bao lâu nữa đoan mộc sinh sẽ chiến thắng còn về minh thế nhân thì lục châu không hề lo lắng chút nào chỉ sợ kẻ gặp xui xẻo chính là lão đại trần trung hạc kim đình sơn vốn là địa bàn của ma thiên cát ngày thường có sư phụ trông coi bị sư phụ quản thúc nên các đồ đệ không dám tùy ý ra ngoài chỉ có thể đi lung tung khắp nơi trên kim đình sơn nên mọi ngóc ngách trên núi đều nắm trong lòng bàn tay minh thế nhân vừa đánh vừa chạy loạn rõ ràng đang muốn lợi dụng sở trường về địa hình để trêu đùa đối thủ lục châu vuốt dâu nhìn về phía phạm tu văn lãnh la ngươi đúng là quá xem trọng chính mình Phạm Tu Văn hơi ôm quyền nguyên khí, trên người dần dần rung động những người khác trong đại điện đều lui. Về sau một bước bọn họ biết Phạm Tu Văn sắp xuất thủ ma thiên các nếu không cho Lý Khánh một cái công đạo, tất cả các huynh đệ hắc kỵ sẽ không bỏ qua, người trong cung cũng sẽ không bỏ qua. Mỗi một câu nói của Phạm Tu Văn vang lên khí tức trên người hắn lại càng tăng vọt thêm một lần càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hậu lục châu vẫn tỏ ra bình thản. Như trước hắn không định xuất thủ ngay lập tức mà muốn xem thử kẻ từng đứng đầu hắc bảng, rốt cuộc có thủ đoạn gì. Dựa vào cái gì mà có dũng khí đứng ở đây hoanh hoang. Âm thanh vù vù do nguyên khí cộng hưởng vang lên lấy Phạm Tu Văn làm trung tâm, phóng ra từ phía nếu không phải kiến trúc ở ma thiên các rắn chắc, lại có trận pháp đặc biệt thủ hộ, thì khi pháp thân hắn xuất hiện đã đủ để đánh sập cả ma thiên các tòa, pháp thân to lớn hiện ra giữa không trung bát bát diệp. Chu Kỳ Phong nhíu mày, trong lòng thầm kinh hãi nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy pháp thân của Lục Châu, có lẽ bọn họ đã bị Phạm Tu Văn dọa sợ cùng là, Bát Diệp cũng có phân chia cao thấp từ 300 năm trước khi đoạt hạng nhất, trên hắc bảng, cơ thiên đạo đã là Bát Diệp huống chi hiện tại hắn còn có pháp thân cửu Diệp. Lục Châu tiếp tục vuốt dâu, hoàn toàn không để Phạm Tu Văn vào mắt, thản nhiên nói, lãnh la, đây chính là tất cả thủ đoạn của ngươi. Phạm Tu Văn trầm giọng nói, mấy trăm năm trước ta cùng ngươi giao thủ ngang tay, bây giờ tái chiến, tuy không cách nào thắng được ngươi nhưng ta vẫn có thể đánh ngang tay lần nữa. Vừa nói xong câu đó, thân ảnh Phạm Tu Văn tiến về phía trước nhanh như quỷ mị tạo thành từng đạo tàn ảnh tất cả mọi người lào đảo lùi lại mục tiêu của phạm tu văn chỉ có chủ nhân ma thiên cát cũng chính là lục châu đang ngồi yên bất động trên ghế chủ tọa lục châu không cần nghĩ ngợi hơi hợt phất tay áo vù từ trong tay áo lục châu xuất hiện một đạo cương ấn đột nhiên biến thành một tấm lưới lớn ngăn trở ở trước mặt hắn đạo ẩn chi thuật lục châu bút dâu hắn vốn tưởng rằng mình còn phải lãng phí một tấm thẻ miễn dịch sát thương không ngờ thẻ lồng giam trói buộc có hiệu quả không tệ xác suất ba liệu có chúng không cho dù không chúng cũng đủ để bức lui phạm tu văn tấm lưới hiện ra tầng tầng kim quang càng lúc càng biến lớn đây là chiêu gì tất cả mọi người đều thán phục nhìn chưa từng thấy qua các môn phái am hiểu tu hành trong đại viêm thiên hạ không ai có chiêu số trông như thế này bọn họ chỉ biết kinh ngạc há mồm nhìn tấm lưới kia nhào tới phạm tu văn quát loại mánh khoái này cũng muốn ngăn trở đạo ẩn chi thuật của bát diệp ngươi có phải đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi không vù vù Thân hình Phạm Tu Văn lóe lên, tránh thoát khỏi tấm lưới lớn kia. 10m, 3m, 1m. Ẩm. Còn chưa đến trước mặt hắn, tấm lưới kia đột nhiên nằm ngang trên không, dần biến thành một cái lồng giam hình lập phương càng lúc càng lớn, tỏa ra kim quang lập lòe sau đó chụp mạnh xuống đại điện ẩm. Đạo ẩn chi thuật của Phạm Tu Văn đánh vào lồng giam tinh, bắt được một tên nguyên thần cảnh bắt diệp, ban thưởng 200 điểm công đức lồng giam trói buộc đã thành công lục châu, vuốt dầu gật đầu lồng giam đúng là lồng giam, chứ không phải chỉ là một tấm lưới lớn thứ này còn tốt hơn trong tưởng tượng của hắn nếu hắn đánh giết tên bát diệp này thì điểm công đức sẽ được bao nhiêu điểm công đức ban thưởng khi bắt được hắn ít hơn nhiều so với khi bắt được đệ tử ma thiên các nếu như lần này không may mắn thành công thì sử dụng thẻ lồng giam trói buộc xem như là lỗ vốn rồi phạm tu văn tông mạnh vào thành lồng giam nhưng chẳng có tác dụng gì lãnh la bản tọa hỏi ngươi lần nữa kẻ chủ mưu đứng đằng sau sự tình ngư long thôn là ai lục châu chắp tay sau lưng hỏi cùng lúc đó lồng giam cũng bắt đầu chậm rãi thít lại lồng giam vốn chiếm cứ toàn bộ diện tích giữa đại điện bây giờ bắt đầu thu nhỏ lại không ngừng có rút phạm tu văn lui về sau hắn không trả lời câu hỏi của lục châu mà chỉ nhìn về phía lồng giam đang bùa vây bốn phía thấp giọng nói muốn vây khốn ta bốn tiếng muốn vây khốn ta thốt lên đầy tự tin bất kỳ người nào có tu vi nguyên thần cảnh bát diệp đều sẽ tự tin mãnh liệt như thế lồng giam sáu cạnh hình thành một khối lập phương vuông vức tiếp tục co vào phạm tu văn lùi lại ba bước hai tay thủ thế trước người lục châu nhẹ nhàng gật đầu đạo ẩn đại thần thông thuật đúng lúc hắn cũng muốn kiểm tra xem năng lực của lồng giam trói buộc mạnh đến cỡ nào có đủ sức chống lại đại thần thông thuật hay không thủ thế của phạm tu văn đã hoàn thành chỉ trong khoảnh khắc năng lượng bạo liệt trong sát na ầm um, lồng giam lại có rút thêm một đoạn ầm ầm vô số đạo tàn ảnh không ngừng va chạm vào thành lồng giam như một con dã thú đang nổi giận đâm sầm vào bốn phía ánh mắt của người bình thường đã không thể nhìn kịp tàn ảnh của hắn tốc độ quá nhanh cũng may trong điện đều là tu hành giả cường đại có thể nhìn được chỉ là không quá rõ ràng. Tuy vậy, sức chiến đấu của Phạm Tu Văn cũng đã khiến mọi người rung động tiếng va đập không ngừng vang vọng toàn đại điện, nhưng cho dù hắn có sử dụng chiêu thức nào, thì cũng không thể thoát khỏi lồng giam trói buộc Lục Châu, bất đắc dĩ lắc đầu do ngươi xui xẻo thôi, xác suất bắt chúng 30% mà ngươi cũng bị dính đòn cho được Lục Châu, cảm thấy có hơi ồn ào thu hắn, mặc niệm một tiếng, lồng giam trói buộc nghe theo mệnh lệnh của hắn, lập tức rụt lại ép sát người Phạm Tu Văn răng rắc. Khôi giáp vỡ vụn, mặt nạ rơi xuống, gương mặt phạm tu văn lộ ra lục châu chỉ nhìn thoáng ra rồi rời mắt nhìn sang nơi khác tướng mạo của hắn đã bị hủy trông hơi giữ tận người đi bên bờ sông thường sẽ ướt dày 300 năm trước phạm tu văn làm rất nhiều việc ác là đối tượng bị người người đòi đánh đòi giết đáng tiếc là con đường hắn đi hoàn toàn khác biệt cơ thiên đạo hiện tại nhìn thấy bộ dáng của hắn như thế này đúng là có hơi châm trọng từ đầu tới cuối đều là do ngươi tự đánh giá mình quá cao lục châu thản nhiên nói phạm tu văn đã triệt để từ bỏ việc chống cự hắn cảm giác được lồng giam trói buộc đang giam cầm hắn chặt chẽ, không chỉ là thân thể mà còn cả tu vi. Hắn thử điều động nguyên khí trong đan điền khí hải, nhưng không có tác dụng gì, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần càng không có khả năng thoát khỏi lồng giam. Phạm Tu Văn không cam lòng nhìn Lục Châu, Lục Châu vẫn như trước bày ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, sự tình trước mắt dường như đều nằm trong lòng bàn tay hắn, mà sự thật thì cũng đúng là như thế lão, lão tiền bối người rốt cuộc muốn cái gì? Phạm Tu Văn không thể lý giải nổi thực lực của Ma Thiên Cát hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng đã vượt quá khả năng khống chế của hắn Lục Châu thản nhiên nói, chủ mưu đứng sau vụ đồ sát ngư long thôn là ai? Phạm Tu Văn không dám tin nhìn về phía lão ma đầu oai phong một cõi này, lão lại vì một tên phản đồ mà đắc tội với Hắc Kỵ, đắc tội với đại nhân vật trong cung Phạm Tu Văn quay đầu sang hướng khác Lục Châu, không thèm để ý bản tọa còn có nhiều thời gian. Thời gian? Phạm Tu Văn ho khan một tiếng 15 năm nhiều nhất là 15 năm sau, dưới gầm trời này còn ai nhớ đến cơ thiên đạo ngươi? Tiểu Diên Nhi vung nắm tay nhỏ lên phản bác, ta nhớ nè. Phạm Tu Văn không thèm đáp, chỉ liếc tiểu nha đầu một cái lục châu khẽ gật đầu nói, chuyện đó không quan trọng lão tiền bối. Người giết ta cũng vô dụng, người đã gia nhập hắc kỵ đều không màng đến sinh tử. Cho dù toàn bộ hắc kỵ đều chết trận, người cũng không tra. Ra được bất kỳ chuyện gì mạnh miệng lục châu, nhẹ nhàng lắc đầu hắn không tiếp tục chú ý tới Phạm Tu Văn. Nữa người có thể gia nhập thế lực ám bộ hắc kỵ, 300 năm qua đã đủ, để huấn luyện miệng lưỡi của bọn hắn luôn ngậm chặt không hé nửa lời kẻ như vậy, không thể dùng cái chết để uy hiếp Lục Châu, không vội vã nếu thế nhân đều cho rằng hắn chỉ có thể sống được nhiều nhất 10 năm vậy thì hắn sẽ tiếp tục sống sót cho bọn họ xem, là được hắn có nhiều thời gian để chứng minh chuyện này, bên ngoài đại điện sau khi Đoan Mộc Sinh khai diệp, cả người như biến thành người khác, khí thế hừng hực, nguyên khí mạnh mẽ bá đạo loại đấu pháp ngoài mặt thì trông thô kệch, như thế này lại cất giấu tinh tế bên trong mỗi khi hai tên hắc kỵ sắp chạm được vào người hắn thì đoan mộc sinh luôn có thể tránh thoát. Tình hình chiến đấu của ba người cực kỳ kịch liệt đá xanh lát nền bên ngoài đại điện ma thiên các, không còn chỗ nào nguyên vẹn nhưng điều này không quan trọng Lục Châu, vừa vuốt dâu vừa lạnh nhạt quan sát trận chiến hai bên đánh bất phân thắng bại thấy vậy, Lục Châu trầm giọng nói, quá chậm tiếng nhắc nhở kèm theo tia nguyên khí truyền đi thành sóng âm, rơi vào trong tai đoan mộc sinh đoan mộc sinh hiểu ý, tốc độ đột nhiên bộc phát. Bá vương thương trong tay đã nhanh đến mức chẳng thể nhìn thấy thực thể, chỉ để lại tàn ảnh khắp nơi hai tên hắc kỵ giật mình, cương khí hai bên vẫn luôn không ngừng va chạm, gần như rất khó có thể gia tăng tốc độ và chiêu thức vậy mà Đoan Mộc Sinh vẫn có thể làm được. Quái vật. Lục Châu chỉ vào tình hình chiến đấu trong sân, nói với Phạm Tu Văn, "Lãnh La, ngươi không chỉ đánh giá cao chính mình, còn đánh giá thấp Ma Thiên Các Đoan Mộc Sinh, lại chiếm ưu thế hai đại hắc kỵ cảm thấy áp lực đột nhiên gia tăng, hàng trăm hàng ngàn đạo thương ảnh không ngừng đâm, về phía bọn hắn không quan tâm ngươi có cương khí hay không càng không sợ pháp thân hộ thể của ngươi bá vương thương một khi dùng đến cực hạn sẽ có năng lực phá hủy pháp thân ầm ầm hai đại hắc kỵ dùng pháp thân chống đỡ không nổi dần dần lui lại chuyện này sao có thể một nguyên thần cảnh chưa khai diệp lại có thể lấy cứng trọi cứng với một nguyên thần cảnh nhị diệp và một nguyên thần cảnh tam diệp nhưng đoan mộc sinh làm được ngay lúc đoan mộc sinh đang đánh đến quên trời quên đất lục châu liếc mắt truyền âm nói bây giờ không dùng chiêu thức mạnh nhất thì còn chờ đến khi nào bất kỳ một chiêu thức mạnh nhất nào cũng được gọi là đại thần thông thuật loại chiêu thức này vô cùng hao phí nguyên khí cho nên đã định sẵn không thể sử dụng nhiều lần nhưng đoan mộc sinh trông giống như cỗ máy dùng mãi không hết nguyên khí từ đầu đến cuối đều chưa từng tỏ ra mệt mỏi sư phụ chỉ điểm khiến niềm tin của hắn gia tăng gấp bội bá vương thương huy động thương và kiếm trăm sông đổ về một biển trong não hải hiện ra chàng cảnh lục châu là mẫu chiêu thức mạnh nhất kia thiên quyến hữu khuyết thương ảnh như từng đốm sáng chi chít xuất hiện trên bầu trời nhiều đến không sao đếm xuể rơi thẳng về phía hai tên hắc kỵ lui hai tên hắc kỵ cấp tốc rút lui đáng tiếc không còn kịp nữa ẩm ẩm hộ thể cương khí của hai đại hắc kỵ đã bị bá vương thương đâm xuyên đồng thời thương ảnh vẫn tiếp tục đâm về phía trước đâm thêm hai lần hai người bay ra ngoài phịch phịch rơi xuống nền đá xanh đã bị tổn hại bên dưới máu tươi trên bờ vai tràn ra hai người che vết thương lại sắc mặt hoảng sợ nhìn đoan mộc sinh bọn hắn đã thua thua hoàn toàn không có âm mưu quỷ kế không có lợi dụng lúc người gặp khó khăn hắn quang minh chính đại lấy một địch hai lục châu vẫn tỏ ra bình tĩnh vuốt dâu gật gật đầu đoan mộc sinh giành được chiến thắng lòng tin phóng đại tâm tình cực kỳ hưng phấn hắn quỳ một gối xuống ôm quyền nói đồ nhi đa tạ sư phụ chỉ điểm may mắn không làm nhục mệnh đánh bại hai người này đoan mộc sinh tay vẫn nắm chặt bá vương thương chỉ về phía nhạc trùng và đoạn diên hồng ở đằng xa sợ bọn họ chạy trốn trong mắt phạm tu văn ngập tràn cảm giác không thể tin nổi còn lại một tên lục châu lạnh nhạt nói phạm tu văn nuốt một ngụm nước bọt ngạo khí trước đó bị đả kích liên tiếp đã hao mòn gần như chẳng còn gì thuộc hạ vô năng thuộc hạ vô năng trên mặt nhạc trùng và đoạn diên hồng tràn đầy xấu hổ tiểu diên nhi nói với hai người cái gì mà vô năng với không vô năng các ngươi thua trong tay sư phụ ta sau này đi ra ngoài còn có thể khoác lác đó nha đoan mộc sinh gãi gãi đầu không hiểu ủa không phải là thua trong tay ta sao chuyện được đọc bởi kênh haleji audio tiểu diên nhi vui vẻ đến bên cạnh lục châu nói tam sư huynh pháp thân của huynh khai diệp rồi nhờ có sư phụ truyền bá vương thương cho huynh đó nhắc tới bá vương thương những người khác lại tiếp tục ao ước cuộc chiến đấu vừa rồi kia bá vương thương đã tỏa sáng quá mức lấp lánh cao thủ hắc kỵ nhạc trùng và đoạn diên hồng thua tâm phục khẩu phục bọn hắn gặp phải quái vật như đoan mộc sinh đã vậy hắn còn có một kiện vũ khí cấp thiên giai đoan mộc sinh gật đầu tiểu sư muội nói đúng chiêu thiên quyến hữu khuyết, này của ta còn kém xa so với sư phụ. Nếu không phải nhờ có bá vương thương, ta cũng không thể đánh bại hai người này nhạc trùng. Và đoạn diên hồng gian nan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phạm Tu Văn đang bị vây khốn. Trên mặt bọn họ lộ vẻ kinh hãi thủ lĩnh hắc kỵ có pháp thân bát diệp, tại sao đến một chút sức chống cự cũng không có. Bọn hắn là nhị diệp, tam diệp cũng đã đại chiến một trận, cuối cùng mới thua với tu vi của thủ lĩnh, không phải nên đại chiến với cơ thiên đạo ba ngày ba đêm bất phân thắng bại hay sao cũng bởi vì bọn hắn chuyên tâm chiến đấu với đoan mộc sinh nên không có chú ý đến động tĩnh bên trong đại điện ma thiên các lục châu vẫn vân đạm phong khinh đứng trong đại điện ánh mắt hắn nhìn về phía nhạc trùng và đoạn diên hồng thản nhiên nói phong bế tu vi bọn hắn đổi nhi tuân mệnh đoan mộc sinh chắp tay lúc này phan trọng đột nhiên bước ra loại sự tình này xin cứ giao cho ta ta khá là dành chuyện này tu vi của tu hành giả đi từ đan điền khí hải xuyên qua kỳ kinh bát mạch để điều động nguyên khí phương pháp phong bế bát mạch thông thường không có bao nhiêu tác dụng nhiều kẻ giảo hoạt sẽ ẩn tàng nguyên khí trong đan điền sau khi bị phong ấn có thể lén lút giải khai bát mạch lục châu chắp tay sau lưng gật đầu nói phong huyệt thuật của tịnh minh đạo đúng là có chỗ độc đáo được lục châu khen ngợi phan trọng cảm thấy tràn trề nghị lực nhạc trùng trừng mắt nói tịnh minh đạo đường đường là danh môn chính phái sao lại có loại phản đồ như ngươi câu nói của hắn khiến phan trọng lập tức giận dữ câm miệng đồ bại tướng dưới tay thân hình phan trọng vụt một cái biến ra trước mặt bọn hắn thi triển phong huyệt thuật đứng bên cạnh còn có đoan mộc sinh tay cầm bá vương thương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai người một khi bọn họ có dị động lập tức biến họ thành vong hồn dưới thương một lát sau phan trọng thành công phong bế tu vi hai người hắn chẳng qua chỉ là tu hành giả thần đình cảnh muốn phong ấn cao thủ nguyên thần cảnh cơ hồ đã dùng hết sạch khí lực của hắn nguyên khí trong người bọn hắn không còn lại một tia nào phan trọng lau mồ hôi trên mặt chắp tay nói các chủ ta đã phong bế bát mạch của hai người này Trừ một người có thể giải khai phong ấn là ta, những người khác đều không làm gì được Lục Châu chỉ phất phất tay ra hiệu cho Phan Trọng, lui xuống rồi nói, giam hai người này lại, thời thời khắc khắc trông chừng tuy đã phong bế tu vi, nhưng vẫn phải tìm người trông trừng Phan Trọng tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức sẽ thành tự phụ vâng Phan Trọng và Chu Kỷ Phong, đồng thời bước tới, mang hai người đi không có tu vi, bọn hắn chỉ là thịt cá nằm trên thất Lục Châu trở lại vương tọa trên đại điện, chậm rãi ngồi xuống gọi ra một cái tên diệp thiên tâm toàn thân diệp thiên tâm khẽ run lên có lẽ là bởi vì thân thể hư nhược quá lâu nên nét mặt nàng trông vô cùng thống khổ khi lục châu gọi ra tên của nàng diệp thiên tâm lập tức từ trên ghế tuột xuống đất quỳ gối kích động nói sư sư phụ thần sắc lục châu hờ hững khẽ lắc đầu hắn không để ý đến nàng mà quay sang nhìn phạm tu văn lãnh la bản tọa năm lần bảy lượt cho ngươi cơ hội nếu ngươi đã không biết quý trọng thì đừng trách bản tọa vô tình lục châu thản nhiên nói phạm tu văn miễn cưỡng đứng thẳng người lồng giam trói buộc như kim cô chú vẫn luôn khống chế hắn lão tiền bối không cần phải tốn lời tốn sức ta tài nghệ không bằng người cam nguyện nhận lấy cái chết phạm tu văn nói lục châu lắc đầu pháp thân bát diệp lại cam nguyện chịu chết để giữ bí mật cho người trong cung người này đáng để người bán mạng như vậy sao khi thật đến mức này lục châu cũng không trông mong có thể hỏi ra chủ mưu từ miệng hắn nhưng bí mật có thể khiến một cường giả pháp thân bát diệp ngậm chặt miệng như thế tuyệt đối không phải là bí mật tầm thường chuyện này nhất định phải điều tra Phạm Tu Văn nói, việc đã đến nước này, có nói nhiều cũng vô ích Lục Châu lắc đầu, thần thái vẫn rất đạ mạc đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống chợt vang lên. Tinh, Minh Thế Nhân đánh giết một tên nguyên thần cảnh, thu hoạch được một nghìn điểm công đức nghe tiếng thông báo, Lục Châu không tỏ thái độ gì sau đó hắn lắc đầu nói, Hắc kỵ Trần Trung Hạc, ngươi cảm thấy lúc này hắn còn sống hay đã chết? Phạm Tu Văn còn tưởng rằng Lục Châu đang sử dụng công tâm kế, bèn nghiêng đầu lạnh lùng nói, Trần Trung Hạc có thân pháp rất tuyệt nghệ, tuy minh thế nhân rất mạnh nhưng hắn ngàn vạn lần không nên rời khỏi đại điện không gian bao la càng thích hợp cho trần trung hạc phát huy thế mạnh thân pháp ngươi giết lý khánh trần trung hạc giết minh thế nhân cũng là báo ứng thôi cẩu thí tiểu diên nhi nghe không nổi nữa lập tức giận dữ mắng cái thứ nói khoác không biết ngượng nói khoác phạm tu văn cười ha ha giọng khàn khàn tiểu nha đầu ma thiên các đúng là rất mạnh nhưng cũng khiến cho tầm nhìn của ngươi trở nên hạn hẹp nhớ năm đó khi ta còn tung hoành thiên hạ ngay cả sư phụ ngươi cũng không làm gì được ta. Hả? Tiểu nha đầu, ngươi chừng to mắt làm gì? Ánh mắt tiểu diên nhi đã rời sang nơi khác chuyển từ Phạm Tu Văn, ra bên ngoài đại điện Phạm Tu Văn tuy bị lồng giam trói buộc, vây khốn nhưng vẫn có thể quay đầu lại nhìn. Hắn phát hiện đoan mộc sinh, diệp thiên tâm và những nữ tu diễn nguyệt cung, cũng đang nhìn ra cửa điện nơi đó có bóng dáng, của minh thế nhân hắn đang chậm rãi đi vào, ánh nắng dọi xuống toàn thân hắn trông hắn có vẻ chật vật, còn có vết máu trên người nhưng trên tay phải hắn đang cầm một thanh đoản đao. Trên lưỡi đao, con dính máu tươi đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất lông mày Phạm Tu Văn, bỗng nhíu chặt trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực hắn vừa muốn động, đầu thương của bá vương thương đã chặn trước mặt hắn. Muốn chết hả? Rất dễ dàng. Ta dùng một thương đã có thể giải quyết ngươi Đoan Mộc Sinh cảnh cáo lúc này. Minh Thế Nhân đã bước đến giữa đại điện trông hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười vui sướng khi giành, được chiến thắng hắn đặt thanh đoản đao xuống đất cung kính nói đồ nhi không có cố ý giết trần trung hạc nhưng trên người hắn có dấu vũ khí cấp địa giai đỉnh phong đồ nhi chỉ còn cách hạ sát thủ để tự bảo vệ mình mi Mì mắt phạm tu văn giật giật không ngừng trong lòng hắn trận chiến này của trần trung hạc gần như là tất thắng minh thế nhân không có vũ khí cũng chưa khai diệp ngược lại trần trung hạc là người có tu vi mạnh nhất trong tứ đại hắc kỵ tam diệp đỉnh phong trong tay lại có vũ khí cấp địa giai khụ 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 phạm tu văn hoàn toàn không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này hắn ho khan kịch liệt khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực làm hắn đau đớn khó chịu các nữ tu diễn nguyệt cung lại kinh ngạc không thôi thực lực của ma thiên các lại mạnh mẽ tới mức này so sánh với bọn họ diễn nguyệt cung đúng là nhỏ bé không chịu nổi lục châu nghe minh thế nhân báo cáo nhàn nhạt khen một tiếng làm không tệ chỉ mấy chữ này đã khiến minh thế nhân hưởng thụ vô cùng sắc mặt vui mừng nói sư phụ vũ khí địa giai này vô cùng quý giá đồ nhi muốn luyện hóa nó phạm tu văn nghiêm mặt nói ngươi dám Bản thân mình đã ra nông nỗi này mà còn có can đảm hù dọa người khác hả?" Tiểu Diên Nhi nói Trần Trung Hạc đã chết, luyện hóa vũ khí của hắn sẽ khiến hắn chết cũng không nhắm mắt. Minh Thế Nhân mặc kệ mấy chuyện này, thỉnh cầu sư phụ đáp ứng. Hắn muốn luyện hóa vũ khí của người đã chết với tư cách là thủ lĩnh Hắc Kỵ, Phạm Tu Văn đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng bại tướng dưới tay nào có quyền lên tiếng nếu chuyện này xảy ra ở danh môn chính đạo, thì hắn còn có thể nhục mạ bọn họ mấy câu, nhưng nơi đây là Ma Thiên Các cho dù Minh Thế Nhân rút gân lóc xương trần trung hạc hắn cũng không nói được gì phạm tu văn chỉ có thể trừng mắt nhìn đám người này cố gắng điều động nguyên khí lần nữa nhưng đan điền vẫn rỗng toách như trước phạm tu văn cũng được xem là người có kiến thức rộng rãi từ nam chí bắc có hàng trăm môn phái tu hành loại công pháp hay chiêu thức gì hắn cũng đã từng thấy qua nhưng một chiêu lồng giam trói buộc này là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối với những thứ không biết con người ta thường khó nảy sinh lòng kháng cự lục châu ngồi ngay ngắn trên đại điện quan sát thanh đao kia Thản nhiên nói, trình lên đồ nhi Tuân Mệnh trong lòng Minh Thế Nhân mừng thầm, hai tay dâng thanh bảo đao lên cung cung kính kính đưa tới trước mặt Lục Châu, sau đó lại cung cung kính kính lùi về một bên vũ khí thiên giai quá mức thừa thớt, rất nhiều tu hành giả cả đời đều không thể đạt được hơn nữa, nếu tu vi không đạt tới nguyên thần cảnh thì dù có vũ khí thiên giai, cũng không dám tùy tiện lấy ra thiên giai tùy mạnh, nhưng muốn dựa vào nó để vượt cấp chiến đấu là chuyện cực kỳ khó khăn có được một thanh vũ khí địa giai đã là rất tốt rồi qua một thời gian nữa hắn sẽ rèn luyện nó thêm vài lần để nó trở thành thiên giai chỉ là muốn luyện hóa một vũ khí đã nhận chủ là chuyện có độ khó cực cao, không tốn mấy chục năm thì không được nhưng nếu đem so sánh với giá trị của vũ khí, thì rất nhiều tu hành giả đều sẽ nguyện ý làm vậy lục châu nhắc thanh đoàn đao lên, dò xét một lúc tạo hình của đoàn đao không được xinh đẹp cho lắm, nếu không nói là khá xấu tay trái lục châu nâng lên, vị danh kiếm lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay, chém về phía thanh đao kia choang. Đám người sững sờ không hiểu Lục Châu đang định làm gì từ góc độ của bọn họ nhìn xem, thì Lục Châu Dường như đang dùng ngón tay vạch lên thân đao dù có thế nào thì thanh đao này cũng là vũ khí địa giai đỉnh phong, muốn dùng tay không chém đứt không khỏi có chút buồn cười, nhưng Lục Châu đã làm thế thì những người khác sao dám đưa ra ý kiến phạm tu văn, trầm giọng nói, ma đầu không hổ là ma đầu, ngấp nghé đồ vật của người chết, không sợ ban đêm ngủ không yên giấc hay sao? Minh Thế Nhân liếc mắt nói, theo lời ngươi nói thì trong tu hành giới, những kẻ tranh đoạt vũ khí của nhau đều không thể ngủ yên rồi hả? Phạm Tu Văn nhất thời nghẹn lời loại sự tình này đúng là, xảy ra rất phổ biến Lục Châu kiểm tra vũ khí xong, nhẹ nhàng lắc đầu vị danh kiếm va chạm với thư hùng song kiếm, không thấy thư hùng song kiếm bị làm sao mà cái vũ khí địa giai đỉnh phong này, cũng không sức mẻ gì vậy thì độ sắc bén của vị danh kiếm, còn chưa đạt tới địa giai hay sao? Lục Châu ném đoạn đao ra minh thế nhân vội vàng đón lấy, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng nhưng ngay lúc hắn vừa chạm vào thanh đao thì đột nhiên, soạt một tiếng, lưỡi đao nứt ra làm đôi biến thành hai đoạn rơi xuống mặt đất minh thế nhân ngây ra như phỗng mặt mày ngơ ngác nhìn thanh đoản đao đã bị hủy vết nứt sắc bén đều đạn hệt như vết dao cắt vào đậu hũ phạm tu văn nhướng mày ngay cả lục châu cũng cảm thấy bất ngờ trong lòng hắn kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh điều này đã chứng minh vị danh kiếm mạnh hơn vũ khí địa giai đỉnh phong vậy phẩm giai của nó hẳn là ở mức thiên giai một vũ khí thiên giai có thể chuyển đổi thành đủ loại hình dạng đúng là một bảo vật vô giá mặt minh thế nhân đưa ra sau đó biến thành đau khổ như đang ăn quả mướp đắng thật vất vả mới đoạt được vũ khí rốt cuộc bị sư phụ dùng tay không chém đứt sư phụ ơi sư phụ đồ nhi biểu hiện còn chưa đủ tốt sao thanh âm lục châu lúc này mới vang lên chỉ là vũ khí địa giai sao có thể xứng vào ma thiên cát minh thế nhân sửng sốt chỉ là vũ khí địa giai nói vậy là còn có vũ khí càng tốt hơn hay sao tiểu diên nhi cười đùa nói tứ sư huynh huynh xem trong tay tam sư huynh là gì nó chính là bá vương thương uy phong lắm đúng không vừa rồi tam sư huynh dựa vào thanh vũ khí này mà lấy một địch hai đó minh thế nhân quay đầu nhìn về phía bá vương thương trong tay đoan mộc sinh thanh bá vương thương ngạo nghễ và vết khắc hình bàn long đủ để chứng minh nó là một vũ khí không hề tầm thường nhớ lúc thập đại cao thủ vây công kim đình sơn minh thế nhân khuyên đoan mộc sinh rời đi nhưng đoan mộc sinh vẫn không chịu cũng bởi vì bá vương thương không ngờ sư phụ lại đem vũ khí quý giá như vậy ban cho đoan mộc sinh không công bằng đối xử quá không công bằng rồi nha. So sánh với vũ khí thiên giai, vũ khí địa giai đỉnh phong trong phút chốc trở thành rác rưởi sư phụ thần uy cái thế, loại mặt hàng phế phẩm không chịu nổi một chiêu của sư phụ như thế này, xem ra là thứ vứt đi. Minh Thế Nhân một cước đá thanh đoản đao lăn sang bên cạnh mắng vũ khí xong, Minh Thế Nhân lại cười đùa tí từng hỏi, "Sư phụ, khi nào thì đồ nhi cũng được ban cho một kiện binh khí thuận tay?" Lục Châu vuốt dầu nói, "Làm tốt bổn phận của ngươi Minh Thế Nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, Điều này đồng nghĩa với việc đã đáp ứng sẽ cho hắn một kiện vũ khí thiên giai. Tuy sư phụ không nói rõ lúc nào mới cho, nhưng sư phụ là người coi trọng chữ tín. Có thể nói ra lời này cũng gần như là đã xác định minh thế nhân. Không nói hai lời, lại lần nữa quỳ xuống chắp tay, dập đầu hành lễ, đa tạ sư phụ. Đồ nhi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ kỳ vọng của sư phụ. Độ trung thành cộng 2% lục châu, nhẹ nhàng gật đầu độ trung thành của hắn đã cao hơn rất nhiều so với lúc lục châu vừa mới xuyên qua, cũng càng lúc càng ổn định nếu chỉ dùng vũ lực để nhấn nhiếp, thì rất khó đi xa được cung chủ. Cung chủ, người sao vậy? Hai tên nữ tu diễn nguyệt cung đột nhiên đỡ Diệp Thiên Tâm dậy Diệp Thiên Tâm, không hiểu vì sao đã rơi vào hôn mê sâu tiểu diên nhi rất nhanh chạy tới, kiểm tra một chút rồi nói, nàng ta không sao, hô to gọi nhỏ làm gì? Dọa sư phụ ta kìa. Minh Thế Nhân âm thầm nghẹn họng tiểu sư phụ nói câu nào cũng, luôn miệng sư phụ sư phụ, hắn thật là mặc cảm. Lục Châu xua tay nói, đưa nó về Nam Các để nó tỉnh táo lại đồ nhi lĩnh mệnh. Tiểu Diên Nhi, mang theo Diệp Thiên Tâm và hai tên nữ tu rời khỏi đại điện Ma Thiên Các Lục Châu, cũng chú ý thấy độ thù hận của Diệp Thiên Tâm đang nhanh chóng hạ xuống. Rõ ràng điểm mấu chốt nằm ở sự tình ngư long, thôn bị đồ sát hắn vốn chỉ định để Phạm Tu Văn ra mặt, làm rõ sự tình là đủ nhưng không ngờ Phạm Tu Văn lại che che giấu giấu, tha chết cũng không chịu nói. Điều này càng làm tăng thêm lòng hiếu kỳ của Lục Châu và lại chuyện này rất có khả năng có liên quan đến phần ký ức bị thiếu của hắn suy tư một lát lục châu thản nhiên nói phong bế tu vi hắn giải xuống đi đồ nhi lĩnh mệnh bàn tay đoan mộc sinh bắt lấy bả vai phạm tu văn phạm tu văn bị lồng giam trói buộc khống chế như con gà con bị nhốt trong lồng đoan mộc sinh dùng một tay nhấc hắn lên sách ra bên ngoài đại điện lục châu không rõ thẻ đạo cụ lồng giam trói buộc có thể duy trì trong thời gian bao lâu để đảm bảo vạn vô nhất thất cứ phong bế tu vi của hắn cho chắc thời gian còn nhiều lục châu vẫn có phương pháp để cậy miệng hắn moi ra tên chủ mưu phía sau trong lúc hắn đang suy tư, một tên nữ tu chậm rãi đi đến các, các chủ. Đám hắc kỵ, dưới núi không chịu rời đi, đang gây sự ầm ý, Phạm Tu Văn đã bị bắt, bọn họ đương nhiên sẽ không rời đi ngẫm lại chuyện này có liên quan đến bên trong cung. Lục Châu lạnh nhạt nói, Phạm Tu Văn sẽ ở lại ma thiên các, bảo những người không liên quan rời khỏi đây, đi hắn cố ý dùng hai tiếng ở lại cho thấy Phạm Tu Văn, vẫn còn sống nếu, nếu bọn họ vẫn không chịu đi thì sao ạ? Nữ tu chuột dạ nhìn Lục Châu giao cho Minh Thế Nhân đi làm chuyện này vâng, ta đi cáo chi cho tứ tiên sinh ngay dưới chân núi Kim Đỉnh Sơn, cách bình chướng vài trăm mét mấy chục tên hắc kỵ sĩ đứng ngẩng mặt nhìn, lên ma thiên các vì có bình chướng ngăn cản nên bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài, mà lo lắng cách đám hắc kỵ một quãng. Ở trong rừng cây có một thanh bảo nam tử phong độ nhẹ nhàng, đang yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt phía, sau lưng thanh bảo nam tử có một tên hắc y nhân đang cung kính không người, tiền bối muốn ra tay với đám người này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh bảo kiếm khách không nhìn tên hắc y nhân sau lưng, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên nói với giáo chủ của các ngươi, hôm nay ta không muốn giết người, thật sự xin lỗi không biết, vì cái gì hắc y nhân kia vừa nghe được mấy chữ thật sự xin lỗi liền vô thức lui. Về sau một bước, lúng túng nói, kiếm si Trần Văn Kiệt đã bị tiền bối đánh giết, không biết mục tiêu kế tiếp của tiền bối là ai. Thanh bảo kiếm khách khẽ liếc nhìn hắn hắc y nhân lại lui thêm vài bước, trong lòng hắn cực kỳ chột dạ, rất sợ vị tiền bối này sẽ nói, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi, đừng sợ, ta đối xử với mọi người luôn luôn ôn hòa. Điểm này giáo chủ nhà các ngươi hiểu rõ nhất thanh bảo kiếm khách thản nhiên nói ách, là do khí tức của tiền bối quá cường đại nên vãn bối có hơi áp lực. Mong tiền bối đừng trách hai chân hắc y nhân run, lên thế thì tốt thanh bảo kiếm khách rất bình thản đáp lời khoảng thời gian này, rất cảm tạ ngươi, đã chuyển tin tức tới cho ta hắc y nhân lau mồ hôi trên mặt. Thở vào một hơi đúng lúc này, Thanh Bảo Kiếm khách lại nói thêm một câu có điều, "Nếu như ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ nói trước cho ngươi biết, bằng hữu." Trước khi nói ra hai chữ bằng hữu, hắn có dừng lại một chút, hắn y nhân nghe xong chỉ muốn khóc ngay tại chỗ, trước khi giết người còn phải thông báo cho đối thủ biết nữa sao? Hắc y nhân không dám đáp lời, chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở phía sau Thanh Bảo Kiếm khách quay đầu nhìn, về phía đám Hắc kỵ, khẽ lắc đầu thở dài thủ lĩnh Hắc kỵ Phạm Tu Văn lên núi đã nửa ngày, chắc là không ra được nữa tiền tiền bối không chờ nữa sao những tên còn lại không thú vị thanh bảo kiếm khách xoay người nhoáng một cái một bước đi mấy chục trượng chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa núi rừng hắc y nhân suýt nữa đã ngồi bệt xuống đất thầm thở vào một cái cái nhiệm vụ đáng ghét này đúng là muốn mạng người ta mà sau khi bình phục lại tâm tình hắc y nhân quan sát đội nhân mã trước mặt đúng lúc này một bóng người đột nhiên bay ra khỏi bình chướng lượn một vòng trên đầu đám hắc kỵ rồi quay về ma thiên các minh thế nhân Đám hắc kỵ cho dù được huấn luyện nghiêm chỉnh cỡ nào, trước sự uy hiếp của Minh Thế Nhân cũng đành phải liên tiếp lui lại, từ từ rời khỏi Kim Đình Sơn. Hắc Y Nhân gật gật đầu, miệng lẩm bẩm, khó trách kiếm ma tiền bối không muốn ở lại. Ngay cả bát Diệp Phạm Tu Văn cũng không làm gì được Ma Thiên Các. Ha ha, thủ đoạn của lão ma đầu thật khiến người ta bội phục. Bội phục thân hình Hắc Y Nhân cũng loáng lên, biến mất giữa núi rừng trên Ma Thiên Các Lục Châu. Nhìn số điểm công đức trên giao diện hệ thống, chỉ có 2.210 điểm điểm công đức ban thưởng khi bắt được Phạm Tu Văn, kém xa điểm thưởng khi đánh giết một tên cao thủ Tu Vi Nguyên Thần, cảnh có 5 điểm may mắn. Lần trước rút hai lần, lần này hắn sẽ rút một lần thôi, quá tam ba bận. Rút thưởng tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi, điểm may mắn cộng một lục châu, gục đầu xuống cố gắng kềm chế cơn xúc động muốn tiếp tục rút thưởng trò này, cũng tương tự với luyện khí, để càng lâu càng có nhiều cơ hội chúng không thể nóng đầu làm liều tính danh, lục châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, phạn hải cảnh bát mạch điểm công đức, 2160 pháp thân, tứ tượng tung hoành tuổi thọ còn lại, 5800 linh một ngày đạo cụ, thẻ một kích trí mạng x1, thẻ miễn dịch sát thương x2, đỡ đòn trí mạng x7, thẻ lồng giam trói buộc x5, bạch trạch, bệ ngạn vũ khí, vị danh, đa tình hoàn công pháp, tam quyển thiên thư pháp thân ngũ khí triều nguyên giá 8000 điểm công đức. Lục Châu nhíu mày cho dù hắn có giết sạch đám người phạm tu văn cũng không đủ mà đây chỉ mới là ngũ khí triều nguyên sau này còn phải mua pháp thân lục hào ly hợp, thất tinh chuyển hồn, bát pháp vận thông. Mấy thứ này chắc chắn sẽ không rẻ hơn ngũ khí triều nguyên rồi lục châu vung tay lên, giao diện biến mất cũng không có gì khó khăn, cơ thiên đạo tốn cả ngàn năm mới đi lên đỉnh phong, ta mới tu luyện được bao, lâu chứ dục tốc bất đạt. Sư phụ, đồ nhi đã nhốt bọn họ lại, cam đoan sẽ không phát sinh bất chắc. Sư phụ, mình thế nhân từ tít đằng xa chạy vào trong đại điện thấy lục châu đang trầm tư, hắn lập tức cúi đầu khom lưng trông nịnh nọt đến cực điểm có lẽ là do nhìn mãi cũng quen, Lục Châu cũng không thấy có gì phản cảm. Hắn thích nịnh nọt thì mặc kệ hắn thôi con hàng này khiến Lục Châu cảm giác như hắn đã bị hòa thân nhập hồn có chuyện gì. Lục Châu nhàn nhạt hỏi sư phụ, Phạm Tu Văn mãi vẫn không chịu khai ra người chủ mưu phía sau sự việc đồ sát ngư long, thôn. Đồ nhi cảm thấy hay là, mình thế nhân làm tư thế chém xuống, trên mặt vẫn giữ ý cười Lục Châu, lườm hắn một cái Phạm Tu Văn là thủ lĩnh hắc kỵ, có thể leo lên được vị trí này há để yên cho ngươi vu oan giá họa. Nếu hắn vẫn nhất quyết không khai thì phải làm sao bây giờ? Minh Thế Nhân nghi ngờ hỏi không vội Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng bước xuống bậc thang có thể sai khiến người như Phạm Tu Văn, kẻ đứng sau màn này không hề đơn giản sư phụ định ra tay với người trong cung. Minh Thế Nhân cẩn thận dò hỏi vẻ mặt Lục Châu bình tĩnh, không đáp lời hắn hiện tại nguồn tin tức duy nhất về người, trong cung chỉ có Giang Ái Kiếm cung cấp cho hắn Giang Ái Kiếm có thể lấy được hồ sơ vụ án trong cung, rõ ràng là thủ đoạn rất cao minh. Nhưng vấn đề là, Giang Ai Kiếm đã rời khỏi hoàng cung, loại chuyện cơ mật như hồ sơ vụ án sao có thể để hắn tùy tiện lấy được? Có khi hồ sơ vụ án này là do người trong cung cố ý lộ ra bên ngoài, để Ma Thiên Các và Hắc Kỵ đều trở thành quân cờ trong tay hắn, mặc hắn lợi dụng nghĩ đến đây, Lục Châu thản nhiên nói, Minh Thế Nhân có đồ nhi việc thẩm vấn Phạm Tu Văn ta giao cho ngươi Lục Châu, khoát tay nói Minh Thế Nhân cung kính đáp, Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh đồ nhi nhất định sẽ thẩm vấn hắn, nhanh chóng tra ra kẻ chủ mưu đằng sau. Nói xong lời này, Minh Thế Nhân lại ngừng đầu lên sư phụ, một mình Phạm Tu Văn đã lợi hại như vậy, còn thêm hai tên cao thủ trong nhóm hắc kỵ. Đồ nhi dù sao cũng chỉ mới bước vào nguyên thần cảnh, ngay cả một vũ khí vừa tay cũng chưa có, người xem có nên. Cút đồ nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân lập tức ngậm miệng lại, chuồn ra khỏi ma thiên các gương mặt Minh Thế Nhân như ăn phải mướp đắng, cái gì mà vũ khí, cái gì mà thiên giai nhớ tới thanh đoản đao bị phá hủy kia trong lòng hắn lại đau xót không thôi lão tứ ai ai gọi ta đó trong lòng khó chịu minh thế nhân gắt gỏng lão tứ lại đây tập luyện với ta một chút xem bá vương thương của ta này đoan mộc sinh vừa nói vừa xoay xoay bá vương thương trong tay tam tam sư huynh ta còn có việc phải làm không được cả cái ma thiên cát này chỉ có đệ có thể đánh được với ta vài chiêu hai tên phan trọng và chu kỳ phong bây giờ đánh không cân sức không cách nào tập luyện cho Đàng Hoàng được Đoan Mộc Sinh bước tới, vỗ mạnh lên vai hắn hai cái con ngươi minh thế nhân đảo một vòng rồi nói, "Sư phụ bỏ ta đi thẩm vấn Phạm Tu Văn, chuyện này liên quan đến chân tướng của Ngư Long thôn, hay là sư huynh đi tìm tiểu sư muội luận bàn đi nha." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến tiểu Diên Nhi, lướt ngang trên không trung rồi đáp xuống nhánh cây ở gần đó, "Ta đi mách sư phụ, các huynh ăn hiếp ta." Nói xong nàng lập tức rời đi. Đoan Mộc Sinh nhướng mày, thở dài rồi lắc đầu đợi lát nữa để hãy đi thẩm vấn phạm tu văn bây giờ chúng ta luận bàn một chút nào hắn lại vỗ bả vai minh thế nhân lần nữa sư sư huynh nhẹ nhẹ tay chút không bao lâu sau phía hậu sơn chuyển lại tiếng đơn phương ẩu đả khi đoan mộc sinh không có bá vương thương đã có thể áp chế minh thế nhân huống hồ gì bây giờ hắn còn có vũ khí cùng lúc đó lục châu đang chuẩn bị lĩnh hội thiên thư thì tiểu diên nhi chạy vào đại điện sư phụ giang ái kiếm gửi phi thư tới đọc tiểu diên nhi lấy bức thư trong túi ra đọc thầm làm suy yếu thế lực của hắc kỵ là điều người trong cung muốn lão tiền bối không cần phải lo lắng người trong cung sẽ đối địch với ma thiên các trong lòng lục châu sinh nghi ám bộ do hoàng đế trực tiếp quản lý sao lại muốn làm nó suy yếu tiểu diên nhi tiếp tục đọc tiền bối muốn điều tra ra chân tướng việc ngư long thôn bị đổ sát nhưng thật xin lỗi kẻ không gì không biết như ta cũng không rõ chuyện này có điều kẻ chủ mưu chắc chắn không phải là hoàng đế đọc đến đây tiểu diên nhi nghiến răng kêu kèn kẹt kèn kẹt, kẹt nghe nói ngư long thôn ở độ thiên giang có rất nhiều bí mật đến nay vẫn có quan binh ngẫu nhiên đến tuần tra đây là hồ sơ tuyệt mật không thể tra ra được ngoài ra xin gửi tặng hai tin tức sau một là kiếm si trần văn kiệt đã bị ngu thượng nhung giết chết người thấy ta đoán đúng không kẻ lập trường không rõ sẽ chết rất nhanh hai là tông chủ ma sát tông nhậm bất bình đã xuất quan khởi hành đến thanh ngọc đàn gặp gỡ chính nhất đạo điều cuối cùng đừng quên kiếm của ta nha ha ha lục châu tạm thời chỉ quan tâm sự tình của ngư long thôn những chuyện khác hắn không hề để trong lòng trong. Lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, ngư long thôn bây giờ vẫn có quan binh tuần tra. Ngay cả giang ái kiếm cũng gọi đó là hồ sơ tuyệt mật, có thể thấy được sự tình phức tạp hơn rất nhiều so, với tưởng tượng của hắn trọng binh đang chấn giữ. Thấy sư phụ trầm tư, tiểu diên nhi ấp úng như có lời muốn nói nhưng vẫn không dám mở miệng lục châu, ngẩng đầu thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, bèn hỏi, con có chuyện gì? Sư phụ, con nói, người đừng trách phạt con nha tiểu diên nhi ôm cánh tay lục châu ra vẻ nũng nịu nếu là trước đây nàng nào dám làm ra hành vi như thế nhưng điều này cũng cho thấy lục châu đã ảnh hưởng đến tiểu diên nhi ít nhất bây giờ lá gan nàng cũng đã to hơn trước từ từ dạy dỗ vậy chỉ mong sau này nàng không đi sai đường lục châu lắc đầu ta lại suy nghĩ quá xa rồi tiểu diên nhi hưng phấn nói con biết sư phụ sẽ không phạt con mà con muốn có vũ khí thiên giai giống như bá vương thương đó phải thật to và uy phong nữa lục châu đưa tay cốc đầu nàng khiển trách vi sư đã nói bao nhiêu lần tu vi của con chưa đủ để khống chế vũ khí thiên giai khi nào con vào nguyên thần cảnh thì tính tiếp thật ạ từ trước đến nay vi sư đều xem trọng lời hứa tiểu diên nhi cười nói vâng vâng con nhất định sẽ sớm đột phá vào nguyên thần cảnh so với những đồ đệ khác độ trung thành của tiểu diên nhi là cao nhất nên hắn thường xuyên dẫn nàng theo cùng lục châu đương nhiên hy vọng tu vi tiểu diên nhi được đề thăng trước khi hắn khôi phục tu vi tiểu diên nhi chính là cánh tay phải của hắn và lại tâm tính nàng đơn thuần chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên việc dạy dỗ nàng cũng đơn giản hơn so với những tên đồ đệ khác nghĩ đến chuyện dạy dỗ đồ đệ Lục Châu, dùng ý niệm mở giao diện nhiệm vụ ra nhiệm vụ chính tuyến của hắn vẫn là dạy bảo đám ác đồ này Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân và Trương Nguyệt đều có độ trung thành nhất định, việc dạy dỗ bọn họ cũng không quá khó, nhưng còn những tên đã rời khỏi Ma Thiên Các, muốn dạy dỗ bọn chúng thì khó khăn vô cùng, Tu Vi Lão Bát là kém cỏi nhất, không cần lo lắng tên này, Xưng Hào Tà Vương cũng là nhờ dựa hơi danh tiếng đệ tử Ma Thiên Các mà thôi còn lão đại vu chính hải lão nhị ngu thượng nhung và lão thất tư vô nhai ba tên này khiến cho lục châu đau đầu không ít bọn hắn không chỉ có vũ khí thiên giai mà tu vi cũng rất nghịch thiên đã vậy còn không thể đơn đấu đứa nào cũng có một băng nhóm cường đại như đám hắc kỵ vừa nghĩ đến đây lục châu lại hoài niệm thẻ trạng thái đỉnh phong cơ thiên đạo nếu có vô số tấm thẻ trạng thái đỉnh phong chẳng phải hắn sẽ có thể quét ngang thiên hạ không sợ kẻ nào rồi các chủ chu kỳ phong bước đến chắp tay nói, Lục Tiên Sinh, à không, Diệp Thiên Tâm tỉnh lại, muốn được gặp ngài Diệp Thiên Tâm bị Lục Châu nhốt vào Nam Các, không có mệnh lệnh của hắn, không ai dám tùy tiện thả nàng ra, ngay cả các nữ tu diễn Nguyệt Cung cũng không dám đoạn thời gian này Kim Đình Sơn, thiếu nhân lực nên để bọn họ ở lại làm việc lặt vặt các nữ tu diễn Nguyệt Cung, cũng nguyện ý làm chuyện này, dù sao, thì làm việc vẫn tốt hơn nhiều bị nhốt trong động diện bích rét lạnh không gặp Lục Châu. Đạm Mạc nói vâng Chu Kỷ Phong ôm quyền rời đi Tiểu Diên Nhi, có được lời hứa hẹn của sư phụ, đột nhiên trở nên vô cùng chăm chỉ chạy ra ngoài tu luyện lục châu, thấy không còn ai quấy rầy, bèn tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư tới khi trời trạng vạng tối chu kỳ phong lại bước vào đại điện lần nữa các chủ. Diệp Thiên Tâm nói, nếu không gặp được ngài nàng ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy bây giờ nàng ta đang quỳ gối, ở cổng đông các vậy thì để nó quỳ tuân mệnh sau khi chu kỳ phong rời đi lục châu không tiếp tục ngồi trong đại điện nữa mà đi vào mật thất, tiến vào trạng thái lĩnh hội vứt bỏ hết tạp niệm, trong lòng một mảnh thanh minh sáng hôm sau lục châu tỉnh lại khỏi trạng thái lĩnh hội thiên thư hắn cảm thấy thần thanh khí sảng loại cảm giác này còn sảng khoái hơn là được ngủ một giấc thật sâu lục châu đứng lên hoạt động gân cốt toàn thân hắn dễ chịu như vừa trẻ ra có lẽ đây là tác dụng của lực lượng phi phàm chỉ là hắn không biết cách sử dụng nó mà thôi nói thế nào đi nữa thì lĩnh hội thiên thư cũng mang lại ích lợi ngày càng rõ ràng các chủ bên ngoài mật thất truyền tới thanh âm chuyện gì lục châu vừa ấn cơ quan mở cửa mật thất vừa hỏi diệp thiên tâm đã quỳ suốt một đêm Lục Châu phất tay áo nói, không cần để ý tới nó, cũng đừng báo cáo lại làm gì vâng Chu Kỳ Phong lại rời đi tinh, trừng trị ác đồ diệp thiên tâm, thu hoạch được 100 điểm công đức Lục Châu chú ý thấy hệ thống thông báo là, trừng trị chứ không phải là dạy dỗ độ thù hận tuy đã biến mất, nhưng độ trung thành vẫn chưa xuất hiện nếu không trừng trị thật triệt để, thì hắn làm sao xứng với thân phận tổ sư Gia Ma Thiên Cát. Lục Châu bước vào đại điện Ma Thiên Cát, vừa hay nhìn thấy Minh Thế Nhân cũng đang ở đó mặt mũi hắn bầm dập nhưng Lục Châu cũng lời hỏi thăm chỉ nói, thẩm vấn sao rồi. Minh Thế Nhân không người đáp, phạm tu, văn ngậm miệng quá chặt, nếu không vì ghi nhớ lời sư phụ dặn dò, đồ nhi đã sớm dùng tới cực hình. Hắc kỵ sử dụng cực hình không hề ít hơn chúng ta, ta cũng đã đoán trước được sẽ không thẩm vấn được gì lục châu, cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa vậy thì không bằng giết hắn luôn, dù sao để lại người này cũng vô dụng Minh Thế Nhân. Nói lục châu khoát tay hữu dụng một cường giả pháp thân bát diệp kim liên, nếu giết hắn sẽ được ban thưởng không ít điểm công đức nhưng mà, so sánh với việc tìm ra chủ mưu sau màn và bí mật của ngư long thôn lục châu cho rằng cái sau có giá trị hơn minh thế nhân có đồ nhi vi sư giao cho ngươi việc đến ngư long thôn ở độ thiên giang để điều tra sự tình nhất định không được hành sự lỗ mãng âm thanh lục châu rất uy nghiêm minh thế nhân không mừng thầm trong lòng như trước mà là cung kính đáp đồ nhi cẩn tuân sư mệnh lục châu vốn định cho hắn mượn dùng tọa kỵ nhưng tọa kỵ quá mức rêu rào dễ khiến người khác chú ý nên đành thôi minh thế nhân dù gì cũng là tu hành giả nguyên thần cảnh từ Kim Đình Sơn Ngự không phi hành đến Ngư Long, thôn chỉ khoảng 4 canh giờ là tới Ngư Long thôn có trọng binh chấn giữ. Vậy sau khi Diệp Thiên Tâm rời khỏi Kim Đình Sơn, nàng ta điều tra sự việc bằng cách nào? Vẫn phải đi hỏi tên nghiệt đồ này một chút. Lục Châu lắc đầu bước xuống bậc thang, đi về phía Nam Các Từ. Đằng xa hắn đã nhìn thấy Diệp Thiên Tâm đang quỳ dưới đất ngay trước cổng Nam Các. dáng vẻ vô cùng suy yếu Diệp Thiên Tâm vừa nhấc mí mắt lên đã lấy lại tinh thần. Quỳ dưới đất hành lễ, sư. Sư phụ Lục Châu lạnh nhạt nhìn nàng, lại lắc đầu lần nữa bản tọa không có loại nhiệt đồ như ngươi chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio lục châu nhìn thấy sự ăn năn hối hận trong mắt diệp thiên tâm đáng tiếc đã muộn diệp thiên tâm còn tưởng là sư phụ đến thăm mình trong lòng nàng còn thầm vui sướng nhưng mà giọng lục châu rất đạ mặc bản tọa có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi chỉ cần trả lời là được đồ tuân mệnh diệp thiên tâm vốn định tự xưng là đồ nhi nhưng lại cứng rắn nuốt từ đó xuống ngươi điều tra chuyện ngư long thôn lúc nào Diệp Thiên Tâm hơi ngẩn ra nàng vốn cho rằng sư phụ sẽ giáo huấn mình một trận, nhưng thật không ngờ điều sư phụ quan tâm lại là sự tình của Ngư Long. Thôn trong lòng nàng ngổn ngang đủ loại cảm giác, nghĩ ngợi một lúc rồi thành thật đáp, 10 năm, sau khi rời khỏi Kim Đình Sơn làm sao ngươi biết được hồ sơ vụ án trong cung. Có một số tỷ muội trong diễn nguyệt cung là nữ thị vệ trong cung bọn họ quen thuộc quy củ, và địa hình trong đó, tiến hành chuẩn bị cho việc đột nhập, tốn mất 5 năm, năm mới lấy được hồ sơ vụ án Diệp Thiên Tâm nói trong nàng nói, thì đơn giản nhưng thực chất lại hao phí mất 5 năm mới lấy được hồ sơ vụ án, đúng là đã dốc hết vốn liếng Diệp Thiên Tâm tiếp tục kể, có lẽ vụ án đồ sát toàn bộ Ngư Long, thôn chỉ là việc nhỏ trong mắt các đại nhân vật trong cung. Nhưng toàn Ngư Long thôn có tất cả mấy trăm nhân khẩu đều bị. Vừa nhắc tới chuyện này, nàng lại cảm thấy kích động Lục Châu Đạm Mạc nói, cho nên đây chính là lý do ngươi ghi hận bản tọa. Diệp Thiên Tâm nghe vậy, đầu óc trở nên trống rỗng, cả người vốn còn ba phần tinh khí thần, sau khi nghe câu nói này của Lục Châu, thì trong phút chốc đã trở nên ỉu xìu không còn tí sức sống, Lục Châu tiếp tục hỏi, Diễn Nguyệt cung có từng đến độ Thiên Giang chưa? Diệp Thiên Tâm hồi đáp, Diễn Nguyệt cung từng đến độ Thiên Giang mấy lần, bên trong cung từng nói độ Thiên Giang có rất nhiều dị tộc, nhưng Diễn Nguyệt cung đã tra mấy năm cũng không tra ra được dị tộc nào. Từ câu nói này có thể nghe ra nàng hình như không biết bản thân mình là. Bạch Dân tuy vậy, theo ký ức của Lục Châu thì Bạch Dân cũng chưa hẳn bị xem là dị tộc, mà là một nhóm người đặc thù trong số nhân tộc của đại viêm nếu không bạch dân làm sao dám sinh sống cả đời ở độ thiên giang. Rõ ràng, bên trong cung chỉ dùng dị tộc làm cái cớ, để ngụy trang thấy sư phụ vuốt dâu trầm tư, diệp thiên tâm đột nhiên quỳ dạp trên mặt đất, chán chạm hẳn vào sàn, đồ nhi nguyện chịu bị xử trí, cầu xin sư phụ nghiêm trị. Người đã nhìn thoáng hơn rồi lục châu lắc đầu, trầm giọng nói, khi sư diệt tổ đương nhiên phải nghiêm trị, nhưng hiện tại chân tướng của vụ án ngư long thôn vẫn chưa rõ ràng, có lẽ phạm tu văn chỉ là một quân cờ. Nếu cha đến cuối cùng mà hung phạm vẫn là bản tọa, thì ngươi tính làm thế nào? Diệp Thiên Tâm ngây người một cảm giác vô lực xông lên đầu nàng chuyện đến nước này, nàng đã không biết nên tin tưởng ai giải nó vào Nam cát, không cho phép rời đi nửa bước lục châu phất tay hai nữ tu diễn nguyệt cung, đành bất đắc dĩ gật đầu, đưa Diệp Thiên Tâm trở về lục châu quay lại ma thiên các ngày hôm sau, lục châu vẫn như trước. Tiếp tục lĩnh hội thiên thư khi thời gian lĩnh hội thiên thư ngày càng tăng, nội dung phần chữ đọc được trong quyển thiên thư chi nhân, lại tăng lên không ít so với trước đây chỉ là nội dung trong đó vẫn vô cùng thâm sâu khó hiểu sau khi lĩnh hội. Được một khoảng thời gian, Lục Châu cảm thấy hiện tại tinh khí thần của hắn rất tốt rút thưởng tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi, điểm may mắn cộng một rút thưởng tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi, điểm may mắn cộng một Lục Châu lắc đầu, có lẽ việc lĩnh hội thiên thư đã tiêu hao hết may mắn của hắn, thôi để khi khác lại rút thưởng vậy điểm công đức còn lại, không thể tiếp tục phung phí bây giờ hắn chỉ còn lại một tấm thẻ một kích trí mạng. Nếu lúc cần kíp vẫn cần điểm công đức để kịp thời bổ sung tinh, Minh Thế Nhân hoàn thành nhiệm vụ điều tra độ thiên giang, ban thưởng 100 điểm công đức. Nghe tiếng thông báo này, Lục Châu hoàn toàn không thấy bất ngờ trên phương diện chấp hành nhiệm vụ. Minh Thế Nhân làm tốt hơn, tất cả những người khác nhiều chờ một lát chắc hẳn sẽ nhận được phi thư do Minh Thế Nhân gửi về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kỳ quái là Lục Châu chờ đủ 3 canh giờ, nhưng chẳng thấy bóng dáng phi thư đâu, phi thư của Ma Thiên Cát luôn sử dụng chim truyền tin tốc độ bay của chúng không hề kém cạnh tọa kỵ cấp truyền thuyết không thể nào ba canh giờ vẫn chưa bay đến nơi diên nhi có đồ nhi gửi phi thư cho rằng ai kiếm bảo hắn từ trong cung hiệp trợ điều tra chân tướng sự tình ngư long thôn nếu cha ra được chuyện này tất sẽ có kiếm tốt cho hắn lục châu nói lục châu có một loại cảm giác có lẽ minh thế nhân đã gặp phiền phức mà đó còn là phiền phức không nhỏ chỉ chốc lát sau tiểu diên nhi trở về cười nói sư phụ con đã gửi phi thư cho hắn trùng hợp ngay lúc ấy Chu Kỳ Phong nhanh chân chạy vào đại điện Ma Thiên Các Tứ, tứ tiên sinh bị thương rồi. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc hỏi, tứ sư huynh bị làm sao cơ? Trong lòng Lục Châu Sinh nghi lần trước bảo hắn đi thông chi cho Phạm Tu Văn, hắn giết mấy tên hắc kỵ vẫn không bị làm sao vậy mà đi điều tra sự tình của Ngư Long thôn lại gặp chuyện, những bí mật đằng sau việc này quả nhiên vô cùng phức tạp trên mặt Lục Châu, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn lạnh nhạt vuốt râu nói, nó hiện đang ở đâu? Đã về tới chân núi, Phan Trọng đang dìu tứ tiên sinh lên không bao lâu sau Phan Trọng, đưa Minh Thế Nhân vào trong đại điện dáng vẻ của Minh Thế Nhân, có chút giống với lúc vừa cùng Hắc Ám Tứ Kỵ Trần Trung Hạc, đại chiến một trận Minh Thế Nhân quỳ dạp xuống đất nói, "Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, đã tra được một chút manh mối ở Độ Thiên Giang nói, đi Ngư Long thôn bên dòng Độ Thiên Giang có rất nhiều quan binh tuần tra, chuyện này đã diễn ra suốt 10 năm nay nhân lúc đêm tối, Đồ nhi thăm dò Độ Thiên Giang, có phát hiện trọng đại Minh Thế Nhân nuốt nước miếng, bọn họ hình như đang vớt xác dưới sông." Mọi người trong đại điện đều cả kinh độ thiên giang có dị tộc xuất hiện, Chuyện này thực hư thế nào tạm thời không bàn tới, nhưng điều đó cũng không đáng, để bọn họ phải đi vớt những xác chết đã chìm trong nước suốt bấy lâu nay, càng không đáng để làm việc đó trong suốt 10 năm. Có biết mục đích vớt xác không? Lục Châu hỏi Đồ Nhi đang định tiếp tục tra thì vô tình động phải cạm bẫy quỷ dị, không thể không lập tức trở về ngay trong đêm. Minh Thế Nhân hữu khí vô lực đáp Lục Châu chậm rãi đứng lên, bước xuống bậc thang đi đến bên cạnh Minh Thế Nhân, Minh Thế Nhân quỳ sụp xuống, Đồ Nhi vô năng, ngẩng đầu lên thanh âm Lục Châu cực kỳ uy nghiêm minh thế nhân chậm rãi ngẩng đầu quả nhiên, ở giữa mi tâm minh thế nhân, Lục Châu nhìn thấy một đóa hắc sắc liên hoa. Vu thuật. Phan Trọng đứng cách hắn gần nhất, nhưng lúc đưa hắn trở về cũng không chú ý thấy điểm này. Hắn nghiêng đầu xem xét, quả đúng là vu thuật, không khỏi cảm thấy kinh hãi trong lòng khó trách tứ tiên sinh gặp phải ám toán, thì ra chính là vu thuật. Tu hành giả sử dụng vu thuật ở đại viêm cực kỳ thưa thớt, là người phương nào dám hãm hại tứ tiên sinh? Phan Trọng kinh ngạc nói Lục Châu không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn sang Minh Thế Nhân, ở ven bờ độ Thiên Giang, có khả năng trên bờ sông đều là cạm bẫy. Sư phụ, đồ nhi không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi một chút vu thuật này, chỉ phong ấn sáu thành tu vi của đồ nhi, không có gì đáng ngại. Bị phong ấn sáu thành tu vi còn có thể đi suốt đêm từ độ thiên giang, về tới Kim Đình Sơn không thể không nói, sức kiên trì và năng lực sinh tồn của Minh Thế Nhân, mạnh kinh người có đôi khi lục châu thầm nghĩ, cơ thiên đạo lựa chọn đồ đệ thật sự chỉ dựa vào hai câu thơ kia thôi sao người nào trong số đó cũng có thiên phú dị bẩm, lại còn phù hợp với câu thơ đó, không khỏi quá mức trùng hợp phan trọng không người nói, đúng là vu thuật. Phải mau chóng giải khai mới được, nếu không khi vu thuật càng lúc càng mạnh thì tu vi sẽ hoàn toàn biến mất, khi ấy muốn giải khai vu thuật, khó càng thêm khó minh thế nhân nghe phan trọng nói thế liền giật nảy mình, lườm hắn một cái. Phan Trọng, ngươi đừng nói lung tung lục châu dơ tay lên ngăn minh thế nhân lại, ra hiệu cho Phan Trọng nói tiếp Phan Trọng hiểu ý, tiếp tục nói, ta thật sự không có nói lung tung mà năm đó, khi ta còn học nghệ ở tịnh Minh Đạo đã từng nhìn thấy một số tài liệu có liên quan, đến vu thuật trong tàng thư các vu thuật cũng có chia thành bạch vu thuật, và hắc vu thuật nếu là kẻ có dụng tâm hiểm độc sử dụng vu thuật, hắn sẽ hoàn toàn lạc lối khi ấy ta đang lúc tuổi trẻ cuồng vọng, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, vì muốn nhanh chóng để thăng tu vi nên tìm kiếm tư liệu về vu thuật chỉ đáng tiếc, toàn bộ người trong tịnh Minh Đạo đều giữ kín chuyện này, không có tiền bối nào biết vu thuật chịu dạy cho ta. Cho nên ngươi lựa chọn học tam âm thức, chu kỳ phong đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi tịnh minh đạo trưởng lão chỉ nói với ta tam âm thức rất thích hợp cho ta tu luyện nhưng hắn không hề nói cần phải phối hợp với lục dương công việc âm dương hòa hợp ta chỉ mới biết được nhờ gặp cơ lão tiền bối phan trọng đáp sau đó thì sao chu kỳ phong hỏi phan trọng tiếp tục nói vu thuật giống như một loại tu hành ấn ký nó sẽ từ từ thấm vào kinh mạch của tu hành giả không ngừng ăn mòn rồi phủ kín kỳ kinh bát mạch thuật phong ấn của tịnh minh đạo cũng tham khảo từ vu thuật mà ra đám người gật gù khó trách phan trọng lại có tự tin đứng ra đề nghị để mình phong ấn tu vi hắc kỵ thì ra tự tin của hắn bắt nguồn từ nơi này cho nên càng sớm giải khai vu thuật thì càng có lợi đối với tứ tiên sinh trường hợp của ngũ tiên sinh đã hoàn toàn bị vu thuật phong bế hẳn là do thi thuật giả đứng ở khoảng cách gần nên vu thuật có hiệu lực ngay lập tức khi ấy thì giải khai sớm hay muộn cũng như nhau phan trọng nói chu kỳ phong lại hỏi người hiểu rõ vu thuật như vậy có biết được phương pháp phá giải không phan trọng gật đầu ta nhớ được trong một quyển sách có nói Cách giải khai thứ nhất cũng là cách đáng tin nhất, chính là do thi thuật giả tự mình giải khai, cách thứ hai là do chính tu hành giả đó, tu thiền nhập Phật hoặc tu đạo nhập định cho đến khi có tu vi vượt xa thi thuật giả, thì có thể giải khai, tuy nhiên loại phương pháp này vốn không thể thực hiện được, tu vi đã bị phong ấn thì làm sao mà tu hành? Theo lời ngươi nói thì vu thuật trên người tứ tiên sinh không thể giải khai được sao? Phan Trọng lắc đầu, chắp tay về phía Lục Châu, chỉ sợ chỉ có các chủ mới có thể giải khai phong ấn này các chủ tiểu diên nhi và chu kỳ phong đều nhìn về phía lục châu cách thứ ba chính là một tu hành giả khác có tu vi vượt xa thi thuật giả dùng năng lực cưỡng ép tách vu thuật ra vu thuật và nguyên khí nếu tranh đấu lẫn nhau sẽ khiến kinh mạch đứt đoạn bạo thể mà chết thế nên chuyện này chỉ có các chủ làm được phan trọng nói nghe rất có lý nha trong lòng lục châu có chút tắc nghẹn ngoài mặt trông hắn vững như bàn thạch nhưng trong lòng thì suy nghĩ làm sao bây giờ mọi người đều đang nhìn về phía hắn kia kìa minh thế nhân nghe xong liền dập đầu nói cầu xin sư phụ giải khai cấm chế cho đồ nhi lục châu, vừa vuốt dâu vừa nghĩ xem nên xử lý như thế nào nếu ngư long, thôn ở độ thiên giang đã có cạm bẫy vu thuật thì những người khác trong ma thiên các, không thể tùy tiện đến đó ngay cả minh thế nhân cũng trúng chiêu, thì những người khác càng không thể tránh được chuyện của ngư long thôn, hắn chỉ có thể tự mình điều tra còn giải khai cấm chế vu thuật, như thế nào thì lục châu cũng chẳng biết nên làm thế nào hắn, cũng không thể nói bản thân chỉ có tu vi phạn hải. Cảnh đoan mộc sinh nghe chuyện vội vàng chạy đến, sau khi hiểu rõ tình hình liền vội vàng thỉnh cầu. Sư phụ, sư đệ tuy hay phạm sai lầm, nhưng gần đây biểu hiện không tệ, cầu sư phụ xuất thủ Chu Kỳ Phong và Phan Trọng, cũng mở miệng cầu xin nếu là trước kia, cơ thiên đạo chắc hẳn sẽ nổi trận lôi đình, một cước đá văng cả đám ra ngoài sân nhưng. Khoảng thời gian này biểu hiện của Minh Thế Nhân, đúng là rất tốt độ trung thành của hắn, tuy không ổn định bằng đoan mộc sinh và tiểu Diên nhi, nhưng khi làm việc lại rất đáng tin, sau này chỉ cần chậm rãi dạy dỗ là được lục châu, suy tư một thoáng rồi phất tay áo nói. Theo vi sư vào trong minh thế nhân nghe vậy cực kỳ mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau lưng lục châu như một đứa trẻ những người khác, cũng thở phào một hơi nhìn theo bóng minh thế nhân đi theo lục châu, vào trong mật thất có sư phụ ra tay, vu thuật gì cũng chỉ là chuyện nhỏ tiểu diên nhi, cười nói chu kỳ phong gật đầu phải đấy, tu vi các chủ lão nhân ra cực kỳ thâm hậu, đương nhiên sẽ không để chút vu thuật này vào mắt phan trọng cũng gật đầu hùa theo, nhưng không lên tiếng đoan mộc sinh nhìn sang hai người chợt nói nếu lão tứ đã trúng vu thuật vậy thì dùng tạm hai người các ngươi vậy tam tiên sinh có ý gì phan trọng và chu kỳ phong ngơ ngơ ngác ngác hỏi vù bá vương thương trong tay đoan mộc sinh vung lên hắn hưng phấn nói đi luận bàn với ta nào phan trọng chu kỳ phong trong mật thất đây là lần đầu tiên minh thế nhân được bước vào mật thất trước đây không chỉ có mình minh thế nhân tất cả những đồ đệ khác ngay cả tư cách lại gần cũng không có khi đó mọi người đều nghĩ có lẽ đồ tốt của sư phụ lão nhân ra người đều để trong mật thất này mật thất lúc nào cũng kín như bưng không một kẽ hở ngày thường sư phụ đều tu luyện trong đó bọn họ càng không có khả năng nhìn thấy đồ vật bên trong nên hôm nay khi được bước vào minh thế nhân đương nhiên cảm thấy kích động hai mắt nhìn quanh nhìn quẩn trên mặt bàn bày biện đủ loại bí tịch bên vách tường có giá để vũ khí đủ loại hình đao thương côn bổng thậm chí trong xó xỉnh cũng vất đầy vũ khí trong lòng hắn thầm tán thưởng không thôi sư phụ lão nhân ra người tung hoành ngàn năm quả nhiên sưu tập được không ít đồ tốt ngồi xuống lục châu chỉ xuống đất minh thế nhân tỉnh táo lại vội vàng ngồi xếp bằng không dám nhìn quanh nữa lục châu vuốt dâu bước đến sau lưng hắn tu vi Phạm hải cảnh bát mạch lại còn chưa thật sự có năng lực của bát mạch pháp thân chỉ mới là tứ tượng tung hoành nhưng dùng để kiểm tra tình trạng thân thể cũng không khó khăn còn muốn giải khai vu thuật thì đúng là nằm mơ lục châu để ý thấy minh thế nhân đổ rất nhiều mồ hôi rõ ràng là do lực lượng cấm chế của vu thuật tác quay tác quái theo tình hình này thì có lẽ vu thuật đã phong ấn tám thành tu vi của hắn lục châu nâng bàn tay giả nua lên đẩy nhẹ vào lưng minh thế nhân nguyên khí từ tay hắn đi vào trong kinh mạch minh thế nhân trong lòng minh thế nhân cả kinh sư phụ lão nhân ra quả nhiên tu vi cao thâm có thể áp chế nguyên khí nguyên thần cảnh trở nên ôn hòa đến mức này càng ôn hòa thì càng không đả thương đến kinh mạch lục châu khống chế nguyên khí kiểm tra kinh mạch rồi vỗ nhẹ vài trường phốc 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 nguyên khí dần tăng lên minh thế nhân là tu hành giả đã đả thông bát mạch từ lâu một chút nguyên khí như thế đi loạn trong kinh mạch sẽ không gây ra chút tổn hại nào đến cơ thể hắn nhưng mà ngay khi nguyên khí của lục châu tiếp xúc đến cấm chế vu thuật một cỗ lực lượng phản kháng đánh về phía hắn minh thế nhân nhướng mày trong chốc lát đầu hắn đã ướt đẫm mồ hôi lực lượng nguyên khí của lục châu cảm giác được cấm chế vu thuật hắn biết đây chính là lực lượng của vu thuật lục châu muốn tránh đi cấm chế vu thuật để kiểm tra một kinh mạch khác nhưng khi nguyên khí của hắn định đi đường vòng thì lực lượng cấm chế vu thuật kia tựa như có ý thức đột nhiên tấn công hắn Lẽ nào lại như vậy? Lục Châu thu tay lại, nhưng lực lượng vu thuật kia tựa như cương khí bắn ra khỏi cơ thể Minh Thế Nhân, tấn công về phía Lục Châu, Lục Châu theo bản năng vung tay áo. Trạng thái lúc lĩnh hội thiên thư đột ngột xuất hiện, một quang mang màu xanh phủ kín đan điền khí hải, đến kỳ kinh bát mạch và não hải Lục Châu quang, mang tỏa ra màu xanh nhàn nhạt đẩy ngược lực lượng vu thuật. Không hề dừng lại, nó tiếp tục đánh vào lưng Minh Thế Nhân ầm. Toàn thân Minh Thế Nhân bị lực lượng va chạm, bay thẳng về phía trước. Đồng thời Minh Thế Nhân cũng cảm giác được lực lượng vu thuật quỷ dị trong cơ thể đã bị đánh tan, trong chớp mắt. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một giây trước Minh Thế Nhân còn cảm thán sư phụ ra tay thật hung ác một giây sau cấm chế vu thuật, trong cơ thể hắn đã bị đánh tan, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, cho dù là bị đánh bay hắn cũng nguyện ý. Loảng xoảng Minh Thế Nhân đụng ngã hai kệ để vũ khí, đám vũ khí trên kệ rơi loảng xoảng xuống đất cùng lúc đó tại hoàng cung đại viêm, trong một căn phòng u ám nào đó ánh sáng phát ra từ ngọn nến ảm đạm ở giữa phòng bị một tấm bình phong ngăn trở phốc. Phía sau bình phong, một cẩm y nữ tử đang ngồi xếp bằng vận công đột nhiên sắc mặt nàng khẽ biến, phun ra một ngụm máu tươi nàng tức giận thở hổn hển, tay áo phất lên đánh bay mọi thứ trên bàn xuống đất, sắc mặt hoảng sợ, miệng thì thầm, có người phá được vu thuật của ta. Hắn rốt cuộc là ai? Sau khi minh thế nhân bị Lục Châu phất tay áo đánh bay một đoạn chính lục châu, cũng cảm thấy kinh ngạc loại cảm giác thanh lương dễ chịu ấy lại xuất hiện khi lĩnh hội thiên thư đúng là sẽ thu hoạch được lực lượng phi phàm nhưng đáng tiếc là lục châu vẫn chưa tìm được cách thức điều khiển và sử dụng loại lực lượng này có điều trước mắt không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện đó ánh mắt lục châu nhìn về phía minh thế nhân sau khi minh thế nhân ngã vào kệ vũ khí những cấm chế vu thuật trong người hắn đều bị đánh tan tu vi vốn bị vu thuật áp chế đã khôi phục trong khoảnh khắc nguyên khí lại trào dâng trong đan điền khí hải đau đớn trên cơ thể chẳng còn sót lại chút gì Minh Thế Nhân đứng dậy rồi quỳ xuống nói, "Đa ta sư phụ giải khai cấm chế cho Đồ Nhi. Sư phụ thần uy kế thế." Lục Châu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, lực lượng phi phàm của Thiên Thư quả nhiên không hề đơn giản không ngờ lại có thể khắc chế vu thuật ngay khi Lục Châu đang nghĩ xem làm thế nào để tiến một bước trong quá trình lĩnh hội Thiên Thư, thì Minh Thế Nhân đã bị đống vũ khí bên cạnh hấp dẫn hắn cầm lên hai kiện đồ vật, không ngừng dò xét sư phụ, đây là gì vậy? Thứ đầu, tiên là một thanh kiếm nhưng không giống kiếm cũng là một móc câu nhưng không giống móc câu, lưỡi kiếm sắc bén chỉ có một bên, trên đó còn chẳng chịt răng cưa trông vô cùng quái dị thứ còn lại trông giống, như vỏ của nó ánh mắt lục châu, nhìn về phía hai món đồ này. Tinh, thu hồi vũ khí ly biệt câu, đề nghị nhận chủ, minh thế nhân lục châu bút dâu trong mật thất này đúng là, có dấu càn khôn không rõ có phải do duyên phận hay không, vậy mà minh thế nhân lại nhặt được vũ khí này lục châu còn chưa nói gì, minh thế nhân đã cười đùa nói, sư phụ, vũ khí này rất thích hợp với con từ hình dáng đến lưỡi kiếm, cả cái vỏ này nữa. Chà chà chà, con chính là thích kiểu đồ chơi dở dở ương ương quái dị như vậy đó. Vũ khí này ít nhất cũng là địa giai. Ly, biệt, câu. Minh Thế Nhân chỉ vào hàng chữ cực nhỏ khắc trên vỏ câu, hưng phấn đọc thầm nếu chưa thử nghiệm, chỉ dựa vào nhãn lực để đánh giá thanh vũ khí này thì đúng, là nó chỉ có phẩm cấp địa giai ly biệt câu, dường như đã ở trong mật thất rất lâu, vẻ ngoài của nó rất cổ xưa tuy nhiên hệ thống đã đề nghị mục tiêu nhận chủ như vậy sau khi kích hoạt sử dụng nó sẽ là vũ khí thiên giai thấy minh thế nhân tỏ ra đặc biệt yêu thích ly biệt câu vẻ mặt thì tràn đầy nịnh nọt lục châu khẽ lắc đầu bỏ xuống a minh thế nhân đầu tiên là sững sờ sau đó hắn cẩn thận và rẻ dặt đặt ly biệt câu xuống mặt đất hắn không hề dám ngỗ nghịch sư phụ ngươi vừa mới tiến vào nguyên thần cảnh tu vi chưa đủ ổn định muốn khống chế vũ khí thiên giai thì còn hơi sớm lục châu tùy tiện bịa ra một cái cớ minh thế nhân nghe vậy không hề tức giận mà ngược lại còn cực kỳ vui vẻ câu này có nghĩa là sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ ban ly biệt câu cho hắn đồ nhi tuân mệnh đồ nhi nhất định sẽ nhanh chóng ổn định thực lực minh thế nhân nói lục châu vuốt dâu gật đầu phất phất tay minh thế nhân hiểu ý rời khỏi mật thất đi đến cửa mật thất hắn còn quay đầu nhìn lại ly biệt câu lần nữa trong mắt đều là lưu luyến không rời đồ vật trong mật thất quá mức lộn xộn cũng may gian phòng đủ lớn nên dù có nhiều đồ vật lung tung cũng không ảnh hưởng đến lục châu lục châu vung tay lên ly biệt câu lập tức được thu vào tay hắn không lâu sau đó lục châu bước ra khỏi mật thất tiến vào đại điện đám người đoan mộc sinh không còn ở đó minh thế nhân thì đang huyên thuyên gì đó với tiểu diên nhi trên mặt tiểu diên nhi đều là thán phục liên tục gật đầu lục châu đi tới hai người thấy thế liền vội vàng khom người hành lễ sư phụ minh thế nhân có đồ nhí tuy vu thuật đã được giải nhưng ngươi không được khinh thường sư phụ dạy phải minh thế nhân nói lục châu bốt dâu gật đầu trong khoảng thời gian này hắn vốn không định rời khỏi kim đình sơn dù sao thì với tu vi hiện tại của hắn ở lại ma thiên cát và nghĩ cách thu hoạch điểm công đức từ bọn đồ đệ để gia tăng thực lực mới là cách ổn thỏa nhất thế nhưng trước mắt chân tướng sự tình ở ngư long thôn đã đến điểm mấu chốt điều này có liên quan mật thiết đến cao thủ tu hành vu thuật trong cung nếu có thể tra ra chân tướng thì hắn sẽ bắt được người đã phong ấn tu vi của chiêu nguyệt mà điều quan trọng hơn cả đối với lục châu chính là trong giao diện nhiệm vụ của hệ thống hiện lên rõ rõ ràng ràng điều tra chân tướng ngư long thôn ban thưởng ba điểm công đức tận ba điểm công đức đây là mức ban thưởng nhiệm vụ cao nhất từ trước đến nay của hệ thống như vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của chuyện này. Sáng sớm Mai Vi Sư muốn đích thân đi một chuyến đến Ngư Long, thôn Lục Châu nói Minh Thế Nhân nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hắn bừng tỉnh, có sư phụ ra tay, chắc chắn mọi việc sẽ ổn thỏa vô thuật cấm chế trên người hắn vừa mới được giải khai, nên lòng tin hắn dành cho sư phụ còn cao hơn nhiều so với bản thân Lục Châu Tiểu Diên Nhi, nghe bảo có thể ra ngoài, lập tức hưng phấn vỗ tay, sư phụ, con cũng đi con cũng đi. Lục Châu không để ý tới nàng mà nhìn Minh Thế Nhân tiếp tục dặn dò, trông chừng hắc kỵ đồ nhi tuân mệnh Minh Thế Nhân không người nói, có đồ nhi và tam sư huynh ở đây, bọn hắn chắp cánh cũng khó thoát Lục Châu vừa xoay người rời đi, đi được hai bước đã dừng lại hỏi, gần đây có tin tức của bọn phản đồ kia không? Phản đồ y nói đám người lão đại vu chính hải, lão nhị ngu thượng nhung Minh Thế Nhân liên tục lắc đầu gần đây, đồ nhi không hề rời khỏi Kim Đình Sơn, hoàn toàn không biết tin tức gì của ngoại giới cả Lục Châu khẽ vuốt cầm từ sau khi hắn đánh bại đám danh môn chính đạo liên tục hai lần, mấy tên phản đồ này trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều sau khi giải quyết xong sự tình của Ngư Long thôn, phải nghĩ biện pháp đối phó mấy tên phản đồ này mới được. Giao phó xong mấy chuyện này, Lục Châu trở lại Ma Thiên Các, một lần nữa tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư sau khi sử dụng lực lượng của thiên thư để khắc chế vu thuật, Lục Châu đã hiểu rõ hơn về việc lĩnh hội thiên thư, hắn mở giao diện thiên thư ra, nội dung cuốn thiên thư nhân tự quyển sáng rực lên xuất hiện trước mắt hắn lần này những con chữ khó hiểu bỗng nhiên trở nên tràn ngập sinh cơ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn trước đây rất nhiều động nguyên cùng động minh vạn đạo do thông sinh thập thông do tư sinh diệu hành do thử hưng lục châu đọc ra miệng đột nhiên dừng lại thì thào phản âm cũng vô hiệu với ta lại khắc chế được vu thuật chẳng lẽ nhân tự quyển có công dụng khắc chế các phương pháp tu hành mê hoặc nhân tâm hắn tiếp tục đọc bên dưới quả nhiên có nội dung mới xuất hiện để có được trí tuệ và lý trí có thể đi bốn phương tám hướng để cảm nhận từng tấc đất mà không thay đổi bản tâm sẽ rất có ích để hủy hoại trí tuệ và lý trí có thể nhân lúc đang nhập định tam muội mà khoe khoang thân sắc chẳng hạn như việc tỏa ra hào quang ánh sáng thì tam muội sẽ không còn thanh tịnh lục châu đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế sáng hôm sau tinh thần sung mãn lục châu đóng giao diện thiên thư lại rời khỏi mật thất tiểu diên nhi đã sớm ngồi chờ ở trong đại điện trên mặt đầy vẻ háo hức vì sắp được đi ra ngoài chơi thấy sư phụ đi ra nàng chạy tới nói Sư phụ, sư phụ, con muốn cưỡi bạch trạch, con không ngồi bệ ngạn đâu nha. Lục Châu lắc đầu, nha đầu con đó, vốn định dăn dạy nàng một chút, nhưng nghĩ lại chút yêu cầu nhỏ đó của nàng hắn cũng đáp ứng được nên đành thôi, dù sao mình cũng là một lão già họm hẹp, không chịu nổi đường dài sóc này hai người bước ra khỏi ma thiên các tiểu diên nhi, nở nụ cười, với minh thế nhân đang đứng chờ ngoài điện từ trong rừng cây trên kim đỉnh sơn, bạch trạch đạp mây mà tới thấy tọa kỵ cấp truyền thuyết xuất hiện, minh thế nhân hâm mộ tới mức muốn rớt trong mắt đến khi nào hắn mới có một con tọa kỵ như vậy. Cho dù có bị sư phụ ngày ngày đánh mắng cũng xứng đáng sư phụ, con muốn ngồi phía trước. Tiểu Diên Nhi nghịch ngợm chỉ tay về phía Bạch Trạch Lục Châu, không nói gì lưng Bạch Trạch rất rộng, ngồi phía trước tầm nhìn sẽ bao quát hơn, nó phi hành cực kỳ ổn định, rất thích hợp để ngắm cảnh non xanh nước biếc đợi hai người ngồi yên trên lưng. Bạch Trạch mới kêu khẽ một tiếng, đạp lên không rồi biến mất ở chân trời Minh Thế Nhân chạy theo một đoạn ngắm nhìn nó, nhưng nào còn trông thấy bóng dáng Bạch Trạch khi Bạch Trạch đang phi hành. Lục Châu kiểm tra bảng hệ thống, hắn còn lại 2.210 điểm công đức hắn không chọn mua thêm thẻ đạo cụ là, vì lúc cần thiết có thể tùy thời lựa chọn loại thẻ thích hợp chẳng hạn, như khi gặp phải nguy hiểm không cách nào giải quyết, thì hắn có thể chọn mua thẻ miễn dịch sát thương rồi cưỡi bạch trạch, rời khỏi nơi đó một canh giờ sau bạch trạch, bắt đầu giảm tốc độ, từ từ hạ xuống sư phụ, chúng ta đến rồi sao? Tiểu Diên Nhi còn chơi chưa đã ghiền, không muốn leo xuống lục châu không thèm đáp lời nàng, điều khiển bạch trạch hạ xuống đất Tiểu Diên Nhi. Đành phải nhảy khỏi lưng Bạch Trạch thu hồi Bạch Trạch xong, Lục Châu nhìn quang cảnh xung quanh rồi nói, nơi này cách độ thiên giang không xa. Bạch Trạch quá mức trói mắt sẽ khiến người ta chú ý sư phụ, người lợi hại như vậy thì cứ giết sạch bọn họ là được mà. Tiểu Diên Nhi gãi đầu nghi hoặc nói lắm lời Lục Châu bình tĩnh dặn dạy nàng sư phụ, nói cái gì thì là cái đó. Lúc hai người đang tạm dừng chân nghỉ ngơi, Tiểu Diên Nhi đột nhiên nói, sư phụ, có người tới gần. Tầm quan trọng của Tiểu Diên Nhi có chỗ để phát huy rồi mấy tu hành giả đang khống chế phi kiếm lướt qua khu rừng núi cơ thiên đạo đang đuổi theo chạy mau ác đồ ma thiên các đến rồi chạy mau vụt vụt từng tu hành giả quang minh chính đại bay ngang qua đỉnh đầu lục châu và tiểu diên nhi còn có một tên cường giả phạn hải cảnh bát mạch bay thấp khi bay ngang qua hai người họ liền lên tiếng nhắc nhở lão đầu kia mau tranh thủ thời gian chạy đi lão ma đầu cơ thiên đạo đến rồi bộ ông chán sống hả vụt đám tu hành giả phi hành cực nhanh trong phút chốc đã biến mất giữa núi rừng tiểu diên nhi dẩu môi hồ nghi nói sư phụ người đang đuổi theo bọn họ hả thần sắc lục châu vô cùng đạm mặc lão phu sao có thể làm chuyện nhàm chán như thế một đám tôm tép thôi mà lục châu vuốt dâu rất nhanh đã không để ý tới chuyện này nữa sau khi bọn họ đã đi xa xung quanh lại trở nên yên tĩnh tiểu diên nhi mới nói sư phụ hay là chúng ta đuổi theo giết bọn họ đi tại sao lục châu hỏi bọn hắn mắng chửi người còn đổ oan cho người chúng ta nên đuổi theo giết sạch không thể để bị đổ oan vô lý như thế tiểu diên nhi nói cái thứ lỗ dích này làm cho người ta không nói được lời nào lục châu khinh thường lắc đầu nói kẻ bị bọn họ mắng là một người khác hoàn toàn ai ạ đúng lúc này có tiếng bước chân dẫm đạp nặng nề khiến mặt đất chấn động khẽ rung rung ở phía cuối rừng cây loáng thoáng xuất hiện bóng dáng vài người hai người nhìn về phía tiếng động trông thấy một đội nhân mã không nhanh không chậm đang tiến lại gần là tọa kỵ cấp sử thi tọa kỵ quý giá hơn phi liễn rất nhiều từ trong rừng cây đi tới chính là một con tọa kỵ cực kỳ to lớn, thân thể như tường thành, bốn chân to như cột. Đỉnh đây chính là tọa kỵ cấp sử thi tượng vương có khả năng sinh tồn cực mạnh, độ phòng ngự cực cao, có thể đi trên đủ loại địa hình, như đường núi gập ghềnh hay đường sông nước chảy xiết duy chỉ có một nhược điểm, là nó không thể phi hành trên lưng tượng vương, là một tòa lễ lớn như một chiếc kiệu khổng lồ, tuy đơn giản nhưng lại rất hoa lệ tượng vương tiểu diên nhi, lẩm bẩm một câu ở hai bên tượng vương là ba tên tu hành giả đang phi hành gồm hai nam một nữ tốc độ của bọn họ không nhanh nhưng cũng không xem là chậm một bước của tượng vương dài mấy mét mỗi lần nó cất bước đều sẽ phát ra tiếng dẫm đạp nặng nề lục châu phất phất tay ra hiệu cho tiểu diên nhi rời đi cùng hắn nước sông không phạm nước giếng vâng tiểu diên nhi ngoan ngoãn đi theo sư phụ hướng về phía ngư long thôn nhưng mà vừa đi được mấy bước nữ hài tuổi tác không lớn đang lơ lửng bên cạnh tượng vương bỗng nhiên ngự kiếm bay tới bay đến trước mặt lục châu và tiểu diên nhi e nữ hài kia dẫm trên phi kiếm hung hăng gọi tiểu diên nhi thấy người tầm tuổi mình mà có dũng khí cản đường liền tức giận nói ê cái gì mà ê đừng có cản đường lục châu lạnh nhạt vuốt râu ánh mắt nhìn về phía nữ hải một tu hành giả thần đình cảnh thiên phú không tồi nhưng nếu so sánh với tiểu diên nhi thì còn kém xa lắm lãng phí một tấm thẻ đạo cụ trên người đám tu hành giả nhàm chán này hoàn toàn không đáng nữ hải ngự kiếm phi hành kia một tay chống hông một tay chỉ vào mặt tiểu diên nhi và tự giới thiệu ta chính là cửu đệ tử ma thiên các từ diên nhi Ta hỏi ngươi, có trông thấy 10 tên tu hành giả chạy về hướng nào không? Tiểu Diên Nhi, dám giả mạo ta." Nàng lập tức nổi trận lôi đình, nào có quan tâm đến câu hỏi của nữ hài kia không thể nhịn được nữa. Tiểu Diên Nhi chân đạp xuống đất, toàn thân như một mũi tên vọt đến trước mặt nữ hài kia ầm ầm. Hai người kịch chiến, luận thân pháp Thái Thanh Ngọc Giản của Tiểu Diên Nhi, đương thời vô song kẻ giả mạo hoàn toàn không ngờ Tiểu Diên Nhi sẽ ra tay, đột nhiên như thế, nàng ta trở tay không kịp liên tiếp lui về sau ẩm ẩm tiểu diên nhi vừa dùng quyền vừa dùng cước thân pháp như điện đánh cho đối phương tối tăm mặt mũi tính tình nha đầu này vẫn rất táo bạo nóng nảy lục châu nhìn về phía tượng vương đối phương hình như không có động tĩnh ngoài mặt lục châu không thể hiện vui giận nhưng vẫn luôn thời thời khắc khắc chú ý đến người ngồi trên lưng tượng vương tu hành giả đối địch với tiểu diên nhi là thần đình cảnh cho dù cả đám người này cùng xông lên thì tiểu diên nhi vẫn dư sức đánh một trận nhưng người ngồi trên lưng tượng vương có tu vi ít nhất là nguyên thần cảnh nếu hắn xuất thủ thì tiểu Diên Nhi không có phần thắng nhưng xem ra đối phương tựa hồ không có ý định ra tay, mà lại còn có vẻ hăng hái quan sát trận chiến sự chú ý của người đó, hình như đang dành cho tiểu Diên Nhi ngay lúc Lục Châu đang tính toán tiểu Diên Nhi, đá ra một cú liên hoàn cước, pặc pặc pặc, đá cho nữ hài trẻ tuổi kia rơi xuống đất phịch. Nữ hài giả mạo tiếp đất lăn mấy vòng, trông chật vật không chịu nổi. Chính lúc nữ hài giả mạo không phục muốn đứng dậy tái chiến lần nữa, lui ra trên tọa kỵ tượng vương chuyển đến âm thanh thong thả mà trầm thấp lục châu nhìn về phía phát ra âm thanh từ tỏa liễn trên lưng tượng vương có một lão giả dâu tóc bạc phơ bước ra hai mắt thâm thúy trên mặt đầy nếp nhăn thoạt nhìn có vẻ giống cơ thiên đạo lúc lục châu mới vừa xuyên không tới đến bảy tám phần chỉ khác là bây giờ sau khi sử dụng thẻ nghịch chuyển tướng mạo lục châu đã thay đổi trông hoàn toàn khác biệt với lão giả này tính danh đinh phồn thu chủng tộc nhân tộc cảnh giới nguyên thần cảnh đinh phồn thu chắp tay sau lưng Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Diên Nhi lộ vẻ tán thưởng, sau đó lại nhìn sang Lục Châu rồi hỏi: "Ngươi không sợ bản tọa?" Lục Châu lạnh nhạt nói: "Vì sao phải sợ?" Đinh Phồn Thu chỉ về phía Tiểu Diên Nhi: "Hôm nay tâm tình bản tọa không tệ, nếu là lúc bình thường, bản tọa đã chừng trị ngươi tội vô lễ Tiểu Diên Nhi không nhịn được, liền bật cười nàng hạ xuống đất, đến bên cạnh Lục Châu rồi chỉ tay về phía Đinh Phồn Thu đứng trên lưng tượng vương, lớn tiếng nói: "Lão đầu, ngươi có biết vị đứng trước mặt ngươi là ai không?" Ánh mắt nàng rất hung hăng ngụ ý là dám giả mạo sư phụ ta, xem xem sư phụ ta có đánh chết ngươi không. Không đợi Lục Châu mở miệng nói chuyện Đinh Phồn Thu lại lần nữa dò xét Tiểu Diên Nhi, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như trông thấy con mồi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh nói, Tiểu Nha Đầu, thiên phú của ngươi không tệ ở tuổi này mà đạt đến cảnh giới thần đình cảnh ngự đạo, đúng là hiếm thấy Tiểu Diên Nhi đứng bên cạnh Lục Châu, lè lưỡi trêu tức nữ hài vừa bị nàng đánh bại sắc mặt Lục Châu, lạnh nhạt không trả lời Đinh Phồn Thu, cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nhìn Lục Châu uy danh của bản tọa, chắc hẳn lão cư sĩ đã từng nghe qua lục châu, nhàn nhạt vuốt dâu lão phu ở thâm sơn đã lâu, không biết nhiều lắm, hai người. Bên cạnh hắn lộ vẻ tức giận đinh phồn thu khoát tay nói, không vội, bản tọa sẽ từ từ nói cho người biết hắn chậm rãi nghiêng người, vất tay áo nói, mời hai vị lên liễn ngư khí rất bình thản, nhưng có thể nghe ra ý vị uy hiếp trong lời nói đồ đệ bên cạnh đinh phồn thu, hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao hắn phải làm thế. Nhưng bọn họ vẫn bay tới bên người lục châu lục châu âm thầm suy đoán, nơi này cách độ thiên giang rất gần, bọn họ tới đây làm gì tên đinh phồn thu này có tu vi nguyên thần cảnh lại giả mạo lão phu không sợ bị chính đạo thảo phạt sao việc này đúng là không đơn giản lục châu mở miệng hỏi người muốn đến độ thiên giang khi lục châu nói ra lời này trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một tấm thẻ đạo cụ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt những người xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy cũng không cảm giác được bất kỳ khí thức nào đinh phồn thu vẫn đứng yên làm tư thế mời như trước nhưng hắn lại không biết lúc này đây mình đang đứng ở trước cổng quỷ môn quan bản tọa đúng là muốn đi đến vùng phụ cận độ thiên giang tượng vương am hiểu hành tẩu mời lên hai tên thuộc hạ cũng làm tư thế mời ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trong lòng bàn tay lục châu biến mất vậy lão phu sẽ không khách khí lục châu lạnh nhạt nói lão cư sĩ cũng đến phụ cận độ thiên giang đinh phồn thu hỏi lục châu vuốt dâu gật đầu hình như ngươi có vẻ rất quan tâm đến sự tình độ thiên giang đinh phồn thu hé miệng cười một tiếng đầy tăng thương sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh thậm chí còn có chút lạnh lùng hắn hào phóng vung tay áo tượng vương phục tùng mệnh lệnh, hạ hai chân trước xuống, tòa liễn trên lưng nó cũng thấp xuống để dễ bề leo lên chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tên thuộc hạ của Đinh Phồn Thu, chú ý thấy Lục Châu vẫn luôn dùng xưng hô ngươi để gọi, hoàn toàn không thấy chút cung kính nào, trong lòng bọn hắn tức giận nhưng không thể làm gì Đinh Phồn Thu, chắp tay sau lưng đứng một bên, không hề để ý tới thái độ của Lục Châu, mà vẫn chỉ chăm chú quan sát tiểu Diên Nhi Lục Châu, lạnh nhạt vuốt râu nhìn hai phía rồi nhẹ nhàng nhảy lên tòa liễn trên lưng tượng vương tiểu diên nhi vốn có chút không muốn nhưng thấy sư phụ nhảy lên nàng cũng không còn lo lắng nữa cũng leo lên lưng tượng vương có sư phụ ở đây đám người này còn dám lật trời sao bên trong tòa liễn có không gian rất lớn lục châu và tiểu diên nhi ngồi một bên quan sát núi rừng ánh mắt đinh phồn thu lóe sáng hắn ngồi ngay ngắn ở bên còn lại ra lệnh một tiếng tọa kỵ tượng vương cất bước đi từng dấu chân dẫm mạnh xuống đất làm rung chuyển cả núi rừng tốc độ cũng tạm được lục châu rất hài lòng hắn gật đầu nói Thuần phục tượng vương cũng không phải là việc dễ dàng đinh phồn thu thản nhiên nói, chỉ là tượng vương mà thôi, không đáng nhắc tới ở hậu sơn kim đình sơn, bản tọa còn có 10 loại tọa kỵ khác tiểu diên nhi trợn trắng mắt bịa. Người cứ bịa tiếp đi. Đinh phồn thu thấy tiểu cô nương không tin, vẫn cởi mở nói chuyện, tiểu nha đầu, ngươi không tin. Tiểu diên nhi đáp, ta chỉ sùng bái một mình sư. Gia gia của ta mà thôi. Vẻ mặt đinh phồn thu nghiêm túc nhìn tiểu diên nhi, rồi lại nhìn sang nữ thuộc hạ đang phi hành bên ngoài liễn, khẽ lắc đầu vẻ mặt lục châu từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất bình tĩnh không ngừng vuốt dâu tượng vương đi được một lúc sư phụ đằng trước có hai tên tu hành giả đã chạy thoát lúc trước giết đinh phồn thu thản nhiên nói vâng hai người bay ra không bao lâu sau trong rừng truyền đến tiếng chém giết được một lát hai tên đồ đệ cùng trở về như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh đinh phồn thu nói lão cư sĩ đừng sợ hãi bản tọa tuy làm nhiều việc ác nhưng cũng là người phân rõ phải trái lục châu gật gật đầu nói lão phu cũng là người phân rõ phải trái đinh phồn thu cởi mở cười một tiếng không ngờ tính tình lão cư sĩ lại hợp với bản tọa lúc này tượng vương bỗng nhiên ngừng lại phía trước chính là độ thiên giang đinh phồn thu chỉ tay về đằng trước tung người nhảy xuống khỏi tượng vương từ khi lục châu lĩnh hội thiên thư hắn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều đối với các loại khí tức khi đinh phồn thu nhảy xuống để lộ ra khí tức không hề tầm thường rõ ràng là cố ý thể hiện tiểu diên nhi cũng cảm nhận được cỗ khí tức này nàng co người lại ôm lấy cánh tay lục châu lục châu bất động thanh sắc chậm rãi đứng dậy hai vị, mời đi Lục Châu và Tiểu Diên Nhi nhẹ nhàng nhảy xuống đất đinh phồn thu chắp tay nói: "Tiểu nha đầu, ngươi tu hành được bao nhiêu năm rồi?" Hơn 5 năm, vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Diên Nhi lộ vẻ kiêu ngạo 5 năm vào thần đình cảnh. Trên mặt hắn hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chỉ tay về phía nữ hài bên cạnh thiên phú của nó cũng không tệ, nhưng so sánh với ngươi thì kém xa Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nhìn ra ngoài trời Tiểu Diên Nhi, liên tục trợn trắng mắt mặt hàng giả mạo chất lượng kém này sao có tư cách so sánh với nàng chứ? Nàng quay đầu nhìn về phía hai tên tu hành giả đứng bên cạnh, chớp mắt hỏi. Hai người đều là thần đình cảnh. Hai người bọn họ tỏ ra ngạo nghĩa khá yếu tiểu diên nhi thầm nói tiểu nha đầu. Nếu không phải vì sư phụ ta, loại người không tôn trọng ma thiên cát, như người ta đã sớm xé nát từ lâu lêu lêu lêu. Ai sẽ ai còn chưa biết đâu nha tiểu diên nhi, tiếp tục đấu võ mồm với mấy tên hàng giả lục châu lắc đầu, nhìn về phía đinh phồn thu, tôn nữ, của lão phu luôn luôn không có quy củ không sao đám người tiếp tục bước về phía trước rồi dừng lại ở một gò đất tương đối cao băng qua con lạch trước mắt chính là độ thiên giang lục châu bút dầu nhìn ra xa đáng tiếc cảnh còn người mất ngư long thôn đã không còn tồn tại từ lâu trong trí nhớ của hắn nơi này có rất nhiều cư dân và ngư dân không ngờ hôm nay lại biến thành một con lạch nhỏ hoang tàn vắng vẻ chân tướng của ngư long thôn chỉ sợ là nằm trong tay đám quan binh đang chú đóng để vớt thi thể kia trong lúc hắn còn đang suy nghĩ đinh phồn thu đứng chắp tay sau lưng vô cùng phóng khoáng nói, nhớ năm đó bản tọa tung hoành ở độ thiên giang, hỗn chiến với rất nhiều cao thủ suốt ba ngày ba đêm, pháp thân xuất hiện khiến nơi này biến thành một con lạch nhỏ lục châu nghi ngờ nói, đây đều là do ngươi tạo thành. Chính là bản tọa sự tình ngư long thôn bên bờ độ thiên giang bị đổ sát, trong hồ sơ vụ án ghi lại kẻ cầm đầu chính là cơ thiên đạo sư phụ, phân đà của thanh long hội ở ngay trước mặt, đồ nhi đi đuổi bọn họ đinh phồn thu, vất tay đi đi tên thuộc hạ ngự không mà đi. Trong chớp mắt đã biến mất lục châu vuốt dầu nói, thanh long hội, hắn nhớ lần trước khi đến an dương thành đã gặp phải phân đà của thanh long hội không ngờ độ thiên giang cũng có thế lực thanh long hội phân bố rộng rãi như vậy chỗ dựa của bọn hắn là u minh giáo còn mạnh mẽ đến mức nào đinh phồn thu ngạo nghễ nói chỗ dựa phía sau của thanh long hội chính là u minh giáo giáo chủ u minh giáo vu chính hải chính là đại đồ đệ tiền nhiệm của bản tọa lục châu hài lòng gật đầu tuy thanh long hội đều là tôm tép nhưng để đám người này ra tay dọn dẹp chứng ngại vẫn khỏe hơn nhiều thẻ đạo cụ của hắn rất quý giá có thể tiết kiệm được tấm nào hay tấm ấy bản tọa đã đến thanh long hội đương nhiên phải sụp đổ đinh phồn thu tự tin nói không lâu sau tên đồ đệ kia bay trở về không người nói sư phụ không ngoài dự liệu của người đám người thanh long hội vừa nghe thấy tin tức người đến đều bị dọa chạy sạch rồi rất tốt hắn vung tay lên ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước cùng lúc đó tại ngoại long tổng bộ ám võng khởi bẩm giáo chủ bên độ thiên giang chuyển tới tin tức phát hiện tung tích cơ lão tiền bối tư vô nhai mở hai mắt ra chậm rãi đứng dậy lạnh nhạt nói việc này u minh giáo đã có tin tức chính xác không cần để ý tới nữa giả mạo ma thiên các ắt sẽ bị nghiêm trị là giả mạo tên thuộc hạ hơi kinh ngạc nhớ phải thời thời khắc khắc chú ý tới nhất cử nhất động của ma thiên các ngoài ra tông chủ ma sát tông hiện đang ở đâu tư vô nhai hỏi bẩm giáo chủ nhậm bất bình đã đến thanh ngọc đàn được môn chủ chính nhất đạo là trương viễn sơn tiếp ứng trong bóng tối nghe thấy tin tức này tư vô nhai bật cười ha ha giọng cười hòa hoãn mà trầm thấp chính đạo cấu kết với ma đạo cùng làm việc xấu đúng là làm trò cười cho thiên hạ khởi bẩm giáo chủ thuộc hạ còn có chuyện bẩm báo nói đi thủ lĩnh hắc kỵ phạm tu văn đến ma thiên cát hiện tại sống chết không rõ kiếm ma tiền bối không chờ được phạm tu văn bây giờ cũng không có tung tích thuộc hạ thuộc hạ không dám theo dõi kiếm ma tiền bối nhị sư huynh đối xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ ngươi không cần phải sợ hãi như vậy tư vô nhai chậm rãi nói thuộc hạ minh bạch ngoài miệng thì nói minh bạch nhưng trong lòng hắn vẫn run rẩy như trước lời này của giáo chủ nghe rất không đáng tin cậy giáo chủ gần đây đội thiên giang có động tĩnh không nhỏ thật sự không cần quan tâm sao tư vô nhai vốn định đưa tay ra dấu cự tuyệt nhưng để phòng ngừa vạn nhất hắn suy tư một lát rồi trầm giọng nói đã như vậy thì chú ý xem chừng người trong cung chướng ngại của bọn hắn thì để bọn hắn tự mình dọn dẹp giáo chủ thật cao kiến thuộc hạ đi làm ngay đội thiên giang đoàn người lục châu chậm rãi đi đến một tường viện cũ nát hai tên đồ đệ của đinh phồn thu tạo ra cương phong đẩy mở cửa viện đoàn người bước vào bên trong sư phụ đây chính là nơi đã hẹn hôm nay người tự mình đến bọn hắn sẽ không dám thất lễ đinh phồn thu gật đầu hai tên đệ tử vội vàng tìm đến một cái ghế đặt ở giữa viện tiểu diên nhi thấy thế cũng nói ra ra để con đi tìm ngay khi tiểu diên nhi vừa rời đi đinh phồn thu lạnh nhạt nói ngươi có biết tại sao bản tọa không làm khó ngươi ồ lục châu vuốt dâu không nói gì đinh phồn thu thản nhiên nói nếu bản tọa làm thế nhà đầu kia sẽ ghi hận bản tọa quả nhiên là đang mơ ước có được tiểu diên nhi từ đoạn đối thoại của bọn họ Lục Châu đã biết trong này tất có mờ ám nên vẫn luôn giữ im lặng đinh phồn thu, hờ hững nhìn Lục Châu một cái rồi rời. Mắt đi mấy tên đệ tử còn tưởng rằng Lục Châu bị dọa sợ, đều lắc đầu tiểu Diên Nhi tìm tới một cái ghế, lau sạch sẽ rồi đặt ở sau lưng Lục Châu chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hình như không phải là một người đến, rồi cửa viện mở ra mấy quan binh đồng loạt tiến, vào cứ hai tên quan binh vác một chiếc dương, tổng cộng có khoảng 5 6 cái trong dương truyền ra một mùi vị lạ lạ là mùi hôi thối sau khi cất kỹ đống dương, tên quan binh cầm đầu chắp tay nói, đây là vừa mới vớt được. Chỉ có nhiêu đây. Có mệnh lệnh đến từ trong cung, xác chết vớt được không thể tùy tiện đem đi kể từ ngày mai. Giao dịch của chúng ta kết thúc tên quan binh cầm đầu nói bây giờ nói muốn kết thúc, cũng muộn rồi đinh phồn thu phất phất tay người dám. Không có chuyện ma thiên các không dám ba tên đệ tử phía sau hắn, lập tức rút kiếm ra lao vào đám quan binh lục châu, lạnh nhạt lui lại ba tên tu hành giả thần đình cảnh như sói lạc vào bầy dê kiếm quang sẹt lên trói mắt từng tên quan binh ngã xuống đất, rốt cuộc không còn kẻ nào sống sót sau khi giết sạch bọn họ. Đinh Phồn Thu chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn về phía Lục Châu, vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh lão cư sĩ can đảm hơn người, bản tọa nhìn nhầm ngươi Lục Châu tay vuốt râu, mắt nhìn lướt qua những thi thể này và năm sáu chiếc dương vừa được khiêng vào tiểu Diên Nhi, mở miệng hỏi, trong này đựng gì thế nhỉ? Xương cốt của con người. Tiểu Diên Nhi rất ghét bỏ lui ra sau nàng không hề sợ người chết, nhưng thứ này được vớt ra từ trong nước, lại bỏ vào dương đậy kín sao có thể không khiến người ta ghét bỏ cho được đinh phồn thu bước lại gần một chiếc dương nhẹ nhàng phất tay áo một đạo cương khí phá nát nắp dương ánh mắt lục châu nhìn vào bên trong giường bộ xương cốt này có chút kỳ dị nó khá trong suốt tựa như pha lê có độ tinh khiết không cao lại có chút trắng đục như là bạch ngọc bạch dân lục châu lần tìm lại ký ức trong não hải trong phút chốc đã nhận ra nguồn gốc của bộ xương cốt này đại đa số các mẩu xương đều như thế có thể thấy rõ thứ chìm trong nước chính là thi thể của thôn dân ngư long thôn, cũng chính là tộc nhân của Diệp Thiên Tâm. Vậy thì, người trong cung sao lại ra lệnh cho bọn họ vớt xác dưới đáy sông? Đám người đinh phồn thu tìm kỹ trong tất cả những chiếc dương ở đây rồi lắc đầu, dường như chưa tìm thấy vật bọn họ muốn tìm đám thi cốt bạch dân. Này hoàn toàn vô dụng lục châu lạnh nhạt nói, những bộ xương cốt này dùng để làm gì? Lão cư sĩ, có một số việc biết ít, thì tốt hơn đệ tử đinh phồn thu nói lục châu lạnh nhạt vuốt dâu, Ma thiên các các ngươi cũng biết lo lắng. Ma thiên các bọn ta từ trước đến nay đều hành sự như vậy tiểu diên nhi, nghe thế bèn nói thầm, nói cứ như ta không biết ấy. Đúng là quá kém những đệ tử kia nghe vậy lập tức không vui đinh phồn thu khoát tay, khiển trách ba tên đệ tử đủ rồi ba người cũng không dám đấu võ mồm với tiểu diên nhi, nữa chẳng hiểu vì sao đinh phồn thu cứ che chở cho tiểu nha đầu này. Đinh phồn thu nói, tháo lệnh bài xuống vâng nhìn thấy tấm lệnh bài lục châu lạnh nhạt vuốt dâu nói, lão phu cũng muốn cùng đi để gia tăng kiến thức ra ra, con cũng đi con cũng đi. Tiểu Diên Nhi rất thích được đi chơi, lập tức hưng phấn nói đương nhiên hắn phải mang Tiểu Diên Nhi theo rồi xử lý bọn thần đình. Cảnh hắn còn phải nhờ đến Tiểu Diên Nhi đấy đinh phồn thu, nhìn về phía lục châu nơi vớt xác có rất nhiều cạm bẫy vu thuật, ngươi không sợ sao. Hiển nhiên bọn họ không phải lần đầu tiên đến đây, có vẻ rất quen thuộc với mọi chuyện nơi này dưới gầm trời này, còn chưa có thứ gì có thể khiến ra gia của ta sợ hãi đâu Tiểu Diên Nhi. Hơi nắm tay nhỏ nói ánh mắt đinh phồn thu lại nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, trong mắt tràn đầy tán dương rất hợp ý ta nếu lão già này xảy ra chuyện thì quá tốt chẳng thể trách được người khác sau khi lấy được lệnh bài trong người đám quan binh hai tên nam đệ tử còn thay đổi quần áo đoàn người rời khỏi tường viện cũ nát đi về phía bến tàu khoảng một khắc đồng hồ sau bọn họ đã đến bến tàu nơi quan binh vớt xác ngoại trừ vài chiếc thuyền dùng để vớt xác đang đậu sát bờ còn lại chẳng có tàu lớn chở hàng nào lui tới trên bờ có một số quan binh đang đi tuần tra đinh phồn thu đã quen thuộc nơi này bước đi rất thong dong đi đến lối vào có hai tên binh sĩ cầm trường mâu ngăn trở người không có phận sự không được phép ra, vào nơi này, đệ tử Đinh Phồn thu móc lệnh bài ra ở đằng sau, dàn xếp một chút. Tiền bạc vừa ra là mọi việc đều thông thuận nếu chỉ vớt xác trong một khoảng thời gian ngắn, thì muốn đút lót bọn họ là chuyện cực kỳ khó khăn, thế nhưng những người này đã làm liên tục 10 năm ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình đang muốn vớt cái gì, đang làm cái gì tảng đá, cá tôm, rong rêu, đều được đưa đi toàn bộ cứ làm tới làm lui người nào người nấy đều đã chết lặng tiểu diên nhi thầm nói sao không giết vào mà phải phức tạp như vậy nữ hải bị tiểu diên nhi đánh bại quay đầu nhìn nàng một cái rồi nói nơi đây có cạm bẫy vu thuật rất mạnh có người điều khiển nha tiểu diên nhi đầu tiên ổ lên một tiếng rồi lại nói vẫn không hiểu đoàn người đi rất nhanh rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây đằng trước chính là nhà kho đoàn người tránh đi đám quan binh đang chấn giữ đi vòng qua mấy tòa kiến trúc ngay lúc chuẩn bị bước vào nhà kho đinh phồn thu chợt giơ tay lên dừng lại thanh âm hắn trầm thấp có lực dường như có phát hiện gì đó hắn cúi người xuống nhìn đường vân dưới mặt đất có tu hành giả vũ thuật ánh mắt lục châu nhìn xuống dấu vết dưới đất đất ở đây đúng là có dấu vết bị đào bới còn rất mới có người đã bố trí cạm bẫy ở đây vu thuật lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa thi thuật giả mượn nhờ lực lượng của ngoại giới để tấn công hoặc chúc phúc cho người khác đinh phồn thu xoay người lại nói với lục châu lão cư sĩ ngươi phải bảo trọng đấy nói xong hắn quay sang nói với tiểu diên nhi nha đầu nếu sợ hãi thì đứng gần bản tọa một chút tiểu diên nhi ôm cánh tay lục châu nói ta không thèm sợ hãi đâu đi thôi đám người vòng qua cạm bẫy bước về phía nhà kho to lớn trước mặt cửa nhà kho sao có thể chống đỡ được công kích của tu hành giả chỉ cần dơ nhẹ tay cánh cửa khóa kín kia đã bật mở trong khoảnh khắc cửa nhà kho mở ra chân mày lục châu cao lại chiều dài của nhà kho này lên đến mấy trượng đây là một kho hàng nội bộ rất lớn xếp trồng chất từng tầng từng tầng dương ở phía bên kia đống dương là bãi xương cốt chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đống xương cốt này có một phần giống, với loại xương hắn đã từng nhìn thấy trong căn viện cũ nát, còn lại đều là xương cốt bình thường ngư long thôn bị đổ sát. Cho dù toàn bộ 354 nhân khẩu của toàn thôn đều đặt ở đây, thì cũng không thể tạo thành một ngọn núi xương như vậy, và lại bọn họ đã vớt liên tục 10 năm còn chưa xong, chưa kể còn có những xác chết đã bị nước cuốn đi mất đống xương như núi này đâu chỉ là xương của vài trăm người đâu chỉ có bạch dân đinh phồn thu sắc mặt đạm mạc như thể đã nhìn người chết đến quen mắt vừa tiến vào nhà kho hắn chỉ giơ tay che đi miệng mũi rồi phân phó đệ tử lục soát vâng ba tên đệ tử tung người nhảy vào đống dương trồng chất bắt đầu tìm kiếm thấy thế lục châu càng thêm nghi ngờ bọn hắn đang tìm cái gì còn chưa mở lời hỏi đinh phồn thu đã nghiêng người nói đây là xương cốt của dị tộc dị tộc thiên hạ đại viêm sao có thể để cho dị tộc cư trú đại viêm tạo dựng ra một thời kỳ thái bình thịnh thế suốt mấy ngàn năm nay luôn có dị tộc ngo ngoe muốn động độ thiên giang nhất định đã trải qua cơn gió tanh mưu máu đinh phồn thu thản nhiên nói lục châu hỏi ngược lại tất cả đều là dị tộc đinh phồn thu liếc mắt nhìn lục châu phát ra tiếng cười trầm thấp sen lẫn một chút châm chọc chỉ là cái cỡ của người trong cung thôi tiểu diên nhi thò đầu ra hỏi các người đang tìm thứ gì vậy một đoạn xương một đoạn xương vô cùng đặc biệt đinh phồn thu trả lời xương gì mà đặc biệt Tiểu Diên Nhi nổi lòng hiếu kỳ đinh phồn thu không trả lời ngay câu hỏi của Tiểu Diên Nhi, mà chỉ nói, nha đầu, nếu ngươi bái bản tọa làm sư phụ, bản tọa nguyện đem sở học cả đời dốc sức truyền thụ cho ngươi Tiểu Diên Nhi, nhíu mày trợn mắt nhìn đinh phồn thu, ngươi á. À? Thế gian này có rất nhiều người muốn bái nhập vào ma thiên các mà không có cơ hội. Ngươi cần phải hiểu rõ, cửu đại đệ tử dưới chứng bản tọa, người nào không phải là cường giả danh chấn một phương. Nàng ta không phải kìa. Tiểu Diên Nhi chỉ tay về phía nữ hài đang mở dương ở đằng xa, nàng ta nhìn có vẻ nhỏ tuổi, nhưng thật ra là một tu hành giả trưởng thành có gương mặt trẻ con. Đinh Phồn Thu nhất thời nghẹn lời thấy Đinh Phồn Thu đã lộ đuôi cáo, Lục Châu cũng chẳng thấy bất ngờ chỉ sợ ngươi dạy không nổi Đinh Phồn Thu xem thường, chắp tay sau lưng nói, trong thiên hạ này không có người nào bản tọa dạy không nổi Lục Châu lười cãi nhau, với hắn mục đích của lão phu khi tới đây là để điều tra chân tướng việc Ngư Long, thôn bị đổ sát Đinh Phồn Thu giả mạo lão phu để trang bức, tạm thời không tính toán với hắn trên suốt đoạn đường đi, Đinh Phồn Thu cũng có phát huy một chút giá trị của mình nhưng mà, điều khiến Lục Châu nghi ngờ là Đinh Phồn Thu chỉ mang theo ba tên đệ tử đã có thể tạo dựng mối quan hệ với người ở đây, làm giao dịch suốt một thời gian dài vậy mục đích của hắn là gì? Chỗ dựa sau lưng hắn là ai? Sau khi tìm kiếm một phen, ba tên đệ tử quay lại toàn bộ kho hàng hỗn độn vô cùng, hầu hết dương, trong kho đều đã bị đổ nhào mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nữ đệ tử nói, "Sư phụ, không có phát hiện được hai tên đệ tử còn lại cũng lắc đầu Đinh Phồn Thu nhíu mày lạnh nhạt nói còn nhà kho khác không ba tên đệ tử lại lắc đầu lần nữa nhà kho này vốn đã rất lớn nó chứa nhiều xương cốt như vậy mà vẫn còn khá nhiều không gian chống lục châu ngẩng đầu nhìn mặt trời trời đã về chiều hắn nhìn về phía giao diện nhiệm vụ của hệ thống ngay lúc đoàn người chuẩn bị rời khỏi nhà kho bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập hoàn toàn không phải là của một người có mai phục đinh phồn thu không thèm nhìn chỉ lạnh lùng nói giết vâng ba tên đệ tử xông ra khỏi nhà kho bắt đầu đại khai sát giới người vừa đến là một đám binh sĩ sao có thể là đối thủ của tu hành giả Lục Châu, nhớ tới khi Minh Thế Nhân đến đây điều tra đã gặp phải cạm bẫy vu thuật. Nơi quan trọng như vậy, hẳn sẽ không chỉ có mỗi loại phòng ngự yếu ớt như thế này lão phu rất hiếu kỳ. Lục Châu đột nhiên mở miệng nói hử, đoạn xương cốt đặc thù đó, rốt cuộc là thứ gì? Lục Châu hỏi Đinh Phồn Thu chắp tay sau lưng nói, lão cư sĩ, bản tọa đã liên tục nhắc nhở ngươi, càng biết nhiều ngươi càng bị nguy hiểm lão phu tuổi đã cao, sớm nhìn thấu sinh tử Lục Châu lạnh nhạt vuốt dâu lời này, của hắn là lời nói thật khi xuyên không qua hắn đã chết một lần những phiền phức trước mắt hoàn toàn không thể so sánh với lúc thập đại cao thủ vây công kim đỉnh sơn thôi đinh phồn thu lắc đầu tiếng đánh nhau bên ngoài càng lúc càng dày đặc nhân số cũng đang tăng dần lên ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện tu hành giả từ bốn phương tám hướng chạy đến càng ngày càng có nhiều tu hành giả xuất hiện một đạo sóng âm truyền ra khắp toàn bộ bến tàu các ngươi chúng kế rồi kẻ dám tự tiện xông vào cấm địa phải chết đạo sóng âm này không quá mạnh nhưng truyền vào tay tất cả mọi người rất rõ ràng dường như sự tình đang trở nên càng lúc càng phức tạp lục châu thì chẳng hề lo lắng mấy chuyện này nếu hắn muốn rời đi lực lượng trước mắt không cách nào ngăn được hắn đinh phồn thu khẽ liếc mắt nhìn lục châu rồi bước ra ngoài bên ngoài nhà kho hàng loạt binh sĩ tay cầm trường mâu đang đứng đầy trước mặt ngăn bọn họ rời đi trên đầu những binh sĩ kia còn có không ít tu hành giả đang ngự không mà đứng ba tên đệ tử sau khi giết các binh sĩ trước cửa nhà kho liền trở về đứng bên cạnh đinh phồn thu chúng ta bị bao vây rồi đây là một cái bẫy Đinh Phồn Thu chắp tay sau lưng, trông có vẻ không mấy lo lắng cho tình hình hiện tại, hắn là cao thủ nguyên thần cảnh, há có thể sợ hãi loại tình cảnh này, binh sĩ dù nhiều cỡ nào cũng không thể ngăn cản tu hành giả nguyên thần, cảnh ngự không rời đi ánh mắt Đinh Phồn Thu, nhìn về đám tu hành giả đang lơ lửng trên không. Ngưng thức cảnh, vạn hải cảnh, còn có vài tên thần đỉnh cảnh. Chỉ có như vậy mà cũng dám tự xưng là cạm bẫy. Tiểu nha đầu mở to mắt mà nhìn cho kỹ, Đinh Phồn Thu không quay đầu lại, rõ ràng những lời này là đang nói với tiểu diên nhi lục châu tiếp tục vuốt dầu tựa như không thèm đếm xỉa đến cùng lúc đó khí thế toàn thân đinh phồn thu dần dần tăng vọt hắn bước một bước ra xa nhà kho vù một tòa pháp thân cao năm trượng sừng sững xuất hiện giữa trời pháp thân tỏa ra màu lam nhạt uy hiếp đám người bên dưới cương khí vần quanh kim liên dưới chân đang mở từng lá từng lá tổng cộng mở ra tứ diệp những binh sĩ đứng ngăn trở ngoài bến tàu và đám tu hành giả khi nhìn thấy tòa pháp thân này sắc mặt ai nấy đều đại biến, đồng thời lui về sau mấy bước, nhưng bọn hắn không bị dọa cho bỏ chạy mà mang vẻ mặt căng thẳng như Lâm đại địch, cảnh giác lùi lại tiểu Diên Nhi lẩm bẩm một câu, mới có tứ diệp. Nữ hài đứng bên cạnh liếc nàng một cái, ngươi thì biết cái gì? Sư phụ ta thần uy cái thế, đây gọi là ẩn giấu thực lực có biết không? Tứ Diệp đã đủ để đối phó với đám người này, bọn họ chỉ có pháp thân thần đình cảnh, cao nhất là thập phương càn khôn, có bách kiếp động minh ở đây thì tất cả đều phải nằm dạp xuống đất. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện pháp thân Tứ Diệp, của đinh phồn thu đã tản mắc ra cương khí cường đại lộc cộc lộc cộc các công trình kiến trúc ở quanh bến tàu đều không ngừng rung động phát ra âm thanh lộc cộc nhóm binh lính lại lui về sau lần nữa mấy tên tu hành giả đều không dám khinh thường một tu hành giả đang lăng không chợt hô to mọi người đừng hoảng hốt cứ chậm rãi lui lại trong cung chuyển đến tin tức kẻ này là cơ thiên đạo giả mạo hôm qua chỗ này đã được bố trí đại trận vu thuật chúng ta lui lại ra sau đại trận đợi cao nhân trong cung đến cùng tiêu diệt tặc tử cho dù hắn là ai đã xông vào cấm địa thì đều phải chết kẻ xâm nhập phải chết kẻ xâm nhập phải chết các binh lính hô to lên đầy khí thế được tu hành giả kia cổ vũ đám binh lính trở nên can đảm hơn một chút vững vàng chống đỡ lúc này lục châu và tiểu diên nhi đang đứng trước cửa nhà kho thấy bên ngoài có mấy ngàn tên lính và mấy trăm tu hành giả xuất hiện hai người cũng hơi kinh ngạc hiển nhiên hết thảy đều là âm mưu đây là một cái bẫy lục châu lạnh nhạt nói hành động của bọn hắn dường như đã bị người ta đoán trước nếu là cạm bẫy thì trong nhà kho này không thể có thứ bọn hắn muốn tìm hoặc là khối xương cốt đặc thù cất giấu bí mật nào đó, còn chưa được tìm thấy vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giết ra ngoài à? Tiểu Diên Nhi thấp giọng hỏi không cần lục châu vuốt, dầu hắn thích trang bức thì cứ để hắn làm Tiểu Diên Nhi mếu máo thì thầm, có tứ diệp thôi mà. Không có gì thú vị hết Tiểu Diên Nhi đã quen nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, hiện tại thấy pháp thân cấp bậc thấp này, luôn cảm thấy không đã ghiền tựa như hàng ngày nàng đều cưỡi tọa kỵ cấp truyền thuyết đột nhiên bây giờ bảo nàng cưỡi tọa kỵ cấp thấp nàng đúng là có chút xem thường nó nhưng đối với các tu hành giả khác mà nói thì pháp thân tứ diệp kim liên đã là cao thủ trong cao thủ những tu hành giả đang lăng không ngoài kia không ngừng nuốt nước bọt cảnh giác nhìn chằm chằm tòa pháp thân lúc này không ai dám động thủ với một tu hành giả nguyên thần cảnh ba tên đệ tử của đinh phồn thu lộ vẻ sùng bái nữ đệ tử kia khinh khỉnh nhìn tiểu diên nhi tiểu nha đầu đừng tưởng vừa rồi ngươi may mắn thắng ta đã khinh thường người khác loại thân thủ cỡ như ngươi còn không chịu nổi một chiêu của sư phụ ta nữa là tiểu diên nhi khé đáp bại tướng dưới tay ngươi nàng ta muốn động thủ nhưng thế cục hiện tại đang khẩn trương đành phải cắn răng cho qua nếu thật sự đánh nhau thì người thua thiệt cũng là nàng ta mà thôi đinh phồn thu lúc này cũng không có thời gian đâu mà bảo vệ đồ đệ cương khí bao quanh pháp thân tứ diệp dần dần tản ra hào quang nhợt nhạt tạo thành từng đạo cương ấn rồi bay về phía trước pháp ấn của đạo môn lục châu bình tĩnh nói không ngờ đinh phồn thu lại tu luyện pháp ấn đạo môn pháp ấn đạo môn và pháp ấn thiền tông không giống nhau pháp ấn thiền tông dựa vào kim thân để gia trì lực lượng điều động nguyên khí trong cơ thể ngưng khí thành cương tạo thành lực lượng cương mãnh của phật gia còn pháp ấn đạo môn là điều động nguyên khí trong thiên địa để tăng phạm vi tấn công cả hai loại pháp ấn đều bù trừ cho nhau tham khảo nhau để trở nên mạnh hơn nên dần dần không còn khác biệt quá rõ ràng nữa số lượng pháp ấn dợp trời bắn về phía đám binh lính và tu hành giả phốc 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 toàn bộ những binh lính bị pháp ấn kia chạm phải đều bị đánh bay ra xa một số tu hành giả thấy không ổn liền quay đầu bỏ chạy lui lại. Đừng đánh với hắn, kéo dài thời gian. Chuẩn bị khởi động vu thuật trận. Rất nhiều tu hành giả đứng ở nơi xa, tu vi bản thân, cũng chỉ đủ để miễn cưỡng chống lại lực chấn nhiếp từ pháp thân tứ diệp, hoàn toàn không đủ sức đối địch một chiêu pháp ấn thiên nữ tán hoa, của đinh phồn thu chỉ trong giây lát đã đánh bay mấy trăm tên binh lính. Giống như một cơn đại hồng thủy vừa càn quét, qua tiếng kêu thảm vang lên liên tục những binh lính còn lại lùi, ra xa thật xa đinh phồn thu cất cao giọng nói, bản tọa muốn đi, ai dám ngăn cản. Đinh Phồn Thu không phải lần đầu đến đây, hắn cũng biết chung quanh có rất nhiều cạm bẫy vu thuật, nếu cứ tiếp tục kéo dài tới khi cao thủ trong cung đến, thì hắn đi không được nữa tiếng nói mang theo sóng âm hùng hậu lấy Đinh Phồn Thu, làm trung tâm, khoách tán ra từ phía toàn bộ người đứng. Ở bến tàu vớt xác đều có thể nghe được rất rõ ràng phòng ốc, kiến trúc và tàu thuyền đều rung động vì sóng âm các binh lính lại tiếp tục lui, về sau tất cả mọi người mau lùi lại. Rào rào, đám binh lính lập tức không còn ngần ngại, mà rút lui thay vì khi không chịu chết vô ích, chẳng thà lùi về sau để giữ mạng nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ tốt những cạm bẫy vu thuật kia và chờ đợi cao thủ trong cung đến sắc mặt đinh phồn thu, trầm xuống mũi chân hắn điểm một cái, tung người bay vào không trung pháp thân khổng lồ cao năm trượng trôi nổi sau lưng hắn nguyên thần, cảnh sở dĩ đáng sợ đều là vì có pháp thân Bách Kiếp Động Minh Pháp, thân một khi xuất hiện sẽ chấn nhiếp toàn trường khi đinh phồn thu nhảy lên không trung, cương khí quanh pháp thân phóng ra bốn phương tám hướng như muốn rời non lấp biển vù. Vù pháp ấn như cánh hoa bay ra lít nhít lục châu vừa vuốt râu vừa khẽ gật đầu pháp ấn của hắn cũng có chút thành tựu như thế này được xem là có chút thành tựu sao ạ tiểu diên nhĩ chỉ tu luyện thái thanh ngọc giản nàng không hiểu nhiều về phương pháp tu hành của những môn phái khác lục châu chậm rãi nói pháp ấn đạo môn dẫn động nguyên khí của ngoại giới tạo thành cương khí pháp thân của đại tu hành giả cũng có thể ngưng khí thành cương còn thiền ấn lấy khí của bản thân làm chủ để đánh ra thành trường ấn vậy thì pháp ấn lợi hại hơn hay thiền ấn lợi hại hơn Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi Lục Châu khen ngợi gật đầu tiểu Diên Nhi, biết tò mò chính là chuyện tốt cứ từ từ dạy bảo, sau này nàng tất sẽ thành công loại nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm, không thể nói bên nào lợi hại hơn bên nào được Lục Châu đáp tiểu Diên Nhi nghe vậy liên tục gật đầu tinh, dạy bảo từ Diên Nhi, ban thưởng 100 điểm công đức ba tên đệ tử của Đinh Phồn Thu đứng bên cạnh nghe được, thầm kinh ngạc lão tiên sinh kiến thức rộng rãi, gia sư đúng là dùng pháp ấn đạo môn nữ đệ tử kia nhìn pháp ấn bay đầy trời lộ vẻ kính sợ nhưng mà pháp ấn đạo môn cũng có thủ ấn, tổng cộng có 12 đạo ấn, tu vi càng cao thì thủ ấn càng cường đại, không hề thua. Kém thiền ấn đô lục châu không thèm nhìn nàng ta hậu bối còn non trẻ, kiến thức chưa đủ sâu, không biết khiêm tốn thỉnh giáo vậy, thì cứ mặc kệ nàng ta cả đời làm ếch ngồi đáy giếng cùng lúc đó, pháp ấn của đinh phồn thu, bay múa đầy trời như cánh bướm, những binh lính không tránh kịp, và tu hành giả lăng không trên tầng trời thấp đều bị đánh bay tu hành giả có tu vi, từ ngưng thức cảnh trở xuống đều thổ huyết, mà chết ngay tại chỗ tu hành giả Phạn Hải Cảnh điều té xuống đất, đau đớn không chịu nổi còn thần đình cảnh cũng bị ép hạ xuống đất, tự thân điều động nguyên khí chống cự lại pháp ấn này đinh phồn thu mở miệng gọi, Tượng Vương rầm dập rầm dập, dập, dập. Từ trong rừng cây, Tượng Vương dẫm từng bước mạnh mẽ trên mặt đất, chạy băng băng tới tốc độ tuy không nhanh nhưng lực trùng kích vô cùng cường đại, hệt như một chiếc chiến xa lao thẳng vào đám người một số binh lính không kịp tránh, đều chết thảm tại chỗ một số lại bị ngà voi đâm xuyên lồng ngực, rồi bắn mạnh ra ngoài đi đinh phồn thu quay đầu nói một câu ba tên đệ tử gật đầu, nhanh chóng bay về phía tượng vương đám. Binh lính và tu hành giả không dám lại gần pháp thân của hắn, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn tiểu nha đầu, đến bên cạnh bản tọa đinh phồn thu chậm rãi hạ xuống đất pháp thân của hắn, cũng hạ xuống thấp vù. Trong khoảnh khắc đinh phồn thu tiếp đất, mặt đất cũng đổ sụp xuống điều này có hiệu quả chấn nhiếp, cực kỳ tốt những binh lính và tu hành giả, đang vây công hoàn toàn không dám lại gần đinh phồn thu, ngừng đầu nhìn về phương xa. Số lượng tu hành giả đang kéo tới càng lúc càng nhiều, người trong cung tới đinh phồn thu quay đầu nhìn ra sau lưng hà sao tiểu nha đầu không lại bên cạnh hắn hắn vốn cho rằng tiểu nha đầu sẽ sợ hãi mà lập tức chạy đến không ngờ tiểu diên nhi lại chẳng mảy may sợ hãi ngược lại còn đang vui vẻ xem kịch xem kịch thì cũng thôi đi biểu tình trên mặt nàng lại còn có một chút khinh thường trong đó lục châu thản nhiên nói tượng vương trốn không thoát tượng vương có khả năng chịu đòn sức chiến đấu mạnh thế nhưng nó lại không thể phi hành đinh phồn thu tiếc rẻ nhìn tiểu diên nhi lại khuyên nhiều lần nữa nha đầu nếu còn không đi thì không kịp đâu chuyện được đọc bởi kênh haleji audio đinh phồn thu chưa bao giờ thấy tu hành giả trẻ tuổi nào có thiên phú tu hành bằng tiểu diên nhi thiên phú của nàng cao hơn nữ đồ đệ của hắn không biết bao nhiêu lần nếu tiểu nha đầu này chịu làm đồ đệ của hắn thì nàng sẽ là một trợ thủ cực kỳ mạnh mẽ thật là đáng tiếc đinh phồn thu tiếc rẻ nhìn tiểu diên nhi tay hắn khẽ nhắc lên tòa pháp thân tứ diệp kim liên cao năm trượng lập tức biến mất áp lực đè nặng lên đám binh lính và tu hành giả bị tiêu trừ đinh phồn thu, điểm mũi chân, cả người nhẹ như chim yến bay như thiểm điện về phía Tượng Vương Ba, tên đệ tử đang lăng không bên cạnh tòa liễn trên lưng Tượng Vương, không ngừng đề phòng những tu hành giả xung quanh tấn công Nguyên Thần cảnh đinh phồn thu, ngồi ngay ngắn trên tòa liễn, tuy không xuất thủ nhưng khí tức toàn thân hắn đã đủ, để đám binh lính xung quanh không dám tới gần lục châu lắc đầu, không thèm để ý đến tình cảnh trước mắt nếu hắn muốn rời đi, bạch trạch lúc nào cũng có thể xuất hiện ầm 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 Tượng Vương chân đạp đại địa rung động không ngừng đinh phồn thu vung tay một lần là có một người chết nhưng mà ngay lúc đinh phồn thu tưởng là có thể rời đi dưới chân những binh lính kia đột nhiên xuất hiện từng đạo vòng tròn màu tím nhạt rất quỷ dị cũng rất thần bí những vòng tròn tím nhạt đó từ từ lan rộng ra bốc lên một làn khói xanh tựa như sương mù vu thuật đại trận có tu hành giả hô to lên bắt đám người xâm nhập này lại sẽ được trọng thưởng xứng đáng trong đám tu hành giả có một tên chỉ huy vu thuật đại trận có tác dụng kẻ chỉ huy cũng đã dần dần lộ ra trong đám người hắn cầm đại đao từ từ lăng không bay lên tượng vương cũng chỉ là một loài động vật cho dù nó có hấp thu nguyên khí trong tu hành giới trở nên mạnh mẽ và hung mãnh đến đáng sợ thì trí tuệ của nó vẫn kém xa nhân loại khi nó nhìn thấy những vòng tròn màu tím nhạt nó theo bản năng lùi lại sắc mặt đinh phồn thu trầm xuống hắn vung tay cưỡng ép khống chế tượng vương oàm tượng vương phát ra tiếng sóng âm vang vọng cả bờ sông nó vẫn không chịu tiến lên mà tiếp tục lùi lại xúc sinh đinh phồn thu mắng to một tiếng người lên nhảy vào không trung cương khí bộc phát. Bách kiếp động minh. Pháp thân bách kiếp động minh là một đại chiêu vô cùng tổn hao nguyên khí. Lục Châu không hiểu, đinh phồn thu tiêu hao nguyên khí như vậy là rất không sáng suốt, dù sao trước mặt hắn hiện tại cũng chỉ là binh tôm lính tép. Nếu cao thủ trong cung đến thì hắn còn sức lực đâu mà đối phó nữa. Đinh Phồn Thu không có thể trạng thái đỉnh phong, không thể tùy tiện tiêu hao nguyên khí của mình khi pháp thân bách kiếp động minh xuất hiện, những tu hành giả chuẩn bị tiếp cận bọn họ lại lùi về sau tựa, như đã được huấn luyện từ trước nói đúng ra thì làn khói bay lên không phải sương mù mà là một phần của vu thuật vu thuật chuyển hóa nguyên khí thành một loại cạm bẫy kín kẽ không có khe hở những quan binh và tu hành giả đến vây công kia lại hoàn toàn không bị vu thuật ảnh hưởng thiên cương ấn pháp thân bách kiếp động minh lại bắn ra pháp ấn đầy trời giống như lúc trước dưới tác dụng của pháp ấn những vòng tròn vu thuật màu tím nhạt chỉ hơi chậm lại một chút hoàn toàn không có dấu hiệu triệt tiêu những vòng tròn đó đã bao vây toàn bộ bến tàu khi những vòng tròn trở nên lớn dần chúng đan xen vào nhau tạo thành một chuỗi liên hoàn, quang mang phát ra ngày càng mạnh vu thuật đại trận cuối cùng cũng đã hình thành. Tượng vương lại lùi về sau lần nữa. Wow. Nếu không được tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ tin tưởng, đường đường là bá chủ cấp sử thi trong sơn lâm như tượng vương, cũng sẽ có lúc sợ hãi đến thế này, cho dù chủ nhân của nó có cưỡng ép thúc đẩy như thế nào thì tượng vương cũng không chịu tiến lên, chỉ lầm lũi bước lùi vòng tròn vu thuật lại không ngừng mở rộng, dưới sự ảnh hưởng yếu ớt của pháp thân bách kiếp động minh tốc độ mở rộng của vu thuật không bị chậm lại bao nhiêu ba tên đệ tử của đinh phồn thu tỏ ra rất lo lắng vu thuật đại trận này đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ ngay cả tu vi nguyên thần cảnh như đinh phồn thu cũng không làm gì được cao nhân trong cung đã bố trí vu thuật đại trận rốt cuộc là người phương nào hai hàng chân mày đinh phồn thu nhíu chặt lại hắn nhìn từng vòng vu thuật không ngừng mở rộng dưới mặt đất mà những binh lính và tu hành giả kia lại dẫm lên trên đó từ từ bao vây bọn hắn lại mà không bị ảnh hưởng gì đi xuống nước đinh phồn thu phất tay pháp thân bách kiếp động minh được thu lại muốn duy trì pháp thân cường đại sẽ tiêu hao một lực lượng nguyên khí khổng lồ hắn nhất định phải bảo tồn thực lực bây giờ cũng chỉ có sông độ thiên giang là tương đối an toàn có lẽ hắn sẽ có cơ hội rời đi bốn người quay đầu rời đi bỏ tượng vương lại vừa quay người lại bọn hắn đã nhìn thấy lục châu và tiểu diên nhi nhìn mình như thể đang xem kịch lục châu thản nhiên nói trên mặt sông đã hình thành vòng tròn vu thuật từ lâu đinh phồn thu nhíu mày đạp không quan sát mặt sông gần đó trên mặt sông đúng là đã bị những vòng tròn vu thuật màu tím nhạt bao trùm toàn bộ đang càng lúc càng nở rộng loại vòng tròn vu thuật này không thể chạm vào nếu không sẽ bị trói buộc ngay lập tức khi đó tu vi người bị trói sẽ suy yếu dần rồi hoàn toàn biến mất đến lúc đó sẽ thành cá nằm trên thất mặc người chặt chém oàm 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 thân thể tượng vương quá khổng lồ không thể nào vượt qua các công trình kiến trúc trong nháy mắt đã bị vòng tròn vu thuật thôn phệ vu thuật tựa như có mắt trói chặt tượng vương lại làn khói tím tựa như dây leo chẳng chịt quấn trên người nó trông vô cùng đáng sợ tượng vương dãy ruộng một lát rồi mất đi sức chống cự hiển nhiên vòng tròn vu thuật này cùng loại với vu thuật đã tấn công minh thế nhân là một loại vu thuật mang tính trói buộc lục châu vẫn bình tĩnh như trước hắn đang chờ cơ hội chờ kẻ khởi động vu thuật đại trận xuất hiện trong nhà kho chẳng có phát hiện gì vậy hắn chỉ có thể ra tay với người đến từ trong cung này hiện tại đinh phồn thu đã không thể tiếp tục mượn danh các chủ ma thiên cát để làm sằng làm bậy hắn nhíu mày không rõ đang suy nghĩ chuyện gì lão cư sĩ chấn định như thế là, có thượng sách gì chăng? Đinh Phồn Thu đột nhiên cảm giác được lão gia hỏa này, còn có hậu chiêu lục châu lắc đầu nói, cũng chẳng có thượng sách gì thôi vậy Đinh Phồn Thu chắp tay sau lưng quay người đi, ánh mắt nhìn về phía những vòng tròn vu thuật, đang lan rộng đám tu hành giả không rời khỏi vòng tròn vu thuật, mà chậm rãi tụ tập lại quanh các vòng tròn không bao lâu sau, vòng tròn vu thuật đã nở rộng ra mấy chục mét. Chà, đây không phải là ma đạo tổ sư gia uy chấn thiên hạ sao? năng lực phách lối khi nãy đi đâu cả rồi. Tên tu hành giả chỉ huy lăng không bay lên, hắn quan sát bốn phía rồi từ từ tiến lại gần vừa rồi khi đinh phồn thu, thi triển pháp thân bách kiếp động minh, hắn trốn rất kỹ không hề chui ra bây giờ vu thuật đại trận đã hình thành, hắn lại diễu võ dương oai mà xuất hiện chúng ta đã sớm được mật báo rằng, ngươi sẽ xuất hiện trong cung bảy ra vu thuật đại trận chờ sẵn, chỉ đợi ngươi mắc câu thôi tên chỉ huy nói vu thuật đại trận bày bố, ở đây đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên sử dụng đại trận hùng vĩ đến vậy sao hả? so với bình chướng kim đỉnh sơn của ngươi thì thế nào? Nghe thấy những lời trào phúng của trung niên nam tử kia, đinh phồn thu trầm giọng nói, buồn cười. Bách kiếp động minh. Pháp thân tứ diệp bách kiếp động minh cao năm trượng đột nhiên bành trướng, mở ra thêm một lá thành ngũ diệp. ầm Cương khí bao quanh pháp thân vô cùng hung mãnh, chấn động tứ phương đám binh lính và tu hành giả tưởng chừng đã nắm chắc thắng lợi, lập tức bị chấn bay ra ngoài ánh. Mắt ba tên đệ tử vô cùng kính sợ đây mới là thực, lực chân chính của sư phụ ta. Lông mày Lục Châu khẽ nhướng lên rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.